Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 132 đến tập 140. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn Nghi Lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 138. Hiện tại đã một tháng trôi qua, rõ ràng khí tức trên người hắn ta càng trở nên đáng sợ hơn. Hắn ta đã như thế, thử hỏi người lệnh cho hắn ta mang thiệp mời đến sẽ là ai? Việc này đáng giá để suy ngẫm. Rất nhiều ánh mắt lập lòe, tất cả bọn họ đều bị cảnh tượng đột ngột này gợi lên lòng hiếu kỳ, việc này e rằng không đơn giản. Thiệp mời à, đưa ta là được rồi. Bùi Tuyết nở nụ cười, nàng ta tiến lên, duỗi tay định cầm lấy tấm thiệp kia. Nhưng Hạ Thiên Phàm lại đột nhiên duỗi tay ra, vỗ một chưởng lên vai Bùi Tuyết. Khí tức khủng bố phút chốc bộc phát, uy áp ngập trời chấn động bốn phương tám hướng. Một chưởng này thật đáng sợ. Bàn tay của hắn ta ấn xuống cắm sâu vào da thịt như móng vuốt của man thú thái cổ có kích thước khổng lồ có thể sánh bằng những ngọn núi cổ xưa. Tạch, tạch, tạch. Ở khoảng cách cực ngắn, những nơi nó quét qua, hư không dường như bị ấn sụp, phát ra âm thanh đùng đoàng vô cùng chói tai. Phốc thử. Bùi Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể nàng ta như diều đứt dây, bị đánh văng ngược về, lúc này, nàng ta suy yếu và mỏng manh hệt như một mảnh giấy. Một chưởng này đến quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người còn chưa kịp phản ứng, phút chốc, tiếng kinh hô vang lên bốn phía, rất nhiều người hoảng sợ nhìn về phía Hạ Thiên Phàm. Hạ Thiên Phàm cười hì hì nói, nữ nhân, vừa rồi ta đã nói, ta phải đích thân giao tấm thiệp này cho Lâm Nhất. Làm phiền ngươi cút ra xa một chút, loại phế vật như ngươi, ta sợ không chú ý một chút sẽ đập chết ngươi. Dù gì thì ở thành tứ tượng này cũng không cho phép giết người. Nụ cười trên môi hắn ta không đổi, chỉ là giờ phút này lại khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc. Không sao chứ. Lâm Nhất đỡ Bùi Tuyết, hắn phát hiện nàng ta bị thương rất nặng. Một kích này quá đột ngột nên Bùi Tuyết không kịp chuẩn bị. Mặc kệ ta, có lẽ tấm thiệp kia thật sự rất quan trọng, sắc mặt Bùi Tuyết tái nhợt, nàng ta khẽ nói. Ngại quá, giờ ta đã thay đổi chủ ý. Hạ Thiên Phàm nhếch mép cười, lộ vẻ trêu tức, Lâm Nhất, ngươi tiếp một chưởng của ta, nếu có thể tiếp được thì tấm thiệp này sẽ đưa cho ngươi. Còn không, ta thấy rằng ngươi cũng không cần phải đến điểm hẹn làm gì. Hạ Thiên Phàm còn kiêu ngạo, ngông cuồng, hung hăng và vênh váo hơn so với trong truyền thuyết. Tuy Lâm Nhất còn chưa có tên trên bảng thông thiên, nhưng thực lực của hắn đã rõ như ban ngày. Chiến tướng của mười phương chiến giới nào có kẻ yếu, không có ngoại lệ. Ít nhất bọn họ đều là cường giả của tử bảng, trong đó, chiến tướng đứng đầu hoàn toàn có năng lực tiến vào 20 vị trí đầu trên tử bảng. Trong mắt bọn họ, đại đa số người trên bảng thông thiên cùng lắm chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Dù vậy, Hạ Thiên Phàm vẫn ngông cuồng như trước, lời của hắn ta đầy vẻ trêu tức. Không ai dám xem nhẹ Lâm Nhất, thế nhưng cũng không ai dám ngó lơ Hạ Thiên Phàm. Trước đó, hắn ta đột ngột ra tay khiến Bùi Tuyết bị thương. Việc này cho thấy hắn ta muốn lập uy với đối phương. Mọi người coi như thấy được thực lực của người xếp hạng thứ 9 trên tử bảng, nhưng sợ rằng đó còn chưa phải thực lực chân chính của hắn ta. Hạ Thiên Phàm hiện có tu vi thiên phách tầng 5, ngày đó, hắn ta độ hai kiếp thiên phách, có thể nói là oanh động toàn bộ thành tứ tượng. Vừa nãy, từ một chưởng chớp nhoáng của hắn ta khó mà nói được rốt cuộc đã sử dụng mấy phần thực lực, thậm chí có sử dụng đến tu vi thiên phách tầng 5 hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, trong lòng mọi người đều có chút chờ mong. Dù sao thì lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn mà thôi, mỗi người đều biết Lâm Nhất đã huyết tẩy chiến tướng của ba chiến giới. Nhưng hầu hết mọi người đều chưa từng chứng kiến hắn ra tay, mà tu vi của hắn cũng chỉ mới đến thiên phách tầng 3 viên mãn, việc này không khỏi khiến người ta nghi hoặc. Rất nhiều người có suy đoán. Phải chăng Lâm Nhất dựa vào bí bảo hoặc đan dược nào đó nên mới có thể quét sạch 12 tên chiến tướng? Có lẽ hắn cũng không phải một yêu nghiệt như trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ là lời đồn nhảm mà thôi. Sao hả, không muốn tấm thiệp này à? Lâm Nhất, ta có thể nói cho ngươi biết, chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy hứng thú với tấm thiệp này, Hạ Thiên Phàm khoái trá nói, kế đó, hắn ta lại trầm giọng, tuy nhiên, vẫn là câu nói đó, giờ ta đã thay đổi chủ ý. Nếu ngươi có thể tiếp một chưởng của ta, hoặc là quỳ xuống cầu ta, thì ta sẽ đưa tấm thiệp này cho ngươi. Lâm Nhất không để ý đến hắn ta, hắn cẩn thận xem xét vết thương của Bùi Tuyết,
phát hiện thương thế của nàng ta rất nặng. Trước đó đối phương không để lộ địch ý rõ ràng nên đã đánh Bùi Tuyết một kích không kịp trở tay, ngay cả chân nguyên cũng chưa kịp điều động. Tam đại giới tử phái ngươi đến hử? Lâm Nhất hướng mắt về phía Hạ Thiên Phàm, hắn cũng đã đoán được chút ít manh mối. Sắc mặt Hạ Thiên Phàm thoáng thay đổi, quả thật hắn ta có hơi bất ngờ, không ngờ đối phương lại đoán ra được nhanh như vậy. Đúng là hắn ta theo lệnh của giới tử, đợi đến khi Lâm Nhất hiện thân, tự tay đưa tấm thiệp này cho hắn. Nếu có cơ hội thì dò xét thực lực của người này một phen. Dù gì cũng xếp hạng thứ 9 trên tử bảng, cần gì phải làm chó cho thiên giới. Ánh mắt Lâm Nhất sâu thẳm, giọng điệu thản nhiên của hắn khiến người ta tức lộn ruột, dường như hắn chỉ đang trần thuật một sự thật đối phương là một con chó, chứ không hề dùng đến câu nghi vấn. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Hạ Thiên Phàm thản nhiên nói, hiển nhiên chúng ta sẽ giáng xuống đại thế Côn Luân, đến lúc đó ngươi sẽ biết hạ giới và Côn Luân có sự chênh lệch lớn đến mức nào, nếu không tìm một chỗ dựa tốt thì chẳng còn lối thoát nào đâu. Nội tình của chiến giới sâu cạn như thế nào, bản lĩnh của giới tử đến đâu, ngươi vốn không biết gì cả, chỉ có loại đầu gỗ như ngươi mới kết thù cùng giới tử mà thôi. Mỗi người có chí riêng, Lâm Nhất cũng không ép buộc, chỉ trầm ngâm nói, để thiệp mời lại, ngươi có thể đi được rồi. Ta nói rồi, ngươi phải tiếp một trưởng của ta mới được. Hạ Thiên Phàm sầm mặt, lạnh giọng quát. Hắn ta cảm nhận được sự thờ ơ của Lâm Nhất, dường như đối phương chẳng hề để hắn ta vào mắt, đối với khiêu khích của hắn ta, cảm xúc của kẻ này không mảy may dao động. Việc này khiến Hạ Thiên Phàm có cảm giác bị khinh thị, hắn ta vốn là một nhân vật yêu nghiệt độ liên tiếp hai kiếp thiên phách, nhưng Lâm Nhất lại luôn có một loại khí thế khó hiểu, cứ như bản thân hắn ta luôn thấp hơn đối phương một bậc. Một tên tiện chủng đến từ hạ giới mà cũng dám mắng hắn ta là chó, hắn ta há có thể dễ dàng bỏ qua cho thái độ nhục nhã của đối phương. Hừ, Táng Hoa công tử gì chứ, theo ta thấy hắn đang sợ xấu hổ đấy. Hạ sư huynh nể mặt lắm mới cho ngươi cơ hội lần này, nếu không chúng ta cũng chẳng thèm nói nhảm nhiều như vậy, e là lúc này đã sớm ra tay rồi. Đằng sau Hạ Thiên Phàm, có vài người lên tiếng với giọng điệu âm dương quái khí. Tính tình Lâm Nhất cũng không tốt, đối phương ra tay làm Bùi Tuyết bị thương vốn đã khiến hắn rất tức giận. Nhưng dù sao nơi đây cũng là thành tứ tượng, có rất nhiều cường giả của tông phái siêu cấp đang âm thầm theo dõi, nên hắn mới cố kìm chế bản thân. Sau một thoáng trầm tư, Lâm Nhất nói, cũng được, tuy nhiên, Lâm Mỗ không thể không công bị đánh như thế được, đúng không? Hắn quả thật rất muốn biết trong thiệp mời viết những gì. Muốn luận bàn à, ta sẽ theo như ý muốn của ngươi. Hạ Thiên Phàm nhếch miệng cười, hắn ta cũng không cho rằng Lâm Nhất đối kháng với mình thì có bao nhiêu phần thắng. Dù có nghịch thiên thế nào thì cũng chỉ là tu vi thiên phách tầng thứ 3 mà thôi. Trong khi đó, hắn ta cũng không phải nhân tài kiệt xuất thiên phách tầng 5 bình thường, mà hắn ta là một yêu nghiệt có đại khí vận trên thân. Sóng khí cuộn tròn, những người xung quanh lẳng lặng tản ra xa. Lâm Nhất cũng không khinh địch, hắn thúc giục Thương Long Thánh Thiên Quyết. Ánh sáng thần văn từ bảo cốt Thương Long bừng lên, phút chốc, đã ngưng kết thành thánh giáp Thương Long. Nhìn thấy Long uy phát ra từ trên người đối phương, đồng tử Hạ Thiên Phàm co mạnh, bảo cốt Thương Long. Vận khí của tên này đúng là không phải tốt bình thường, tuy nhiên, ta cũng không phải người không có cơ duyên, rút kiếm đi. Lâm Nhất thản nhiên nói, nghĩ nhiều rồi, tiếp ngươi một trưởng không cần thiết phải rút kiếm. Lòng Hạ Thiên Phàm rét lạnh. Lần này hắn ta thật sự cảm nhận được sự khinh khi của đối phương dành cho mình. Quả nhiên ngông cuồng, ta sẽ cho người một bài học, để người biết sốt cuộc thực lực của người đứng thứ 9 trên tử bảng có bao nhiêu đáng sợ. Hạ Thiên Phàm không định hạ thủ lưu tình, hắn ta thi triển võ học mạnh nhất của bản thân, võ học tạo hóa cấp đế giả, lôi học, lôi điện tinh long trường. Trường mang thoáng chốc như thác nước từ trên trời trút xuống, tựa như ánh sao vô tận, ẩn chứa sức mạnh sấm sét. Không ngừng đổ ập xuống, liên miên bất tận. Xíu, yêu yêu. Một trưởng này mang theo sức mạnh hồn hậu, phút chốc đã giết đến trước mặt Lâm Nhất. Nhìn thấy thác nước được hội tụ từ vô tận ánh sao trên bầu trời, hai mắt Lâm Nhất híp lại, quả thật vị xếp thứ 9 của tử bảng này có chút bản lĩnh. Võ học tạo hóa cấp đế giả này đã được hắn ta tu luyện đến cảnh giới đại thành đỉnh cao, còn cách viên mãn không bao xa. Nói cách khác, thực lực người này không kém bao nhiêu so với Lâm Nhất khi vừa ra khỏi bảo điện Thương Long, thậm chí còn mạnh hơn. Ở thời điểm đó, Lâm Nhất còn chưa nắm giữ được Nhật Diệu Thần Quyền, và chưa vượt lên tạo hóa, thêm vào đó là tu vi còn thấp,
e rằng trong vòng 10 chiêu sẽ rơi vào thế bị động. Có điều, hiện tại Lâm Nhất đã xưa đâu bằng nay, ngay cả võ học thánh linh mà hắn cũng đã tu luyện đến cảnh giới nhập môn thì giờ đây, những võ học tạo hóa thế này dù có tinh diệu đến mức nào đi nữa, trong mắt hắn cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Bành! Ống tay áo Lâm Nhất vung lên như mây, hắn chỉ tiện tay đánh ra một chưởng, nhưng lại có thể nhẹ nhàng ngăn cản chiêu pháp của đối phương, thậm chí phong bế hơn một nửa biến hóa sau đó. Sao lại thế? Sắc mặt Hạ Thiên Phàm lập tức thay đổi, hắn ta không dám tin đối phương có thể dễ dàng ngăn cản võ học tạo hóa cấp đế giả như thế. Hắn ta đột ngột lui về sau mấy bước, tiếp đó đánh ra một chưởng thứ hai, chưởng này có tên là tinh lôi nộ hống. Chiêu thứ ba tiếp ngay sau đó, lôi long cuồng khiếu. Chiêu thứ tư, tinh quang phổ chiếu. Chiêu thứ tám, lôi đình tinh hải. Tám đại sát chiêu lần lượt được thi triển, có thể nói là ánh sao sáng chói, sấm chớp vang trời, thỉnh thoảng còn có tiếng rồng ngâm cuồng bạo, chấn cho màng tai người suýt vỡ ra. Nhưng Lâm Nhất vẫn đứng yên bất động, thậm chí hắn còn chắp hai tay sau lưng, thong thả ngăn cản tất cả chiêu pháp của đối phương. Toàn bộ người có mặt tại quảng trời nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Trong mắt bọn họ, Lâm Nhất tựa như một gốc cổ thụ trụ trời trên đỉnh núi. Chỉ lắc lư vài cái đã có thể dễ dàng ngăn chặn thế công của đối phương, ngay cả lá cây cũng không rơi xuống. Bất kể là ai cũng có thể nhìn ra lý giải về tạo nghệ võ học của hai người này đã không cùng một đẳng cấp rồi. Đáng nói ở đây là, Hạ Thiên Phàm thi triển vốn là võ học tạo hóa cấp đế giả, chỉ riêng uy lực còn sót lại cũng đủ khiến nhiều người không chịu nổi, thử hỏi, tạo nghệ võ học của Lâm Nhất đã mạnh đến mức nào? Việc này, thật khó mà tưởng tượng nổi. Bành! Lâm Nhất nhẹ nhàng vung tay lên, lại lần nữa ngăn chặn sát chiêu của đối phương. Cùng lúc đó, thánh giáp thương long trên người hắn bắt đầu khởi động khí lực hồn hậu, trực tiếp chấn lui Hạ Thiên Phàm. Tổng cộng ngươi đã đánh ra 9 chiêu, coi như đã dùng hết bộ trưởng pháp này, giờ đến lúc Lâm Mỗ ra tay. Lâm Nhất không có hứng thú rằng co với người này, giờ hắn chỉ muốn xem thử rốt cuộc nội dung trong tấm thiệp mời kia là gì. Ta tiếp ngươi một trưởng là được. Hạ Thiên Phàm thẹn quá hóa giận, sắc mặt hắn ta liên tục thay đổi, thậm chí ngay cả cánh tay của đối phương mà hắn ta còn không ép ra được, việc này quả thật khiến người ta khó chịu. Chênh lệch giữa hai người họ thật sự quá lớn. Tuy nhiên hắn ta tin mình vẫn có thể tiếp được một chưởng của Lâm Nhất. Vèo. Không ai thấy rõ động tác của Lâm Nhất, chỉ cảm giác một luồng gió mạnh đột ngột vụt qua, thoáng cái, Lâm Nhất đã đến trước mặt Hạ Thiên Phàm, duỗi tay ấn xuống. Một chưởng này thoạt nhìn rất bình thường, không có gì lạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng lại khiến người ta có cảm giác dường như ánh sáng xung quanh bị cắn nuốt. Hắn đứng ở đó tựa như bá chủ quân lâm thiên hạ, uy trấn ngân hà. Lâm Nhất còn chưa chính thức dùng đến võ kỹ, hắn chỉ vận dụng một ít lý giải đối với võ học thánh linh vào một chưởng này mà thôi. Xem như dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, tuy nhiên, đối phó với loại mặt hàng này thì như thế là dư xài. Trước vô số ánh nhìn chăm chú, một chưởng này vừa đánh xuống, chân nguyên hộ thể của Hạ Thiên Phàm lập tức nổ tung, kế đó lồng ngực hắn ta bị lõm vào, xuất hiện chưởng ấn. Cả người hắn ta cong như con tôm luộc, kế đó là một loạt âm thanh chói tai vang lên. Hạ Thiên Phàm co rụt người lại, bị đánh bay ra ngoài, một tiếng bịch vang lên, hắn ta đã quỳ sụp trên mặt đất. Phốc thử! Máu tươi từ trong miệng hắn ta trào ra, Hạ Thiên Phàm chống tay xuống đất, đau đớn khiến mặt hắn ta co rúm lại. Khi lạnh đột ngột bao phủ khắp quảng trường, không ai ngờ được rằng Hạ Thiên Phàm, xếp hạng thứ 9 trên tử bảng, lại bại một cách thê thảm như vậy. Một chiêu. Chỉ một chiêu đã khiến Hạ Thiên Phàm quỳ sụp xuống, không đứng dậy nổi, ngay cả kêu đau cũng kêu không nổi. Giờ phút này, không còn ai dám hoài nghi thực lực của Lâm Nhất nữa, hắn có thể huyết tẩy 12 chiến tướng chắc chắn không phải dựa vào bí bảo hay ngoại vật gì khác. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn, từ tận đáy lòng bọn họ cảm thấy bị đả kích rất lớn. Thiếu niên này không nổi danh trên bảng thông thiên. Nhưng sự hiện hữu của hắn lại áp đảo một loạt nhân tài kiệt xuất trên bảng thông thiên, có thể nói, người này gần như đứng đầu tử bảng, dưới kim bảng, hắn chính là ông vua không ngai. Lâm Nhất ngoắc tay, bắt lấy tấm thiệp mời đang lơ lửng giữa không trung. Đại hội sát yêu. Bốn chữ bằng máu thình lình xuất hiện. Đại hội sát yêu. Lâm Nhất lẩm bẩm đọc, nhìn chữ viết bằng máu trên thiệp mời, sắc mặt hắn dần tối sầm, nói, đây là máu của ai?
Hề hề, người đoán xem. Hạ Thiên Phàm đang nằm dạp trên mặt đất nở nụ cười âm u, bất chợt, hắn ta lớn tiếng nói, nửa tháng sau, tam đại giới tử thần U, Thiên Cần và Huyền Long sẽ cử hành đại hội sát yêu tại thành Phong Lăng, hoan nghênh chư vị đến xem, ha ha. Đại hội sát yêu? Đó là gì? Chưa từng nghe qua. Trên quảng trường vang lên âm thanh bàn tán, mọi người lộ vẻ nghi hoặc, tam đại giới tử muốn giết ai mà lại bày ra thế trận lớn như vậy. Lâm Nhất, ngươi nhất định phải đến đấy, nếu không, e là không cách nào nhìn thấy mặt tình nhân cũ của ngươi lần cuối. Hạ Thiên Phàm nhếch mép cười, lộ vẻ trêu tức. Đây mới thực sự là trò hay. Thắng ta thì sao chứ? Nửa tháng sau, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn đến thành Phong Lăng chịu chết. Mọi người nhanh chóng hiểu ra, đây chính là dương mưu của tam đại giới tử. Thế nào là dương mưu? Chính là biết rằng đó là bẫy, nhưng Lâm Nhất vẫn phải nhảy xuống. Đại hội sát yêu vốn chỉ là một cái bẫy mà tam đại giới tử đào sẵn cho Lâm Nhất. Việc làm này khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm được gì. Ta hỏi đây là máu của ai? Lâm Nhất ngẩng phát đầu, trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh, một luồng sát ý quét qua bốn phía. Người đoán xem, Hạ Thiên Phàm cắn răng, hung tợn nói. Lâm Nhất vốn có tâm tính hơn người, rất ít khi xúc động, nhưng hiện tại hắn lại có chút mất kiểm soát. Cơ mặt hắn co giật, bàn tay phải đang nắm thiệp mời không ngừng run rẩy. Kế đó, cả người hắn run lên, sát ý khủng bố tựa như một làn gió thu ập đến, không cách nào thu lại được. Giận lắm à? Hạ Thiên Phàm nhếch miệng cười, nói, ta biết hiện tại ngươi rất giận, nhưng ngại quá, nơi này là thành tứ tượng. Ngươi có giận cỡ nào cũng phải nghẹn ở đó. Nếu ngươi có đủ bản lĩnh thì cứ thử giết ta đi. Hắn ta chật vật đứng dậy, trong lúc nói chuyện đã lẳng lặng lui đến rìa trung tâm quảng trường, lộ vẻ đắc ý. Lâm Nhất, đây là máu của ai chẳng lẽ ngươi không đoán ra được à? Nếu ngươi còn là một nam nhân thì hiện tại, giết ta đi. Hạ Thiên Phàm lộ vẻ dữ tợn, hắn ta rất đắc ý, còn cố tình chọc giận đối phương. Chỉ cần lùi thêm một bước nữa, rời khỏi trung tâm quảng trường thì Lâm Nhất sẽ không cách nào đụng đến hắn ta được. Đừng nói là giết hắn ta, dù chỉ là ra tay với hắn ta thì cũng xem như trái với luật thép của thành tứ tượng. Một khi vi phạm lệnh cấm, nhẹ thì mất đi tư cách tham gia trận chung kết. Nặng thì lập tức bị giam giữ. Tên này đúng là ghê tởm, những người có mặt trên quảng trường đều nhìn Hạ Thiên Phàm bằng ánh mắt chán ghét. Đáng giận thật. Nếu là Lâm Nhất sợ rằng bọn họ sẽ tức mà hộc máu tại chỗ. Sao trên đời lại có người ghê tởm đến vậy chứ? Đúng là ức mà. Khoan nói đến việc ở quảng trường không thể nào giết người, chỉ riêng việc Lâm Nhất vừa có hành động, đối phương sẽ lập tức rời đi. Đến lúc đó, chỉ cần Lâm Nhất thoáng vượt qua ranh giới, sẽ bị phán trái với lệnh cấm, mà lệnh cấm kia ngay cả giới tử cũng không dám làm trái. Móng heo to, đừng mắc lừa. Trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của Bùi Tuyết tràn đầy lo lắng, nàng ta bị thương nhưng vẫn cố sức gào lên. Hí! Sát ý vô biên tựa như trời đông giá rét, hồ nước rộng lớn tại quảng trường cũng dần bị đóng băng bởi sát ý bực này. Nhưng cuối cùng, Lâm Nhất không ra tay mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Có người khẽ thở phào, cũng có người âm thầm lắc đầu, lộ vẻ bất lực. Thật sự hận. Bất kể là ai khi đối mặt với tình huống như vậy cũng khó mà nén được lửa giận, khó chịu nhất chính là không cách nào bộc phát cơn giận của mình được. Rõ ràng đối phương chỉ là con sâu cái kiến, vậy mà hết lần này đến lần khác nhảy nhót, đạp lên mặt hắn, mà hắn lại không thể làm gì được. Vẻ dữ tợn cùng ngang ngược trên mặt Hạ Thiên Phàm dần biến mất, trong mắt hắn ta lóe lên tia âm tàn, tên khốn này vậy mà không mắc lừa, hắn ta không khỏi tức giận nói, quả nhiên là đồ phế vật. Gì mà giết người chỉ cần một kiếm, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Huyết tẩy 12 chiến tướng vậy mà ngay cả một cọng tóc của Hạ Thiên Phàm ta cũng không dám động đến. Sắc mặt hắn ta dần chuyển sang rét lạnh, cũng không có ý định chơi đùa tiếp. Không mắc mưu cũng chẳng sao, dù sao thì nửa tháng nữa, tên này vẫn phải ngoan ngoãn đến thành Phong Lăng. Đến lúc đó hắn ắt phải chết, kẻ đắc tội với giới tử không có một ai có kết cục tốt. Một tên tiện chủng thấp hèn mà thôi. Lại còn dám mắng hắn ta là chó, đúng là không biết tự lượng sức mình. Thật ra, trong lòng Hạ Thiên Phàm rất để tâm việc Lâm Nhất mắng hắn ta là chó của giới tử, đó chính là cái gai trong lòng hắn ta. Lâm Nhất, nửa tháng sau, ta chờ ngươi ở thành Phong Lăng, trận đại hội sát yêu này sẽ rất quạnh quẽ nếu không có nhân vật chính là ngươi đấy,
Hạ Thiên Phàm cười to vài tiếng rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Ai cho ngươi đi? Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhất đột nhiên lên tiếng, hắn lật tới lật lui tấm thiệp trong tay, sắc mặt khiến người ta khó mà đoán ra được. Hạ Thiên Phàm thoáng giật mình, rồi lại bật cười như điên, tên này. Nhịn không được. Nhưng khi hắn ta vừa xoay lại, một vòng sáng âm u tựa như ảo ảnh đánh úp lại, đột ngột cắm thẳng vào cổ họng hắn ta. Phốc thử. Máu tươi giàn giụa, mặt Hạ Thiên Phàm trắng bệch, sinh cơ chậm rãi trôi đi. Là thiệp mời, chẳng biết từ lúc nào, tấm thiệp mời trong tay Lâm Nhất đã cắm vào cổ Hạ Thiên Phàm. Má hắn ta co rúm lại, miệng mấp máy, môi vô lực run rẩy, đồng tử hắn ta mở to, ánh mắt lộ rõ vẻ không dám tin. Lâm Nhất, sao hắn dám ra tay? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, cả đám không dám tin nhìn lại, cổ họng Hạ Thiên Phàm đã bị thiệp mời cắt sâu vào. Người này còn sống, nhưng mọi người đều biến hắn ta sống không được bao lâu nữa. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất, trong mắt bọn họ tràn đầy khiếp sợ mà không một ngôn từ nào có thể hình dung được. Hạ Thiên Phàm vô cùng hoảng sợ, hai tay hắn ta nắm lấy thiệp mời, dường như muốn rút ra. Đừng đừng! Lâm Nhất thong thả khuyên nhủ, đừng nhúc nhích, tấm thiệp này đã được ra chỉ bởi kiếm ý thông thiên của ta, nếu ngươi lập tức rút nó ra, chắc chắn đầu của ngươi sẽ bay ra ngoài. Cha, một tên xếp hạng chín tử bảng như ngươi hẳn chưa hiểu được sự huyền diệu của kiếm ý thông thiên, tuy nhiên, vẫn đừng nên nhúc nhích thì tốt hơn, tin ta đi. Sắc mặt Hạ Thiên Phàm kịch biến, lúc này hắn ta không dám động đậy nữa, mà ngước nhìn Lâm Nhất, đồng tử hắn ta không ngừng co lại. Lâm Nhất tiến lên, thay Hạ Thiên Phàm chỉnh trang lại cổ áo, còn tiện tay vỗ nhẹ lên mặt hắn ta và nói, khuôn mặt này rất tuấn tú, cớ sao lại đi làm chó như vậy? Còn định đến Côn Luân à? Ngại quá, ngươi không đến được Côn Luân rồi. Ngay cả thành Phong Lăng, ngươi cũng không đi được, nhưng không sao, dù sao thì chẳng ai để ý đến việc một con chó có mặt hay không đâu. Toàn thân Hạ Thiên Phàm phát run, hai chân hắn ta mềm nhũn, thoáng cái quỳ sụp xuống. Hắn ta không dám phát ra tiếng, chỉ có thể dùng chân nguyên để nói chuyện, Lâm Nhất, tha cho ta, đừng giết ta sai rồi. Đừng đừng, nơi này là thành Tứ Tượng. Một tên phế vật như ta nào có gan dám giết người. Ta không giết ngươi, ngươi cũng không chết, hai ta chỉ đang luận bàn mà thôi. Ngươi nhất định phải sống thật khỏe mạnh, nếu ngươi chết đi. Thật sự rất khó cho ta, Lâm Nhất thờ ơ nói. Ở trung tâm quảng trường có thể luận bàn, nhưng không thể giết người, chỉ cần Hạ Thiên Phàm không chết thì Lâm Nhất xem như không vi phạm lệnh cấm. Đợi đến khi Hạ Thiên Phàm chết thì hành trình trên thiên lộ cũng đã sớm kết thúc. Mọi người bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhất, cả đám không khỏi sởn gai ốc, chợt cảm thấy thiếu niên trước mắt thật đáng sợ. Lâm Nhất khẽ nói, giận lắm à? Đừng nên tức giận sẽ khiến tốc độ máu chảy nhanh hơn, người sẽ chết nhanh hơn. Ta biết người rất giận, nhưng vẫn phải cố mà nghẹn đi, nói không chừng nửa tháng sau, khi ta chết ở thành Phong Lăng, sẽ có người đến cứu ngươi. Nhưng cũng khó mà nói được, dù sao thì ngươi cũng chỉ là một con chó. Có đáng để cứu hay không thật sự? Khó nói. Lâm Nhất, không, Lâm gia. Hạ Thiên Phàm tuyệt vọng, từ tận sâu trong linh hồn, hắn ta đang run sợ. Lâm gia, ngươi là ông nội của ta, ta là cháu của ngươi, ngươi tha cho ta đi mà, đứa cháu trai này không dám nữa. Bản gia gia không có thứ cháu bất hiếu như ngươi. Lâm Nhất quay đi, không nhìn hắn ta, chỉ là vừa dứt lời, sắc mặt của hắn trở nên u ám hơn bao giờ hết. Phanh. Hắn đánh một chưởng vào đỉnh đầu Hạ Thiên Phàm, một chưởng này không lấy mạng hắn ta, mà chỉ đánh nát xương đầu gối và phong bế khí hải của hắn ta. Khiến cho tốc độ hao mòn chân nguyên và sinh cơ chậm hơn rất nhiều. Ngươi cứ quỳ như vậy đi. Lâm Nhất ung dung nói, rồi chợt gằn giọng quát, đứa cháu trai bất hiếu này của ta sẽ ở đây để chư vị chế giễu, nếu có ai dám lén lút cứu hắn, kiếm trong tay Lâm Mỗ sẽ không dễ bỏ qua như thế đâu. B-O-A-N-G. Hắn khẽ vẫy tay trái, hộp đựng kiếm sau lưng mở ra, thoáng chốc, kiếm đã ra khỏi vỏ. Két sát. Kiếm ý vô tận từ trên người Lâm Nhất sộc thẳng lên trời, phút chốc chấn vỡ tầng mây. Hắn chém ra một kiếm, ánh kiếm chói mắt khiến trời đất cũng trở nên u tối, kiếm quang hồn hậu bắn thẳng ra, trực tiếp bổ hồ nước bao la giữa quảng trường thành hai nửa. Oanh. Sóng nước dâng cao tận trời. Lỗ hổng có đường kính khổng lồ cứ thế chia cách linh hồ thành hai phần. Kiếm ý thông thiên. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, vô cùng chấn động.
Từ lâu đã nghe đồn rằng Lâm Nhất là kỳ tài kiếm đạo, chỉ riêng thiên phú về kiếm đạo có thể nói trên thiên lộ chẳng ai sánh bằng, chỉ có thể ngước nhìn, chớ không thể nhìn thẳng. Hôm nay coi như được mục kích tận mắt. Không ai có thể tưởng nổi uy lực của một kiếm này, e rằng dưới kim bảng không một ai dám nghênh đón. Táng Hoa công tử, giết người chỉ cần một kiếm. Truyền thuyết kia bất giác hiện lên trong đầu mọi người, cả đám không rét mà run, xem ra Hạ Thiên Phàm đã hết cứu. Uy lực của một kiếm này khiến trời đất rung chuyển, không ai dám đối đầu với Lâm Nhất để cứu hắn ta. Huống chi hắn ta chính là một con chó khiến người chán ghét, một chút đồng tình cũng không có. B-O-A-N-G. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, liếc nhìn mấy tên tùy tùng của Hạ Thiên Phàm. Mấy tên này đã bị dọa suýt vỡ mật, cả đám ù té chạy ra khỏi quảng trường, khi phát giác Lâm Nhất nhìn về phía mình, bọn chúng liền đứng yên, không dám động đậy. Quay về nói với Tam Đại Giới Tử, ta sẽ tiếp tuồng vui này cùng bọn họ, nửa tháng sau, gặp tại thành Phong Lăng. Vẻ mặt Lâm Nhất vô cùng lạnh lùng, kế đó, hắn nhấn mạnh từng chữ, tuy nhiên, nếu có kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Nguyệt Vi Vi, ta thề, người của ba chiến giới đừng mong sống sót. Nếu không tin thì cứ thử mà xem, để coi ai chơi không nổi. Giọng thiếu niên như sấm rền, rét lạnh thấu xương, khiến người ta không dám nảy sinh nghi vấn. Tất cả những người có mặt tại quảng trường trung tâm đều ngây ra như phỗng, không ai ngờ rằng một tấm thiệp mời lại gây ra động tĩnh lớn đến thế. Mà nửa tháng sau, tại thành Phong Lăng sẽ trình diễn một trận phong ba kinh thiên động địa. Trận phong ba này ắt sẽ khiến toàn thiên lộ phải rung chuyển, đồng thời tạo thành dị biến không cách nào đoán trước được đối với trận chung kết. Lâm Nhất rời đi với thái độ vô cùng quyết đoán. Nhưng một kiếm chia cắt linh hồ ở quảng trường trung tâm vẫn không có xu thế khép lại. Giữa không trung, bọt nước văng tung tóe, còn có màn nước, tất cả đều bị một lực lượng vô hình nào đó giam cầm. Những người đang tu luyện trong linh hồ đều cảm nhận được một luồng kiếm ý cực kỳ sắc bén và ác liệt, cả bọn không khỏi biến sắc. Nơi đó đã hóa thành một vùng cấm, trừ phi kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất tiêu tán, nếu không thì không cách nào tiếp tục tu luyện. Mọi người chật lưỡi kêu lạ, đồng thời cũng sợ hãi và thán phục không thôi. Sự huyền diệu của kiếm ý thông thiên khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt, đúng như trong truyền thuyết, nó mạnh đến mức khó tưởng. Còn về Hạ Thiên Phàm đang quỳ gối ở giữa sân thì đã sớm không có người để ý đến. Sau khi rời khỏi quảng trường trung tâm một khoảng khá xa, vẻ mặt Lâm Nhất mới hoàn toàn tối xuống. Trên trán hắn điên cuồng tích xúc sát ý, vô biên vô tận, tâm trạng của hắn không hề tỉnh táo và mạnh mẽ như biểu hiện khi ở quảng trường. Vèo! Lâm Nhất đột ngột dừng bước khiến Bùi Tuyết cảm thấy rất kinh ngạc, sao vậy? Có người đang theo dõi chúng ta. Ai? Là người của ba chiến giới à? Lâm Nhất lắc đầu, hắn quay đầu nhìn, chủ nhân của những ánh mắt này đều rất mạnh, mạnh đến một cảnh giới khó mà tưởng tượng nổi. Chính là những cường giả của các tông phái siêu cấp đang trấn thủ ở đây, bọn họ lựa chọn không ra tay, làm vậy cũng là có ý cảnh cáo. Đi thôi. Lâm Nhất không nhiều lời, lập tức xoay người đi về phía trước. Khi về đến sân nhỏ, hắn có hơi bất ngờ khi phát hiện đã có người chờ sẵn ở đó. Người đến có lai lịch bất phàm, hắn ta khoác trên người đạo giáp màu vàng, phần lưng đạo giáp có khắc một con rồng hai cánh. Trên người hắn ta toát lên uy áp vương giả, trông rất phi phàm. Người nọ đã đứng tựa cửa chờ được một lúc lâu. Lâm Nhất híp mắt nhìn và nhanh chóng nhận ra người này đến từ chiến giới. Hắn đoán ra được không phải bởi thực lực trên lệch mà là do khí chất của người này rất giống với mấy tên chiến tướng đã bị hắn giết trước đó, cao quý bất phàm. Dù không cố sức thể hiện thì cũng mang đến áp lực không nhỏ cho những người xung quanh. Hắn ta không phải người của ba chiến giới. Người này không có sát ý, hắn ta đến là để tìm Bùi Tuyết. Chiến giới hoàng đồ. Thoáng cái, Lâm Nhất đã hiểu ra tất cả. Hắn ta thản nhiên nói, tìm được ngươi rồi. Sắc mặt Bùi Tuyết thay đổi, nàng ta cũng không có hành động khác thường, chỉ đứng từ xa nhìn người nọ với vẻ mặt có phần vi diệu. Tuyết cô nương. Giới tử lệnh ta tới đón cô. Thanh niên áo vàng bình tĩnh nói, giọng điệu mang theo sự cung kính. Ta không đi. Bùi Tuyết khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện sự quyết đoán hiếm thấy. Không đi cũng phải đi. Giới tử đã sớm biết về đại hội sát yêu, cô ở lại bên cạnh một người chết cũng không có ý nghĩa gì cả. Thanh niên áo vàng không chút cảm xúc khi đề cập đến Lâm Nhất, giọng hắn ta vẫn lạnh nhạt như cũ. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường. Hắn ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt, tuy nhiên,
hắn cũng không nói gì cả, vẫn giữ thái độ bình thản. Hắn không có thiện cảm với chiến giới, nhưng nếu người này là bạn của Bùi Tuyết thì hắn cũng lười phải đôi co. Sao hả, ngươi không tin? Thanh niên áo vàng trầm ngâm nói, nội tình của chiến giới không đơn giản như ngươi nghĩ, chờ ngươi đến Côn Luân thì sẽ biết mười phương chiến giới có ý nghĩa như thế nào. Không có môn phiệt thế gia ủng hộ thì không ai một ai có thể chiếm cứ chiến giới, những gia tộc có thể khống chế được chiến giới đều phải trải qua một phen cạnh tranh kịch liệt, truyền thừa của bọn họ đã vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Thủ đoạn của những giới tử cũng vậy, vượt xa tưởng tượng của ngươi, một khi ngươi đi thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Nhưng nếu ngươi không đi thì coi như ngươi cũng bị phế đi, công tử táng hoa trọng tình trọng nghĩa, đây chính là ưu điểm của ngươi, không có tâm trí bực này thì tạo nghệ kiếm đạo của ngươi chắc chắn sẽ không thành tựu được như hiện tại. Và đó cũng là gông xiềng của ngươi, Nguyệt Phi Phi chết đi ắt sẽ trở thành kiếp trong lòng ngươi. Tâm kiếp khó giải tất thành ma chướng, không chỉ tu vi khó có thể tiến thêm, mà chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Lời của hắn ta rất độc, mỗi một chữ đều đâm vào tim, tựa như mưa to gió lớn ùn ùn đổ ập đến. Bùi Tuyết tranh luận, hắn là siêu phàm, không đến mức như ngươi nói. Siêu phàm thì thế nào? Thanh niên áo vàng thản nhiên nói, giới tử mười phương không ai là không siêu phàm. Đại hội sát yêu là dương mưu, không đi cũng phải đi. Đi là chết mà không đi cũng là chết, một khi đã dùng đến thủ đoạn bực này thì kết cục cũng đã định sẵn rồi. Hắn còn quá trẻ để đấu với đám giới tử, muốn trở thành giới tử, không biết phải trải qua biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, há lại để một kẻ chỉ có nhiệt huyết như hắn chống lại, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, trên thiên lộ này, ngoại trừ số mệnh và thực lực thì tâm cơ và tâm tính cũng rất quan trọng. Lâm Nhất không để ý đến hắn ta, bình tĩnh nói, Bùi Tuyết, cô đi đi. Móng heo to, ngươi nói gì vậy, Bùi Tuyết ngạc nhiên, nàng ta cảm thấy rất khó hiểu. Cô vốn là con chồng trước, giữ lại cũng chỉ thêm phiền, chuyện của ta không cần cô chen chân vào, Lâm Nhất thản nhiên nói. Nghe vậy, Bùi Tuyết bất giác run lên, khẽ nói, vậy vì sao ngươi cứu ta? Cứu cô đương nhiên là để nghe ngóng tin tức của Nguyệt Phi Phi, bằng không thì sao mà ta biết được bí mật của quả thần huyết, Lâm Nhất thờ ơ liếc nhìn nàng ta rồi dẫn ngựa huyết long đi thẳng vào sân. Tuy nhiên, trước khi đi vào, hắn liếc nhìn thiếu niên áo vàng, khóe miệng chợt nhếch lên. Nở một nụ cười vui vẻ, ngươi nói rất đúng, nếu là thường ngày thì ta cũng chẳng muốn so đo làm gì, tuy nhiên hiện tại, ta thật sự chán ghét người của chiến giới, cứ thoát ẩn thoát hiện trước mắt ta, mà thoát ẩn thoát hiện cũng thôi đi, lại còn rất ồn ào. Bành! Vừa dứt lời, Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp, thoáng cái đã đánh ra một trường. Một trường này được hắn vận dụng rất nhiều biến hóa của võ học thánh linh, còn có uy lực thánh linh được tích xúc trong đó. Một trường đột ngột đánh úp lại khiến thanh niên áo vàng cảm thấy trời đất u tối, có hai luồng uy áp hùng mạnh đang chuyển động trên vòng trời, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Lúc này, sắc mặt hắn ta kịch biến, điên cuồng lui về sau, đồng thời không ngừng tung trường. Mỗi một bước hắn ta đánh ra hơn 10 luồng trường mang, hơn nữa còn thúc giục uy lực của đạo giáp trên thân để chống đỡ uy áp chí cao từ một trường kia. Thịch, 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 thân hình hắn ta thoát ẩn thoát hiện. Thoáng cái đã lùi được 9 bước, trong khoảng thời gian xê dịch, thanh niên áo vàng cũng đã đánh ra hơn 100 luồng trưởng mang. Nhưng không có một chút tác dụng nào cả, một trưởng này của Lâm Nhất quả thật đáng sợ, biến ảo khôn lường, uy áp vô tận, tồi khô lạp thủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bành! Sau khi lùi 9 bước, hắn ta đã không thể lùi được nữa, một trưởng này cũng trực tiếp ấn lên lồng ngực hắn ta. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khiến bốn phương tám hướng rung chuyển, thanh niên áo vàng phun ra một ngụm máu, cả người bị đánh văng ra ngoài, té mạnh trên mặt đất. Không thể trêu vào siêu phàm mà, tính tình đúng là kém thật. Khóe miệng thanh niên áo vàng rỉ máu, tuy nhiên, hắn ta cũng không giận mà cười nói, tuy nhiên. Ta nói chẳng lẽ không đúng, bất kể ngươi đi hay không đi thì cũng chỉ có một con đường chết, ngươi đã là phế nhân rồi. Ngươi nói rất đúng, nhưng liên quan gì đến việc ta đánh ngươi? Lâm Nhất lại vung tay lên. Sắc mặt thanh niên áo vàng đã hoàn toàn thay đổi. Tuy là hắn ta có mặc đạo giáp nhưng chịu một trưởng vừa nãy đã bị thương không nhẹ. Nếu lại thêm một trưởng nữa thì, sao được chứ, chẳng phải sẽ trọng thương sao? Nhưng tốc độ ra tay của Lâm Nhất nhanh đến mức nào chứ, một trưởng cách không thoáng cái đã đánh ra. Bành! Phong lôi gào thét, điện quang gầm rú, uy áp hùng hậu phút chốc ập đến,
Thanh niên áo vàng không kịp phản ứng, bị dọa sợ chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại. Nhanh quá! Hô! Mái tóc dài được buộc chỉnh chu của hắn ta bị bung ra, xóa tung, đạo giáp trước ngực xuất hiện vết nứt, uy danh của một trưởng này khiến lòng người run sợ, thế nhưng hắn ta lại không bị bất kỳ tổn thương gì. Thanh niên áo vàng lạnh run, hắn ta mở mắt ra, sắc mặt lúc này đã trắng bệch như tờ giấy. Thời điểm nhận ra bản thân không bị thương, hắn ta có cảm giác vừa sống sót qua tai nạn, sống lưng lạnh toát, lúc này, thanh niên áo vàng đã không còn thái độ bất kính, mà vội vàng nói, cảm tạ. Cút đi, đưa nữ nhân này theo. Lâm Nhất phất ống tay áo, lạnh lùng nói một câu rồi đi thẳng vào sân, không hề quay đầu lại nhìn dù một cái. Phút chốc, xung quanh trở nên tịch liêu, hoang vắng. Thanh niên áo vàng nghiêm túc và trang trọng nhìn theo bóng lưng đối phương, không khỏi suy nghĩ mông lung. Thiếu niên này đáng để kính nể. Đáng tiếc. Hắn ta lắc đầu, khẽ thở dài. Ngươi cần gì phải nói khó nghe như vậy, sắc mặt Bùi Tuyết hết sức khó coi, hắn ta phẫn nộ nhìn về phía thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng trầm mặc, không đáp. Là ta bảo hắn nói. Một âm thanh trong trẻo từ con phố bên ngoài sân vọng đến, tiếp đó, một người từ từ đi đến. Hắn ta khoác áo choàng, tóc đen như thác, ánh mắt sâu thẳm, phong thái hơn người, diện mạo bất phàm. Trường bào màu vàng trên người dường như khiến khoảng không xung quanh bừng sáng. Giới tử. Thanh niên áo vàng vội hành lễ. Người này chính là giới tử của chiến giới Hoàng Đồ, cao thủ kim bảng trên thiên lộ, và cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu cho vị trí cao nhất tại trận chung kết. Sắc mặt Bùi Tuyết nhanh chóng thay đổi, nàng ta chợt tỉnh ngộ, người sợ ta lưu lại bên cạnh hắn sẽ khiến chiến giới Hoàng Đồ bị liên lụy. Đương nhiên, giới tử Hoàng Đồ lạnh lùng nói, tiểu thánh nữ đã bình an vô sợ, quả thần huyết cũng đã thuận lợi lấy được, cớ gì phải kết thù cùng ba chiến giới lớn. Đây cũng là dương mưu của ngươi, mượn hắn đuổi ta đi, Bùi Tuyết nhếch miệng nở một nụ cười trào phúng. Cứ cho là thế đi, dù sao thì ta cũng xem như thiếu hắn một ân tình. Nếu như hắn mở miệng cầu ta, có lẽ ta khó mà từ chối được. Tuy nhiên, tính cách hắn vốn là như thế, ta chỉ cần nói vài lời uyển chuyển, hắn sẽ đưa ra quyết định, chắc chắn không khiến ngươi liên lụy vào, bởi vì ngươi là bạn của hắn. Vẻ mặt giới tử Hoàng Đồ rất thờ ơ, hắn ta mỉm cười, trông hết sức điềm đạm. Trong mắt hắn ta lóe lên hào quang trí tuệ, sâu sắc và khó nắm bắt, hắn ta khẽ thở dài, cho nên mới nói, hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Không có một bầu nhiệt huyết, e rằng đã sớm bị tam đại giới tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà hắn cũng không thích hợp với thiên lộ, hắn còn quá trẻ, muốn thông thiên chỉ dựa vào nhiệt huyết thôi thì. Quả thực ngây thơ. Nhưng là vì ta hắn mới kết thù cùng ba chiến giới lớn, Bùi Tuyết rất khó chịu, gương mặt xinh đẹp mếu máo, dường như sắp khóc đến nơi. Không. Giới tử Hoàng Đồ thản nhiên nói, hắn mang trên người bảo cốt thương long, ngay cả ta cũng động lòng. Bị giới tử để mắt vốn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Huống chi quan hệ giữa hắn và Nguyệt Vi Vi không hề nông cạn, kiếp nạn này ắt sẽ đến, vốn không liên quan đến ngươi. Nhưng hắn đã cứu ta. Rốt cuộc Bùi Tuyết cũng không kìm nén nổi, nàng ta khóc giống lên, rồi liều mạng phóng vào sân. Nàng ta muốn giúp hắn, dù biết đó là con đường chết. Bành! Nhưng thời điểm nàng ta đến gần cửa, cửa đột nhiên đóng sầm lại. Sức mạnh hùng hậu dễ dàng đẩy nàng ta lui trở về. Móng heo to, mở cửa. Bùi Tuyết mặc kệ, nàng ta vừa gõ cửa vừa hô. Giới tử Hoàng Đồ thở dài, ngăn nàng ta lại và thấp giọng nói, xem ra hắn thật sự xem ngươi là bạn, tiểu thánh nữ, đi thôi. Ngươi không thuộc về nơi này, còn về trận đấu này, ngay từ đầu hắn đã thua. Mặc cho Bùi Tuyết giãy giụa thế nào, cuối cùng, nàng ta vẫn bị giới tử Hoàng Đồ mang đi. Trước cửa thoáng chốc trở nên im ắng. Trong sân, ánh trăng như nước, chỉ có một thiếu niên lẻ loi, cô độc. Tay hắn siết chặt nắm đấm. Trên mái hiên, ngói lưu ly xếp chồng lên nhau, ánh trắng như nước đổ nghiêng xuống, lóe lên ánh bạc, dường như bởi lây dính sương lạnh đầy đất. Ánh trăng trên thiên lộ rất lớn, thoạt nhìn có vẻ rất gần, sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, cứ như chỉ cần nhảy lên là có thể dễ dàng nắm được nó trong lòng bàn tay. Lâm Nhất ngồi trên mái hiên, thất thần nhìn ánh trăng treo trên nền trời. Lời của thanh niên áo vàng rất ngoan độc, tựa như một cây kim độc vô tình cắm ở ngực hắn, cảm giác đau đớn này khó mà nói rõ được. Siêu phàm thì như thế nào? Đám giới tử cũng đều là siêu phàm,
khẳng định ở thành Phong Lăng đã được bố trí kỹ lưỡng, tràn đầy sát cơ, sai lầm mà bọn họ đã phạm phải tại cao nguyên Hoàng Sa chắc chắn sẽ không tái phạm. Giới tử rất mạnh, mạnh đến mức Lâm Nhất cảm giác không có quá nhiều phần thắng, tam đại giới tử liên thủ thì áp lực gần như không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng hắn nhất định phải đến thành Phong Lăng, đây chính là điểm mấu chốt, cũng là tâm hướng kiếm của hắn, bảo hộ những người mà hắn thật sự để tâm. Con đường này quá khó khăn, hắn đã phải trả giá rất nhiều, cố gắng cùng gian khổ, trải qua sinh tử, đạt được rất nhiều cơ hội nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân của những người kia. Sự lớn mạnh của đám giới tử đã chú định trò chơi này ngay từ đầu không hề công bằng. Hắn suy nghĩ rất nhiều, trước mắt cũng xuất hiện vô số hình ảnh, những hình ảnh kia dung hợp cùng ánh trăng. Nhìn những hình ảnh này, gương mặt cứng đờ của Lâm Nhất dần trở nên dịu dàng, hắn đang nhớ lại thời còn trẻ ở Thanh Vân Tông. Còn có hình ảnh hắn và Nguyệt Vi Vi gặp nhau, và rất nhiều hình ảnh khiến hắn không tự chủ được nở nụ cười. Cảnh chuyến đi đến Lăng Tiêu Kiếm Các. Đó là thời tuổi trẻ ngông cuồng, nhiệt huyết bùng bổ, hắn đón gió truy kiếm, phóng ngựa như điên, hắn khiến cho tiếng phượng vút lên tầng mây, vang vọng khắp Đại Tần. Hắn cùng với các sư huynh đệ kiếm các cùng vui cùng buồn, cùng phát triển kiếm các ngày một lớn mạnh. Đột nhiên một hình ảnh lóe lên. Có người nằm trên đùi sư tỷ Hân Nghiên, máu tươi tựa như một đóa hồng mai kiều diễm nở rộ ở mi tâm. Đau quá! Lâm Nhất ôm ngực, sắc mặt hắn trông đau đớn hơn bao giờ hết, hắn muốn vươn tay chạm vào những hình ảnh kia, nhưng mắt hắn đã bị sương mù chen kín, chỉ có thể thấp giọng rên rỉ. Két sát! Tất cả hình ảnh phút chốc bị nghiền nát, tim Lâm Nhất dường như cũng vỡ theo, hắn gào lên, Hân Tuyệt đại ca. Hắn duỗi tay ra nhưng lại không nắm bắt được gì, chỉ có ánh trăng trên cao vẫn đang tỏa sáng. Trăng lạnh trường tồn, riêng ta cô độc. Đáng giận. Lâm Nhất siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không kiềm được run rẩy, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng dữ tợn, tơ máu trong mắt răng chằng chịt. Hân Tuyệt đại ca chính là vết sẹo ở sâu trong lòng hắn, không thể chạm đến. Chỉ một thoáng nhớ lại cũng khiến hắn nổi giận. Đó là vết thương vùi tận đáy lòng, cả đời này sẽ không cách nào khép lại được. Nhưng rất nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay lại bất giác khiến hắn nhớ đến cái chết của Hân Tuyệt đại ca, cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng, còn có thống khổ này. Chẳng lẽ Nguyệt Vi Vi cũng sẽ nối gót Hân Tuyệt đại ca? Không thể. Đó là người mà hắn để tâm. Hắn không cách nào quên được một khúc Trường Tiêu bên bờ Giang Hà, trợ giúp hắn đánh vỡ gông xiềng. Không cách nào quên được hai người đồng sinh cộng tử, cùng trải qua nguy hiểm tại vực âm phong ở Thanh Dương giới, cũng không cách nào quên được thiếu nữ áo đỏ từng nói với hắn trong quần long thịnh yến rằng, Vân ca ca, vận khí của huynh không tệ đâu. Hắn càng không quên được lời hứa của chính mình trên thiên lộ, chỉ cần là địch với cô, ắt sẽ là địch với ta. Máu chưa cạn, chiến không ngừng, vì quân rút kiếm, quyết không ngoảnh đầu. Lâm Nhất bình tĩnh lại, tơ máu trong mắt cũng dần rút đi. Chỉ là lúc này, sắc mặt hắn trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Trước đây hắn chỉ mong có thể nỗ lực hết sức, không để tiếc nuối là được. Nhưng lúc này đây, không chỉ riêng nỗ lực, hắn còn phải dùng tất cả thủ đoạn để cứu cho bằng được Nguyệt Vi Vi. Nhất định không để bi kịch lần nữa tái hiện, tuyệt đối không, Lâm Nhất âm thầm thề. Cộp cộp, có âm thanh rất nhỏ vọng đến, Lâm Nhất quay đầu nhìn, là ngựa huyết long trong hình thái mèo, nó nhanh nhẹn leo lên chỗ hắn. Nó đi đến trước mặt Lâm Nhất, kiễng chân, ngẩng đầu, trong mắt không có lỗ mãng cùng nóng vội của ngày trước, mà thay vào đó là sự dịu dàng. Nó cứ thế nhìn Lâm Nhất, kế đó, nắm chặt vuốt mèo thành quyền, đưa về phía Lâm Nhất. Đồ ngốc này! Lâm Nhất biết vì sao nó lại duỗi tay ra, là do vừa rồi cảm xúc của hắn dao động quá lớn, đã bị nó nhận ra. Dáng vẻ lúc nãy của hắn quả thật rất cô độc và thê thảm. Hẳn là nó bất mãn. Nó muốn nói rằng vẫn còn có nó. Đúng vậy, đạo của ta không cô độc. Lâm Nhất nhớ đến cảnh tượng một người một ngựa cùng trải qua sinh tử, bất cứ lúc nào, ngựa huyết long cũng ở bên cạnh hắn, cùng hắn nếm trải gian khổ, thậm chí nó còn chết qua một lần. Lần này, trong tuyệt cảnh, nó lại ở bên cạnh hắn, tuy vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng cái nắm tay của nó còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Mấy ai không sợ cô độc, nếu có thể lựa chọn. Chẳng ai bằng lòng trơ trọi một mình tiến về phía trước. Hốc mắt Lâm Nhất có hơi ướt, tay hắn nắm chặt thành quyền, cũng đưa về phía ngựa huyết long. Dưới ánh trăng, trên mái hiên, một người một mèo, một lớn một nhỏ, hai nắm tay khẽ chạm vào nhau.
Nước mắt chảy ra từ hốc mắt Lâm Nhất, nhưng miệng hắn lại nở nụ cười, ngựa huyết long cũng cười, khóe miệng nó tạo thành một đường vòng cung, vậy mà trông thật đáng yêu. Huynh đệ đồng lòng, nhất định phải cứu Nguyệt Phi Phi ra. Ngựa huyết long hiểu ý Lâm Nhất, nó gật mạnh đầu, trong mắt cũng lóe lên quyết tâm. Đi, đi trước đi, Lâm Nhất cười khẽ. Ngựa huyết long nhếch miệng cười, nhảy lên vai Lâm Nhất, một người một mèo cùng bay xuống. Đã đến lúc kiểm tra của cải của mình rồi. Lâm Nhất nhìn về phía ngựa huyết long, nói khẽ, đem hết bảo bối của ngươi ra, đừng có giấu. Ngựa huyết long khẽ gật đầu, tuy nhiên, trong mắt nó vẫn lóe lên một tia tội nghiệp. Mấy thứ này phải vất vả lắm nó mới lấy được đấy. Ngựa huyết long không khỏi nhìn túi trữ vật của Lâm Nhất thêm vài lần, có một vài di tích, nó phải đảo qua đảo lại nhiều lần mới lấy được đấy. Thậm chí nó không xem giới tử ra gì, dám ở ngay chiến trường càn quét một lượt. Đây đều là mệnh căn của nó đấy. Nhưng hiện tại, nó không thể tiếp tục cất giấu nữa. Ngựa huyết long dầu dĩ hộc ra ba cái túi trữ vật. Lâm Nhất nghi hoặc nhìn, chỉ có ba túi trữ vật thôi sao? Việc này quả thật không phù hợp với tính cách của nó. Hắn tiện tay lấy một cái túi trữ vật, lắc lắc mấy cái rồi đổ hết ra. Ầm ầm, mặt đất lập tức chấn động, hằng hà sa số đan tinh thần chồng chất thành núi, tỏa ra ánh lửa hừng hực, khí tinh nguyên hùng hậu đến mức dọa người, khiến khoảng trời đất xung quanh gần như được phủ lên bởi vô số màu sắc, quá sức rung động, khiến người ta chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Nhất sửng sốt, quả thật hắn không tưởng tượng nổi. Đếm sơ qua cũng có ít nhất hơn 5 vạn viên, thậm chí còn hơn thế nữa. Trời ạ, sao ngươi làm được điều này? Lâm Nhất trợn tròn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, lồng ngực vô thức căng phồng lên. Ngựa huyết long nhe răng cười, vẻ mặt đáng thương vì tiếc của thoáng cái bay biến đâu mất, giờ trông nó vô cùng đắc ý. Nó chít chít liên hồi, cộng thêm bốn chi không ngừng khua lên, thông qua đó, Lâm Nhất cũng đại khái hiểu ra. Ngày đó, trận huyết chiến tại Thánh Đàn. Túi trữ vật của 12 tên chiến tướng, kể cả chiến tướng đứng đầu, đều bị nó cuốn đi ngay trước mắt giới tử. Ngoài ra, còn có một ít bảo vật mà nó tìm được trong bí cảnh, phần còn lại chính là mấy cái túi trữ vật mà Lâm Nhất chướng mắt, tất cả đều bị nó cẩn thận thu dọn. Đừng thấy mấy cái túi trữ vật này không có nhiều tài sản phong phú như túi trữ vật của chiến tướng mà khinh thường, chân mũi cũng là thịt, góp gió sẽ thành bão, tổng thu hoạch từ chúng cũng là một con số rất khoa trương. Ngựa huyết long bày ra dáng vẻ thượng đẳng, nó nhìn về phía Lâm Nhất, đôi mắt mèo láo liên lộ rõ ý cười, cứ như đang nói với hắn rằng, giờ thì biết sự lợi hại của ta rồi chứ. Lợi hại, giờ cũng là của ta rồi. Lâm Nhất nhoẻn miệng cười, kế đó, hắn thu hết số đan tinh thần kia, mấy thứ này đều có chỗ cần dùng. Thoáng cái, ngựa huyết long hết cười nổi, mặt nó biến thành khuôn mặt khổ qua, nó ôm vào ngực một đống lớn. Nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đáng thương. Không được à, vừa nãy chúng ta đã chạm nắm đấm đấy. Lâm Nhất cảm thấy rất tội nghiệp cho nó, sau đó, hắn thu toàn bộ số đan tinh thần trong mà nó ôm trong ngực vào túi trữ vật của mình. Ngoan! Lâm Nhất sờ đầu nó, rồi tiếp tục mở cái túi trữ vật thứ hai ra, trải qua lần rung động vừa rồi, hắn cũng rất tò mò về cái túi trữ vật này. Soạt! Một đống lớn kỳ hoa dị thảo và linh quả xếp chồng lên nhau. Thấp nhất đều là dược linh có hơn ngàn năm, toàn bộ đều là thiên tài địa bảo. Có nhiều loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, với hiểu biết của Lâm Nhất cũng không thể nhận ra được, chỉ có thể suy đoán đại khái. Ngoại trừ thiên tài địa bảo, số còn lại chính là đan dược. Có thể thấy được, ba cái túi trữ vật này đều là kho tàng quý giá của ngựa huyết long, không phải đan dược thánh phẩm thì không có tư cách được đặt vào đó. Đây là đan huyết diễm, là thánh dược bổ sung khí huyết. Tuy không quá quý hiếm nhưng lại có hiệu quả đối với ta, vừa khéo thiên niên hỏa đã uống hết, không cách nào tiếp tục tu luyện nhật nguyệt thần quyền. Đây là đan thuần dương, đây là đan bích thủy, đây là viên thủy vân, ối, đây là... Lâm Nhất từng tu luyện linh văn, cũng từng luyện chế đan dược, hắn gần như biết được hầu hết các loại đan dược có trong dược điển. Từng lọ đan dược thánh phẩm không ngừng vụt qua tay hắn, tuy nhiên, bình ngọc trước mắt lại khiến Lâm Nhất bối rối. Đó là một cái bình bằng pha lê màu tím trong suốt, trông rất xinh xắn, kích cỡ độ khoảng nửa ngón tay. Bên trong đựng một giọt chất lỏng tinh khiết màu bạc, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lúc Lâm Nhất cầm nó trên tay, bảo cốt thương long trước ngực có hơi run lên. Đây là cái gì? Tim Lâm Nhất đập thình thịch,
đây là lần đầu tiên bảo cốt thương long xuất hiện tình trạng như vậy, trước nay chưa từng có. Hắn dò hỏi ngựa huyết long, nhưng nó cũng không nói rõ được. Nó bảo hình như thứ này thu được trong truyền thừa của một di tích nào đó. Xung quanh cái bình này có rất nhiều thi cốt của yêu thú, mà số thi cốt kia đều lưu lại một ít long uy. Chân long thánh dịch. Lâm Nhất đột nhiên nghĩ đến một thứ. Đây là một loại tài nguyên cực kỳ quý hiếm, nó không phải đan dược, mà được cô đọng từ huyết mạch của chân long. Đương nhiên, trên thế gian đã không còn chân long, thứ này được cô đọng từ huyết mạch long tộc của yêu thú, hoặc từ quả long huyết, hay thực vật long huyết. Nó cực kỳ quý hiếm, hơn nữa việc luyện chế thứ này cũng vô cùng rắc rối. Đáng tiếc chỉ có một giọt, quá ít. Lâm Nhất nắm chặt cái lọ màu tím kia, trong mắt hắn lóe lên tia khác thường. Nếu như có thêm vài giọt thì có lẽ Thương Long Thánh Thiên Quyết sẽ có tiến bộ đáng kể. Đồng thời, có thể mở ra một chút bảo tàng ẩn trong bảo cốt Thương Long, từ đó khiến thực lực nhảy vọt lên một bước. Cũng may, nơi này là thiên lộ, có rất nhiều di tích thượng cổ và truyền thừa, trong thành tứ tượng cũng có phường thị, chắc chắn không có chuyện không mua được. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất lại lần nữa dấy lên hy vọng. Cuối cùng, trong số rất nhiều thiên tài địa bảo và dược thánh, Lâm Nhất chỉ lấy chân long thánh dịch và đan huyết diễm. Số thiên tài địa bảo còn lại tuy có giá trị liên thành, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ hắn không cần dùng đến. Việc này khiến ngựa huyết long rất vui vẻ, nó nhe răng cười, nhanh tay thu hết số bảo bối này vào túi trữ vật một lần nữa. Nó cẩn thận từng chút một, vô cùng cẩn thận, bởi lẽ mấy thứ này đều là mệnh của nó. Lâm Nhất mở cái túi trữ vật thứ ba ra, bên trong chính là các loại bí bảo và đạo binh. Nhìn mà đầu choáng mắt hoa, bởi vì rất nhiều. Lâm Nhất thầm líu lưỡi, cũng không biết tên nhóc này đã cuốn được nhiều bảo bối như vậy từ khi nào. Đây là... Lâm Nhất không thể rời mắt được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy ba món trọng bảo. Đó chính là ba món trọng bảo mà giới tử đã từng sử dụng, thần U Cổ Bi, Thiên Càn Chiến Kỳ, Thái Cổ Ma Chảo. Trước đó, ba món bảo vật này đã khiến hắn ăn không ít khổ. Vậy mà giờ lại bị ngựa huyết long lấy được, hẳn là tam đại giới tử không cách nào chấp nhận được, còn đang nhỏ máu vì tiếc đấy. Lâm Nhất cẩn thận xem xét một phen, mắt hắn lóe sáng, chực chực lấy làm lạ. Quả thật đều là trọng bảo, nếu không phải do ba tên chiến tướng đứng đầu chưa có đủ thực lực, không cách nào phát huy được toàn bộ uy năng của chúng, thì e là ngày đó Lâm Nhất đã gặp phải bi kịch rồi. Đáng tiếc, hắn đã có thần ảnh quyền sáo và roi tử diễm lôi hoàng. Không thể dùng thêm được nữa, nếu không thật sự quá nghịch thiên. Ngoài ra, ba món trọng bảo này có niên đại rất xa xưa, số lần sử dụng quá nhiều nên có một số tổn thương đã không cách nào chữa trị được. Ồ! Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường khi nhìn vào tấm thần U Cổ Bi kia, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ từ nó. Dường như tấm thần U Cổ Bi này có ẩn chứa bí mật gì đó. Cổ Bi, Ma Chảo, Chiến Kỳ đều là chí bảo. Tuy nhiên cổ bi lại khiến Lâm Nhất có cảm giác niên đại của nó dường như xa xưa hơn. Nhớ ngày đó trong tấm cổ bi này có phong ấn một tàn hồn đó có thực lực cực kỳ khủng bố, hắn khống chế chiến mâu, chỉ một kích đã đẩy lui Lâm Nhất, mang đến phiền toái rất lớn cho hắn. Ông, Lâm Nhất thử điều khiển cổ bi, nhưng nhận ra có một lực phong ấn vô hình ngăn cản hồn lực của hắn thăm dò bên trong. Xem ra nếu không có pháp môn tương ứng thì không cách nào điều khiển được thứ này. Trừ phi dùng cường lực từ bên ngoài mạnh mẽ phá giải. Tuy nhiên, với tình cảnh của Lâm Nhất hiện tại thì việc này không hề dễ. Hắn liếc nhìn thêm vài lần, văn tự trên cổ bi cực kỳ tà dị, cứ như một lỗ đen có thể cắn nuốt hồn phách của người ta vậy. Nói không chừng tấm cổ bi này thực sự có thể hút lấy hồn phách và phong ấn. Lâm Nhất lẩm bẩm, nếu thế, cũng có thể giải thích được vì sao nó có thể phong ấn tàn hồn thượng cổ được rồi. Nếu thứ này thật sự có thể thu hút hồn phách, hẳn là bí mật này vẫn chưa bị đám giới tử phát hiện, bởi vì khi điều động bảo vật, bọn họ chỉ biết dùng tàn hồn trong đó để tác chiến. Có lẽ vẫn còn một vài bí mật nào đó, Lâm Nhất lẩm bẩm. Thu! Hắn vung tay lên, thu tấm cổ bi kia vào túi trữ vật của mình, có thể sau này sẽ có chỗ dùng đến. Còn những bí bảo khác thì Lâm Nhất chỉ liếc sơ qua, có thể thấy được đều là những bảo bối cực kỳ quý hiếm. Nhưng hắn chỉ có một người, không thể dùng hết được, vả lại, mấy thứ này cũng không khiến thực lực có bước tăng trưởng quá lớn. Ngựa huyết long vội vàng ôm số bí bảo còn lại vào trong ngực, cẩn thận thu từng cái vào túi trữ vật của mình. 5 vạn viên đan tinh thần,
một lọ đan huyết diễm, một giọt chân long thánh dịch cùng một tấm thần u cổ bi. Đây đã là một phần của cải khổng lồ rồi, đặc biệt là hơn 5 vạn viên đan tinh thần kia, dù là với giới tử thì đó cũng là một con số rất lớn. Trong thành tứ tượng hội tụ nhân tài kiệt xuất từ khắp mọi nơi, cho nên phường thị bên dưới mặt đất vô cùng phồn vinh, thu hoạch từ truyền thừa của mọi người trên thiên lộ đều được giao dịch ở đây. Của cải đã xử lý ổn thỏa, giờ nên tính đến át chủ bài rồi. Kiếm ý thông thiên, bảo cốt thương long, nhật nguyệt thần quyền, trảm thiên tam kiếm, đây là bốn át chủ bài lớn nhất trong tay Lâm Nhất, còn hai món đạo khí cổ xưa là thần ảnh quyền sáo và roi tử diễm lôi hoàng chính là đòn sát thủ. Hai món tuyệt phẩm đạo khí này có thể phối hợp sử dụng, khiến cho uy năng của từng món được thôi phát đến cực hạn, dung hợp cùng nhau thậm chí có thể bộc phát ra uy năng đạo khí siêu việt. Ngoài mấy thứ này ra còn có tứ đại võ hồn, trúc long, cùng kỳ, đằng xà, côn bằng. Đây chính là bí mật lớn nhất của Lâm Nhất ở thời điểm hiện tại. Tiếp đó là thương khung thánh y, thứ mà thương long chi chủ ban cho hắn để đối phó với mấy lão quái vật. Đó là một món chí bảo vô thượng, có uy năng cực kỳ đáng sợ. Một khi dùng đến, đừng nói là tam đại giới tử, dù là giết đến hang ổ của mấy lão quái ở chiến giới kia cũng có thể quậy một trận lật trời. Nhưng khuyết điểm của nó quá lớn, không thể chủ động thi triển, chỉ khi đến thời điểm sinh tử mới có thể sử dụng. Một khi chủ động dùng đến ắt phải trả một cái giá cực lớn, hơn nữa, nói không chừng sẽ khiến các tông môn siêu cấp để mắt đến. Hiện tại, Lâm Nhất cũng không tín nhiệm những tông phái siêu cấp kia, khó mà đảm bảo được bọn họ không động lòng với thương khung chiến y. Khoan đã, chắc chắn bọn họ sẽ động lòng với thương khung chiến y. Không dùng thì hẳn là còn có một con đường sống, một khi dùng đến, chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Đây là thủ đoạn mà vạn bất đắc dĩ không thể dùng đến. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng trở nên nghiêm trọng, nếu như không có thương khung chiến y thì những át chủ bài mà hắn dựa vào. Dường như vẫn chưa đủ. Nhật Nguyệt thần quyền và bảo cốt thương long phải tiến thêm một bước nữa mới được, hơn nữa, trong vòng nửa tháng, hắn phải tăng tu vi lên đến thiên phách tầng 4. Lâm Nhất cảm thấy đầu to ra, có quá nhiều chuyện đan xen vào nhau. Vốn dĩ trận chung kết chỉ còn 2 tháng nữa sẽ đến. Làm những việc này hẳn là vẫn đủ, nhưng giờ lại phải hoàn thành trong nửa tháng, mà còn phải hoàn thành một cách chậm rãi, không được vội vàng sao động. Bất kể là võ học thánh linh phản phệ hay độ kiếp thất bại cũng đều sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Lâm Huynh, La Trấn, khu vực Thương Long, cầu kiến. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên âm thanh quen thuộc, Lâm Nhất thoáng sững sờ, kế đó hắn bảo ngựa huyết long ra đón La Trấn vào. Đi cùng hắn ta còn có Tần Lâm và Quân Mộng Trần, từ trước đến nay, ba người này vẫn luôn hành động cùng nhau nên Lâm Nhất cũng không quá bất ngờ. Tìm đến nơi này bằng cách nào, Lâm Nhất thờ ơ hỏi. La Trấn nhìn về phía Lâm Nhất, phát hiện đối phương bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của mình, khẽ nói, chuyện thành Phong Lăng đã xôn xao khắp thành, muốn tìm đến nơi này cũng không khó, chúng ta có chút bận tâm huynh nên đến xem thử. Lâm Nhất cười nói, trong mắt người ngoài. Hẳn là ta chỉ có một con đường chết, vậy mà ba vị vẫn chịu đến gặp ta, khó cho ba vị rồi. Tại Bảo Điện Thương Long, huynh đã cứu mạng chúng ta, hơn nữa cũng cho ta cơ duyên lớn nhất Thương Long. Về tình về lý, ta nên đến. Ta biết huynh nhất định sẽ đến thành Phong Lăng, có chuyện gì cần hỗ trợ, huynh cứ việc nói với chúng ta là được, La Trấn nói với giọng khẩn thiết. Lâm Nhất lắc đầu, chuyện thành Phong Lăng có liên lụy quá lớn, hắn cũng không muốn lôi người khác vào. Nếu không, hắn đã không đuổi Bùi Tuyết đi. Tần Lâm cười nói, ngươi chớ hiểu lầm, chúng ta sẽ không đến thành Phong Lâm, thực lực của chúng ta cố lắm chỉ có thể giao đấu với chiến tướng, không thể giúp gì nhiều cho ngươi, thậm chí có thể sẽ gây cản trở. Tuy nhiên, nếu ngươi có việc gì khác cần hỗ trợ thì cứ mở miệng, ở trong thành tứ tượng, tam đại giới tử cũng không có cách gì với chúng ta. La Trấn lộ vẻ nghiêm túc, nói, ở trên thiên lộ, chúng ta đã dùng hết toàn lực, giành được cũng chỉ là điểm khởi đầu đại thế của những người khác. Chỉ thế đã phải trải qua cửu tử nhất sinh, trong khi đối với đám giới tử, đây chỉ là một hồi tôi luyện. Nhưng ngươi lại không giống với chúng ta, ngươi nhất định phải sống sót để đi đến cuối thiên lộ, nhất định phải sống sót và tiến vào phương đại thế kia. Lâm Nhất cảm nhận được sự ấm áp, trên thiên lộ quả thật vô cùng hung hiểm, đâu đâu cũng toàn là người lừa ta gạt. Nhưng chung quy vẫn có một vài người kiên trì thủ vững đạo nghĩa trong lòng. Đa tạ. Lâm Nhất trầm giọng nói, quả thật ta có một số việc cần các ngươi hỗ trợ. Ngươi cứ nói đi.
Ta cần đan huyết diễm và chân long thánh dịch, càng nhiều càng tốt. Sắc mặt ba người La Trấn thoáng thay đổi, không khỏi hít sâu một hơi. Đan huyết diễm là đan dược thánh phẩm, dùng để rèn luyện khí huyết, bồi dưỡng thân thể, có rất ít người cam tâm sang tay thứ này. Mà dù có sang tay thì giá cả cũng cao đến mức đáng sợ, một viên đan huyết diễm cần ít nhất trên 100 vạn viên đan tinh nguyên mới đổi được. Còn về chân long thánh dịch thì, thứ này đã không thể dùng từ hiếm có để hình dung được nữa, mà đó là chưa nói đến chuyện. Dùng đan tinh nguyên chắc chắn không cách nào mua được. Trừ phi dùng đan tinh thần để giao dịch, nếu không sẽ không có ai bằng lòng sang tay chân long thánh dịch, mà lại số lượng quá ít, e rằng đối phương cũng không muốn trao đổi. Sau khi La Trấn Uyển Chuyển nói rõ những vấn đề này, Lâm Nhất khẽ nói, nhìn vẻ mặt khó xử của các ngươi, ta còn tưởng là chuyện rắc rối gì, nếu chỉ vậy thì vấn đề cũng không lớn. Soạt. Lâm Nhất vẫy tay một cái, lấy ra hơn 5 vạn viên đan tinh thần, số đan tinh thần kia xếp chồng lên nhau hệt như một quả núi. Ba người La Trấn sững sờ, bọn họ ngạc nhiên đến mức mặt dại cả ra, hoàn toàn không nói được lời nào. Này, cũng quá khoa trương rồi. Đan tinh thần và đan tinh nguyên rất khác nhau, cái trước cũng không thể xem như tiền để giao dịch được, bởi vì nó quá hiếm, chỉ có trong truyền thừa của di tích mới có. Bản thân nó vốn là trọng bảo, cần phải dùng một lượng lớn đan tinh nguyên mới có thể đổi được. Nhìn nhiều đan tinh thần như vậy, ba người có cảm giác đầu choáng mắt hoa, tay chân phát run, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mãi một lúc lâu sau, La Trấn mới hoàn hồn, hắn hít sâu một hơi, rồi thở dài và nói, Lâm huynh đúng là tin tưởng chúng ta. Huynh không sợ chúng ta cầm đan tinh thần bỏ trốn à? Dù sao thì trong thành tứ tượng này, huynh cũng không làm gì được chúng ta. Vậy thì coi như ta đã nhìn sai người, Lâm Nhất mỉm cười, vẻ mặt hắn hết sức thản nhiên. Ở thời điểm hắn tuyệt vọng nhất, khi mà mọi người đều cảm thấy hắn chắc chắn sẽ chết, ba người này vẫn bằng lòng đến trợ trận. Chỉ riêng phần nhân phẩm ấy thôi đã đủ để tin tưởng. Quân Mộng Trần nói, Lâm huynh yên tâm, chúng ta sẽ không lấy dù là một viên trong số đan tinh thần này. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ giúp ngươi quét sạch toàn bộ đan huyết diễm và chân long thánh dịch trong thành tứ tượng. Có nhiều đan tinh thần như vậy, chắc chắn có thể đấu được với tam đại giới tử một trận, Tần Lâm siết chặt nắm đấm, hai mắt tỏa sáng. Nghe vậy, Lâm Nhất cũng không nhiều lời, hầu hết số đan tinh thần này đến từ 12 chiến tướng, là tôi tớ mà chiến tướng đã có nhiều đan tinh thần như vậy. Chắc hẳn đám giới tử cũng có nội tình không sai biệt. Chỉ dựa vào đan tinh thần mà muốn tranh cường với giới tử là điều không thể, nhiều lắm là có xuất phát điểm tương đồng với bọn họ mà thôi. Thứ mà hắn chính thức dựa vào vẫn là bảo cốt thương long, nhật nguyệt thần quyền và kiếm ý thông thiên. Còn về đan tinh thần, chỉ có tác dụng ở thời điểm độ kiếp. Vậy thì việc này xin nhờ các ngươi rồi. Lâm Nhất trầm ngâm nói. Có ba người này hỗ trợ. Hắn có thể tiết kiệm được 3 ngày trong nửa tháng còn lại, đối với Lâm Nhất thì vẫn khá là quan trọng đấy. Ngoài ra, ta muốn biết tình báo về tam đại giới tử. Giới tử rất thần bí, ngoại giới ít biết về bọn họ nên Lâm Nhất cũng không quá cần thiết, tuy nhiên, biết được một ít tin tức hẳn sẽ giúp ích được đôi chút. Sau khi ba người rời đi, Lâm Nhất ngước nhìn trời đêm, khẽ thở dài. Nửa tháng tiếp sau đó, hắn không muốn lãng phí bất kỳ khoảng thời gian nào. Bất kể ra sao, hắn cũng quyết cứu cho bằng được Nguyệt Vi Vi. Hắn không cần gì cả, hắn chỉ muốn cứu đối phương ra mà thôi. Trước tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyền, Lâm Nhất lấy ra một cái bình ngọc, trong bình chứa 10 viên đan huyết diễm. Hắn lấy ra một viên và trực tiếp nuốt. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khí huyết tăng vọt, Lâm Nhất tựa như một con cổ thú man hoang, mỗi một tấc da thịt dường như sắp bị thiêu cháy. Trở nên đỏ sẫm. Nhiệt độ cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát, hình thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt xung quanh hắn, trông vô cùng chói mắt. Lâm Nhất nhắm mắt lại, cảm nhận dược lực cuồng bạo trong cơ thể, một lát sau, hắn mở mắt ra, lẩm bẩm nói, quả nhiên còn kém xa thiên niên hỏa, nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Tuy huyết khí như bão táp, nhưng loại huyết khí cỡ này dùng để tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyền thật sự rất hung hiểm. Chỉ mong ba người La Trấn có thể mua được nhiều đan huyết diễm một chút, hắn muốn dùng số lượng để thủ thắng. Khi dược lực gần như đã phát huy hết, Lâm Nhất mới khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp Nhật Nguyệt Thần Quyền. Oanh! Kim ô và ngân hoàng gần 3 thước từ trong cơ thể hắn bay ra, mang theo uy lực thánh linh khủng bố.
Chúng bay lượn tựa như vương giả khống chế vùng trời đất này. Chúng truy đuổi và ganh đua với nhau, trông vô cùng sinh động, lông vũ toàn thân phát ra ánh sáng lóng lánh, chiếu sáng bốn phương. Thoạt nhìn, chúng tựa như thần thú vậy. Mỗi lần nhìn thấy hai tên này, Lâm Nhất đều cảm thấy bùi ngùi. Đạo võ học đúng là thần diệu, nếu không phải tự thân trải nghiệm, hắn có chết cũng không tin sẽ sản sinh ra thánh linh gần như tiếp cận sinh mệnh như vậy. Dù tam đại giới tử cũng có võ học thánh linh, nhưng chưa chắc có thể so với Nhật Nguyệt thần quyền. Lâm Nhất là song linh đồng tu, hắn đã ký thác kỳ vọng rất lớn đối với Nhật Nguyệt thần quyền này đấy. Hiệu suất làm việc của nhóm La Chấn tương đối cao. Chỉ mới gần 2 ngày đã giúp Lâm Nhất quét sạch số đan huyết diễm và chân long thánh dịch bên trong thành tứ thượng, đương nhiên thực hiện được việc này công lớn nhất cũng là từ 50.000 viên đan tinh thần kia. Đan tinh thần và đan tinh nguyên, chỉ khác biệt có một chữ, nhưng hiệu quả tu luyện lại khác một trời một vực. Bản thân nó vốn dĩ đã là một bảo vật quý giá, dùng đan tinh thần để mua đan huyết diễm và chân long thánh dịch, chỉ cần là người mà trong tay có hai thứ này thì chắc chắn sẽ động lòng. Dù gì Lâm Nhất đã dặn dò hai người này không tiếc bỏ hết vốn liếng cũng phải mua bằng sạch, thậm chí tăng giá lên gấp nhiều lần để mua. Ngoài ra, bọn họ mang đến một số tình báo của đám giới tử. Ba đại giới tử thần U, Thiên Càn, Huyền Long đều có tu vi thiên phách tầng thứ 5 đại thành, ý chí võ đạo đều đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, hơn nữa người nào người nấy đều nắm được một số bí thuật. Nghe nói các giới tử trước khi bước lên con đường thông thiên, đều đã nắm được võ học thánh linh. La Chấn nói nhỏ, không dám đi nhìn sắc mặt của Lâm Nhất. Võ học của cấp thánh linh quá khủng khiếp, đã vượt qua cả tạo hóa. Một khi tế ra, có là nhân tài của tạo hóa cũng không thể tránh được, mặc kệ hắn giỏi đến mức nào, cũng sẽ chỉ có đường chết. Biết rồi. Nhưng ai biết, sắc mặt Lâm Nhất vẫn như thường, cũng không có biểu cảm gì quá mạnh. Cũng không khác mấy so với những gì Lâm Nhất dự đoán, ngày đó ở cao nguyên Hoàng Sa, hắn không giao đấu với nhóm giới tử. Nhưng cách rất xa đã có thể cảm nhận được trên người của đám người này dày đặc luồng khí tức nguy hiểm. Đó là một phản ứng đến từ bản năng của cơ thể, khi đó, lựa chọn không giao đấu với bọn họ là chính xác. Nếu không trong tình huống không hề nắm bắt được chút gì về Nhật Nguyệt thần quyền, thì chỉ có mỗi con đường chết, nhiều nhất cũng chỉ đến 3 chiêu là thua. Võ học thánh linh cực kỳ khó để tu luyện, ba người này cho dù có nắm được một chút, đoán chừng cũng là do được sự bảo vệ của trưởng bối. Nên chỉ học được chút bề ngoài mà thôi. La Chấn nghĩ ngợi một lúc, mới cất lời an ủi. Lâm Nhất mỉm cười cũng không nói gì thêm, La Chấn không biết, cho dù chỉ là chút bề ngoài, thì loại uy năng đó cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Đây là đan huyết diễm, tổng cộng 353 viên, còn về chân long thánh dịch, cái này thực sự là rất khó để kiếm được. Quả thực là quá hiếm hoi, cho dù đưa ra giá cao cũng khó mà mua được. Chúng ta chỉ lấy được 10 giọt. Đan tinh thần còn lại, chúng ta dựa theo những gì mà huynh dặn dò đã mua được một ít thánh dược dùng để tôi luyện khí huyết, còn thừa lại 20.000 viên đan tinh thần. La Chấn đưa đan huyết diễm, chân long thánh dịch, còn có những thánh dược và đan tinh thần còn lại cho Lâm Nhất. Đủ rồi. Trong đáy mắt Lâm Nhất bắn ra tia sáng, có thể có được thu hoạch như vậy, đã vượt quá những gì mà hắn dự liệu. Có thêm nữa thì chỉ trong vòng 15 ngày thời gian hắn cũng chưa chắc có thể luyện hóa hết. 10.000 viên đan tinh thần để lại cho các ngươi. 20.000 viên đan tinh thần Lâm Nhất giữ lại một nửa dành để lúc độ kiếp dùng đến, còn lại thì giao cho ba người. Ba người đều động lòng, nhưng mà vẫn từ chối ý tốt của Lâm Nhất, những thứ này quá quý giá, khiến người ta cảm giác lòng bàn tay phát bỏng. Ba người bọn họ chưa làm được chuyện gì lớn lao, chỉ là giúp Lâm Nhất làm chút việc vặt mà thôi. Không dám nhận quà tặng quý giá cỡ này. Ha, cầm lấy đi, ta có thể quay lại hay không còn chưa biết, các ngươi không cầm, nói không chừng lại béo bở cho đám người chiến giới kia, vẻ mặt Lâm Nhất bình thản, khẽ cười nói. Cưỡng ép đưa đan tinh thần cho đối phương, Lâm Nhất lại lần nữa dặn dò, ta ở huyền hoàng giới có một vài người bạn cũ, lấy thực lực của bọn họ, hẳn là còn chưa đến kịp thành tứ tượng, sau khi ta đi rồi còn mong ba vị chăm sóc cho họ. Nhất định. Vẻ mặt của ba người La Chấn đều vô cùng nghiêm trọng. Lâm Nhất còn có một việc nữa, ta muốn nói với ngươi. Nhóm người La Chấn thoáng do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói. Có chuyện gì? Về chiến giới. La Chấn khẽ nói, trước đó chúng ta đều biết, chiến giới ở Đại Thế Côn Luân có lai lịch bất phàm, có nền tảng vô cùng mạnh.
Lần này ta nghe ngóng được tin tức cụ thể rồi, chiến giới trong gia tộc của đại thế, không có ngoại lệ đều là thánh giả thế gia, cho dù không phải là thánh giả thế gia, cũng là vương tộc có thể sánh ngang hoặc thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Thánh giả thế gia. Vẻ mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, điều này đúng là không thể tưởng tượng, chẳng trách nền tảng của đám người này lại đáng sợ như vậy. Cái gọi là thánh giả, đó là sự tồn tại mạnh mẽ mà Lâm Nhất bây giờ không thể lường được, dưới thánh giả, đều là kiến hôi. Chiến giới rất đặc thù, không phải là thánh giả thế gia căn bản không thể chiếm cứ. Năng lượng của thánh giả thế gia, cho dù là tông phái siêu cấp trên con đường thông thiên, cũng phải kiêng dè, thậm chí một số trưởng lão của tông phái siêu cấp là có khả năng đến từ thánh giả thế gia. Cái gọi là đại hội sát yêu, chẳng qua chỉ là một trò chơi của bọn họ mà thôi. La Chấn thoáng dừng lại, hắn ta quan sát sắc mặt của Lâm Nhất, tiếp tục nói. Sắc mặt Lâm Nhất chẳng hề có chút dao động, đợi sau khi mấy người rời đi, trong đáy mắt hắn mới lộ ra ánh sáng lạnh lùng đáng sợ. Cho nên, bọn họ mới có thể muốn làm gì thì làm. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên một nụ cười châm chọc, nhìn gương mặt lúc này mới có chút dao động. Một đám khốn kiếp. Lâm Nhất rất phẫn nộ, bọn họ trải nghiệm rèn luyện cửu tử nhất sinh, mà trong mắt đám người này có lẽ chỉ như một trò chơi mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, cũng chẳng có liên quan gì đến Lâm Nhất, hắn từ trước đến giờ chưa từng vì xuất thân của mình mà cảm thấy tự ti. Sự phẫn nộ của hắn đến từ việc người người cạnh tranh nhau trên con đường thông thiên, nhưng thứ mà họ tranh chẳng qua chỉ là vạch xuất phát của đám nhân tài Côn Luân. Nhưng trong mắt đám người này, đây chỉ là một trò chơi. Xin lỗi, đây không phải trò chơi. Ánh mắt Lâm Nhất bình tĩnh, thần sắc thoáng nghiêm lại, trong đáy mắt như ngưng tụ thành một chấp niệm từ trước đến nay chưa từng có, không ai được phép coi sinh tử của người khác là một trò chơi. Tiến độ cần phải nhanh hơn nữa. Lâm Nhất thầm nói một câu, mà sau đó mở bình ngọc ra, nghĩ ngợi một lúc, dứt khoát rút ra ba viên đan huyết diễm. Thoáng ngập ngừng đôi chút, Lâm Nhất liền đưa ba viên đan huyết diễm này vào miệng nuốt xuống, tốc độ luyện hóa lúc trước quá chậm. Còn lâu mới đủ, đừng nói 10 ngày, nửa tháng cũng không thể tu luyện thiên địa đồng tâm trong Nhật Nguyệt Thần Quyền đạt đến cảnh giới đại thành. Quỳnh! Cả cơ thể hắn lập tức như muốn bốc cháy, dòng máu nóng tựa như nham thạch sôi sùng sục, làn da lộ ra bên ngoài đỏ rực như màu máu tươi. Rắc, rắc, rắc! Cả người Lâm Nhất từ trên xuống dưới đau như muốn nứt toác, nhục thân cùng xương cốt như thể đang bị luyện hóa, hai hàm răng của hắn nghiến chặt phát ra những tiếng ken két. Một tiếng gào thét, kim ô dài ba thước cùng ngân hoàng bay ra khỏi cơ thể, uy lực của thánh linh rào rạt lại lần nữa giáng thế. Thiên địa đồng tâm! Lâm Nhất hét lên một tiếng, kim ô và ngân hoàng mang theo ánh sáng nhật nguyệt, hóa thành hai luồng sáng từ trên trời rọi xuống. Hai luồng ánh sáng đó, giống như dải lụa đổ xuống từ giữa bầu trời, vô cùng chói mắt, vô cùng đẹp đẽ. Hai luồng sáng mang theo thanh thế hào hùng, quấn quanh cánh tay của Lâm Nhất, không ngừng xoay tròn. Trước khi chuyển động, trời đất bắt đầu rung chuyển, giữa bầu trời có luồng ánh sáng đại nhật rào rạt như một ngọn núi sập xuống. Mặt đất mênh mông tựa như mặt hồ có ánh trăng vô biên vô tận dần dâng lên, hai luồng sức mạnh đồng thời rót vào trong tay hắn. Quỳnh! Đợi đến khi hai luồng ánh sáng kia hoàn toàn hòa vào làm một, một quả cầu năng lượng pha trộn các loại ánh sáng được bao trùm bởi luồng khí tức hỗn độn xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Nhất. Lâm Nhất như có giác ngộ, bỗng nhiên nắm bắt được một chút ảo diệu của thiên địa đồng tâm. Hạo nhật là trời, ngân nguyệt là đất, thiên địa đồng tâm, chính là hỗn độn. Khi trời và đất còn chưa được khai mở, lúc đó mọi thứ đều là hỗn độn, chuyện này vốn chỉ là một truyền thuyết, nhưng bây giờ Lâm Nhất đã có chút tin tưởng. Đương nhiên, quả cầu năng lượng trong lòng bàn tay này chắc chắn không phải là hỗn độn thực sự, nó chỉ là hỗn độn được tham chiếu từ một sự bí ẩn nào đó rồi mô phỏng lại mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, uy lực của loại năng lượng này vẫn mạnh đến mức khiến người ta run sợ, có thể áp đảo cả tạo hóa, đánh đâu thắng đó. View. Quả cầu năng lượng hỗn độn trong lòng bàn tay bắt đầu chuyển động, phát ra từng cột ánh sáng đáng sợ, trong hư không nơi mà cột sáng kia đi qua đều bị xé rách. Có lẽ cách nghĩ của ta là chính xác. Lâm Nhất phất tay một cái, năng lượng hỗn độn trong tay tản đi, hắn không thể tu luyện đến đại thành có lẽ có liên quan đến việc tìm được chân ý. Phù! Thở một hơi dài, cơn mệt mỏi do huyết khí hao sạch như sóng triều ập đến. Tiếp tục! Không cho mình thời gian để nghỉ ngơi, đáy mắt Lâm Nhất có ánh sáng lấp lánh, lại nuốt thêm ba viên đan huyết diễm.
Nguyệt Vi Vi còn đang chịu khổ ở thành Phong Lăng, mình làm gì có tư cách để nghỉ ngơi, từ bây giờ trở đi đến hít thở cũng là xa xỉ. Lâm Nhất nắm bắt được một loại chân ý nào đó, lại phối hợp với tâm pháp của Nhật Nguyệt Thần Quyền, chuyển đổi phương pháp tu luyện. Hắn lấy kim ô hóa thành trời, ngân hoàng hóa thành đất, lấy đan huyết diễm để tôi luyện huyết khí, ngày đêm không ngừng nghỉ mà cực khổ tu luyện. Chớp mắt, đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Lâm Nhất liên tục nuốt hết 200 viên đan huyết diễm. Huyết khí sục sôi khác xa với võ giả cảnh giới thiên phách, nhưng sức chịu đựng của nhục thân cũng đã đạt đến một giới hạn nào đó. Nhục thân của hắn đã thu hoạch được rất nhiều lợi ích từ trong đan huyết diễm, chui rèn đến mức cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hăng quá hóa dở, nếu như vẫn tiếp tục tu luyện như vậy, sẽ khiến khí huyết phát nổ hủy hoại toàn bộ nhục thân, đến bã cũng không còn. Đến giới hạn rồi, lần này nếu còn không thành, thì luồng khí này có lẽ sẽ mất đi, nếu mất đi rồi mà muốn ngưng tụ lại một lần nữa ít nhất phải mất mấy tháng. Lâm Nhất hít sâu một hơi, hắn muốn tu luyện thiên địa đồng tâm đạt đến đại thành trong thời gian ngắn, buộc phải lấy lại tinh thần, ép buộc bản thân đạt đến mức giới hạn của giới hạn. Nếu không thể thành công trong một lần, thì sẽ bị chững lại trong một thời gian rất dài mà không thể tiến thêm bước nào nữa. Kim ô hóa trời. Vận chuyển tâm pháp của Nhật Nguyệt Thần Quyền, Lâm Nhất khẽ quát một tiếng, kim ô thánh linh tử trong cơ thể bay ra ngoài. Thánh linh tử 3 thước của mấy ngày trước, sau vô số lần được huyết khí rót vào đã dài ra đến 1 trượng, đôi cánh dang rộng đến gần 10 mét. Ào! Thánh linh kim ô bay lượn vòng vòng trên bầu trời, từng vòng ánh sáng màu vàng kim đổ xuống, giờ phút này thánh uy ngập trời. Ánh sáng kia nhuộm cả bầu trời thành một bức tranh ánh sáng vàng kim. Bầu trời trong xanh như được gột rửa mà trở nên trong vắt, trên bức tranh ánh vàng kim này còn có những vì sao điểm xuyết. Ngân hoàng hóa đất. 10 ngón tay của Lâm Nhất biến ảo, cũng có ngân hoàng dài đến 1 trượng bay ra, nó hóa thành luồng sáng đổ trên mặt đất khoáng đạt lập tức hóa thành một mặt hồ màu bạc tựa như mặt gương. Giữa mặt hồ có sông núi điểm xuyết, vô số lầu vọng, trùng trùng điệp điệp. Thiếu niên mặc áo sam xanh đứng trên mặt hồ, tóc dài tung bay. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn rất vất vả, chống chọi với huyết khí ảo ạt như vậy, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã, huyết sắc trên mặt đã bị rút đi từ lâu. Thiên, địa, đồng, tâm. Lâm Nhất gần từng chữ hét lên, hắn phát ra tiếng gào thét, hao sạch huyết khí toàn thân, bật người bay lên. Uỳnh ầm ầm. Giây phút này có luồng khí tức khủng khiếp tràn ngập khắp không gian, trời sập rồi, đất nứt rồi, nắng đã tắt trăng cũng tàn. Trời đất mất đi màu sắc. Kim ô và ngân hoàng hóa thành 2 luồng ánh sáng duy nhất còn tồn tại giữa đất trời, mang theo ánh sáng vàng kim giữa bầu trời và ánh sáng màu bạc của mặt đất, chớp mắt tụ lại trong lòng bàn tay Lâm Nhất. Rầm. Sức mạnh vô tận rót vào bên trong cơ thể của Lâm Nhất, khắp người hắn từ trên xuống dưới đều phát ra ánh sáng chói mắt, mái tóc đen dài tung bay hỗn loạn. Lòng bàn tay như có vô số khí lưu của hỗn độn đang dục dịch, giống như có sức sống. Giống một trái tim đang đập bình bịch, luồng sức mạnh giạt rào bên trong nó như đang run rẩy. Rầm, rầm, rầm. Trong lúc trái tim đang đập, trời đất bỗng rung chuyển dữ dội, luồng khí tức phẳng lặng mà đáng sợ không ngừng sâu thêm. Thành công rồi, thiên địa đồng tâm đại thành. Trên gương mặt tái nhợt của Lâm Nhất lộ ra vẻ vui mừng, đáy mắt tràn ra ánh sáng hưng phấn. Tán. Lại một tiếng hét khẽ. Lâm Nhất tán đi năng lượng hỗn độn thuần túy trên tay mình, bầu trời mờ tối lập tức sáng bừng. Một quyền này hắn vẫn chưa dám nện ra, một khi nện ra, thì sẽ không chỉ đơn giản là phá hủy một vùng viêm mạch bên dưới lòng đất ở đây. Những sân vườn nhà cửa ở khu vực xung quanh đến một nửa khu vực thành phố quanh đây cũng rất có thể bị hủy hoại, sức mạnh ẩn chứa bên trong đó khiến Lâm Nhất còn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Kim ô hóa trời, ngân hoàng hóa đất, thiên địa đồng tâm, chính là hỗn độn. Giờ phút này trong lòng Lâm Nhất đã sáng tỏ, sự thấu hiểu về câu nói này đã sâu sắc đến mức trước nay chưa từng có, trong mắt hắn có ánh sáng rạng rỡ tỏa ra. Rút ra bình ngọc, Lâm Nhất nuốt một viên đan huyết diễm, để cho huyết khí hao sạch kia nhanh chóng được khôi phục lại. Bình bịch, huyết khí ảo ạt lập tức bùng lên, trái tim Lâm Nhất đập một cách mạnh mẽ, gương mặt tái nhợt đã dần hồi phục lại vẻ hồng nhuận. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đã không còn như lúc ban đầu nữa. Chỉ là một viên đan huyết diễm đã khiến cho cơ thể hắn trở nên khô nóng. Nhục thân bây giờ, huyết khí đã vượng đến mức trước nay chưa từng có, Thương Long Thánh Thiên Quyết của hắn trong khoảng thời gian này đã tăng tiến không ít.
Huyết khí vốn dĩ chính là một phần của nhục thân, huyết khí mạnh thì nhục thân sẽ mạnh, đặc điểm này được thể hiện rõ nhất chính là việc hồi phục sức mạnh. Không bao lâu sau, huyết khí của Lâm Nhất đã hồi phục quá nửa, cơn mệt mỏi trên cơ thể đã bị quét sạch. Rèn sắt khi còn nóng. Lâm Nhất hít sâu một hơi, cố gắng nén cơn mệt mỏi của đôi mắt, bắt đầu tu luyện lại trong đầu một lần nữa thiên địa đồng tâm. Thiên địa đồng tâm mặc dù nói có cả trăm cách biến hóa, nhưng dù có thay đổi muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, các loại biến hóa đều có thể được thực hiện một cách thành thạo. Rất rõ ràng, Lâm Nhất bây giờ đã tìm được chân ý bên trong đó, đó chính là kim ô hóa trời, ngân hoàng hóa đất, chỉ cần từ từ thành thạo nó là được. Bất chi bất giác, đã mấy canh giờ trôi qua. Lâm Nhất đã vô cùng thành thạo trong việc thi triển chiêu thức này, trong trạng thái vô cùng thoải mái, hắn đã có thêm vài phần khí độ ung dung. Đây là một bước tiến tương đối lớn, phải biết rằng đây chính là võ học thánh linh, là võ học thánh linh tu luyện đến đại thành. Chỉ là chút da lông bên ngoài thôi đã có thể áp đảo cả tạo hóa, không cần nghĩ cũng biết được uy lực khi đại thành sẽ đáng sợ biết nhường nào, có thể ung dung thi triển lại càng là điều cực kỳ khó khăn. Bình bịch, bình bịch. Mỗi lần khi quả cầu năng lượng hỗn độn dung hòa thành công, luồng năng lượng cuồng bạo trào lên trong đó đều phát ra âm thanh như tiếng tim đập. Khí lưu hỗn độn tối tăm giống như đang bao trùm lấy trái tim hỏa diễm màu đen, chỉ là trái tim này trong lúc nhảy nhót lại bùng phát ra sức mạnh khiến trời đất rung chuyển. Khi uy năng bên trong nó thực sự được phóng thích ra ngoài, bản thân Lâm Nhất đều khó mà tưởng tượng được, rốt cuộc sẽ tạo ra lực sát thương đáng sợ đến mức nào. Điều này quả thực là sức mạnh mà một thiên phách cũng không thể có được, nó quá mức khủng khiếp, không thể đo lường. Khi huyết khí hao sạch, Lâm Nhất dứt khoát nằm thẳng xuống đất mà ngủ. Vừa không phải là tu luyện cũng không có yên tĩnh giác ngộ, chỉ là cứ lặng thinh như vậy mà nằm. Không phải lãng phí thời gian, mà là khoảng thời gian này đan huyết diễm chưa từng dừng lại, cơ thể đã căng lên như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Hắn phải để cơ thể mình thư giãn, không dựa vào sự kích thích của đan dược để cưỡng ép hồi phục lại nữa, mà chìm vào giấc ngủ. Gần như vừa nhắm mắt là Lâm Nhất đã ngủ thiếp đi, hắn đã quá mệt rồi. Buổi sáng sớm của ngày thứ hai, ánh sáng đổ xuống mặt đất. Mi mắt của Lâm Nhất nặng như núi đè, sau mấy lần giãy giụa, đôi mắt hắn mới hé mở ra một khe nhỏ. Đón lấy tia nắng chói chang, cả người hắn cảm thấy vô cùng lười nhác, chìm đắm trong trạng thái thư thái thoải mái trước nay chưa từng có, cảm giác thư thái này khiến người ta không nỡ mở mắt ra, cũng lười cử động. Dựa vào ý chí mạnh mẽ, Lâm Nhất mở to mắt, chỉ là vầng mặt trời kia. Nguyệt Phi Phi bây giờ thế nào rồi? Trong mắt Lâm Nhất thoáng vẻ lo lắng, đầu mày nhíu lại đầy sầu lo. Thành Phong Lăng, trong một nhà giam dưới lòng đất. Địa lao tối tăm ẩm ướt, cao đến mấy trăm mét khiến cho cả không gian trở nên vô cùng trống trải. Nếu người ở bên trong đó, ắt sẽ cảm thấy càng cô đơn. Trong không gian kín mít, ngoại trừ một cái lỗ nhỏ như cái bát ở phía trên đỉnh đầu có ánh sáng từ bên ngoài lọt vào thì bên trong hầu như không có bất kỳ ánh sáng nào nữa. Ánh sáng đổ xuống từ trên đỉnh đầu cách đến mấy trăm mét bao trùm lấy một thiếu nữ. Tà váy đỏ trên người thiếu nữ đã mất đi màu sắc tươi sáng, mà trở nên mộc mạc ảm đạm, nhìn giống như một người bệnh nhợt nhạt mất đi huyết sắc. Ánh sáng rơi lên gương mặt cô gái, đó là một gương mặt tuyệt sắc nhưng đã mất đi ánh sáng ngày xưa. Làn da đã không còn non mịn, chỉ còn lại một màu trắng mộc mạc. Nàng ta chính là Nguyệt Phi Phi bị nhốt ở đây rất lâu rồi, không được ăn uống cho đến tận lúc này. Gương mặt khi cười giống như yêu tinh, gương mặt đó đẹp đến mức khiến hồn phách người ta điên đảo, nay lại mộc mạc tựa như một gáo nước trong, không chứa bất kỳ tạp chất nào. Cho dù ở trong hoàn cảnh sơ sài thế này, nàng ta vẫn khiến cho người khác cảm nhận được loại khí chất phi phàm, nàng ta rất sạch sẽ, dưới ánh sáng chiếu rọi. Vẻ mặt cũng nhu hòa hơn bất cứ lúc nào. Nàng ta chưa từng chán nản, cũng chưa từng hoang mang. Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng trên đỉnh đầu, lòng thầm cầu nguyện, mẹ, đợi con trở về, người sẽ có thể tỉnh lại. Nghĩ đến đây, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, dịu dàng mà ấm áp. Sạt, sạt, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, Nguyệt Phi Phi thoáng thay đổi sắc mặt, chỉ âm thầm quay lưng lại. Không bao lâu sau, Thần U, Thiên Càn, Huyền Long ba giới tử đã xuất hiện bên ngoài nhà lao, ánh mắt đồng thời dừng ở trên bóng lưng của Nguyệt Phi Phi. Không thể không nói cho dù là một tù nhân thì nữ tử trước mắt này cũng có khí chất vượt xa người bình thường khác, chỉ là một bóng lưng thôi đã có thể khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc.
Trong đó, ánh mắt của thần U là tham lam nhất, hồi lâu, hắn ta mở miệng nói, Vivi cô nương, cô vẫn không chịu nói cho chúng ta lai lịch của mình sao? Nữ tử yên lặng, quay lưng lại với ba người, giống như trước đây không hề có ý định trả lời câu hỏi của bọn họ. Ba người có mắt nhìn siêu phàm, từ lâu đã nhìn ra lai lịch của Nguyệt Vivi không đơn giản, vẫn luôn muốn biết về thân phận thật sự của nàng ta. Đáng tiếc đây là con đường thông thiên, rất nhiều thông tin không tiện được truyền đến đây, đối phương nếu như không nói thì sẽ không có cách nào để biết được. Chúng ta không có ý định đối địch với cô, chỉ cần mở phong ấn ra, giao lại quả thần huyết. Những ân oán trước đây đều có thể xóa bỏ, không truy cứu nữa. Giới tử thần U dùng giọng bình thản, từ tốn nói. Nguyệt Vi Vi cô đừng quá đáng, chúng ta cũng coi như cạn tình cạn nghĩa với cô rồi, ba chiến giới có bao nhiêu người chết trong tay cô. Nếu như đổi thành người khác, há sẽ được tự do tự tại như cô, đừng có cho rằng chúng ta thực sự sợ cô, nếu muốn thì chúng ta có vô số cách để giày vò cô, giới tử Huyền Long đáy mắt thoáng lạnh, dùng giọng điệu đe dọa nói. Người chết trong tay ta, đều là loại tham lam vô độ, đám người các ngươi nếu có thủ đoạn gì thì cứ việc lấy ra dùng đi. Nguyệt Vi Vi quay lưng lại, khẽ châm chọc nói, sợ là căn bản không dám đúng không, ta nếu như muốn, quả huyết thần bất cứ lúc nào cũng đều có thể tự phát nổ. Rõ ràng chỉ là một tù nhân, nhưng giọng điệu của nàng ta vẫn mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, điều này khiến cho giới tử Huyền Long lúc trước đã từng chịu thiệt thòi trong tay nàng ta tức đến mức nghiến chặt răng. Các ngươi lui ra trước, ta có chút lời muốn nói với nàng ta. Giới tử thần U bỗng nhiên nói. Giới tử Huyền Long và giới tử Thiên Càn quay sang nhìn nhau, nhưng không nghi ngờ chút nào, trên thực tế ba giới tử quả thực cũng coi giới tử thần U làm đầu. Cùng là thánh giả thế gia, nhưng cũng sẽ phân cao thấp, chiến giới thần U có nền tảng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, không chỉ là vì những nguyên nhân này. Nguyệt Vi Vi có thể bị bắt gọn, là do giới tử thần U đã mời được một vị trưởng lão của tông phái siêu cấp, đây là một hành động rất mạo hiểm. Cũng tượng trưng cho địa vị của giới tử thần U trên con đường thông thiên. Đợi đến khi hai giới tử khác đi xa, giới tử thần U mới từ tốn cất lời, mỉm cười nói, ta cuối cùng cũng biết được, nguyên nhân cô vì sao mà không chấp nhận ta rồi. Ngươi cuối cùng cũng biết mình chỉ là một con heo à. Rất tốt, sau này đừng đến làm phiền ta nữa. Lời nói của Nguyệt Vi Vi đầy gai góc châm chọc, khiến cho thần U đã chuẩn bị trước một đống lời thoại tức đến mức hộc máu. Hắn ta cố gắng ép cơn giận xuống, trên gương mặt anh Tuấn bất phàm nở nụ cười, đáy mắt thoáng lóe lên ánh sáng lành lạnh, nghiến răng nói, Lâm Nhất. Dưới ánh sáng chan hòa, bóng lưng của Nguyệt Vi Vi thoáng run lên nhưng lại vô cùng rõ rệt. Nụ cười trên gương mặt giới tử thần U càng sâu hơn, khẽ nói, ta đã nói với hắn, 10 ngày sau, ta sẽ cử hành đại hội giết yêu. Hắn rất tức giận, giết chết người của ta, còn cảnh cáo ta đừng có động vào một sợi tóc của cô. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Có phải rất nực cười không, một kẻ ti tiện dưới hạ giới, một con kiến hôi, lại dám uy hiếp ba giới tử. Ta cảnh cáo ngươi đừng có động vào huynh ấy. Nguyệt Vi Vi không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, nàng ta bỗng xoay ngoắt lại, trên gương mặt mềm mại nhu hòa lúc này đã phủ đầy băng xương, lạnh lùng khiến người ta phát run. Chậc chậc, quả nhiên là tình nhân bé nhỏ của cô. Giới tử thần U mỉm cười nói, Nguyệt Vi Vi. Ta thực sự nghĩ không ra, một giới tử thần U như ta, sao lại không xứng với cô được? Có tệ hơn nữa thì loại kiến hôi kia cũng chẳng thể sánh được với ta chứ. Ngươi không xứng. Nguyệt Vi Vi lạnh lùng nói. Ánh mắt đầy địch ý của đối phương khiến giới tử thần U lạnh lòng, nhưng trên gương mặt hắn ta lại lộ ra nụ cười bệnh hoạn, khẽ cười nói, tốt lắm, giữ lấy loại địch ý này của cô, ngày khác khi cả cơ thể lẫn trái tim của cô đều thần phục ta sẽ càng thỏa mãn hơn. Ánh mắt hắn ta không hề kiêng dè quét khắp người Nguyệt Vi Vi, khoa trương mà ngông cuồng. Cút! Nguyệt Vi Vi tức giận quát. Nguyệt Vi Vi, điểm yếu của cô đã bị ta tìm thấy rồi, ha ha ha, chúng ta cứ chờ mà xem, 10 ngày sau, xem người tình bé nhỏ của cô sẽ chết thế nào. Giới tử thần U cười to, xoay người rời đi. Trong nhà lao tĩnh lặng, sắc mặt Nguyệt Vi Vi lộ ra vẻ lo lắng, nhất ca ca thẳng tính như vậy, chắc chắn sẽ đến đây. Ai nếu coi huynh là kẻ địch thì cũng là kẻ địch của ta. Nghĩ đến lời hẹn ban đầu của Lâm Nhất, trái tim của Nguyệt Vi Vi thầm trở nên nặng nề, Nhất ca ca chắc chắn sẽ đến. Nhưng, thực sự không nên đến. Luận về tâm cơ và lòng dạ, Nhất ca ca kém xa so với đám giới tử này,
chắc chắn không thể đấu lại được bọn chúng. Trong mắt nàng ta chứa đầy lo lắng, nàng ta đi qua đi lại trong nhà lao, bị nhốt ở đây lâu như vậy, lòng của nàng ta chưa từng hỗn loạn như lúc này. Nguyệt Vi Vi đừng dối, sẽ có cách thôi, người chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Nhất ca ca không thể chết trên con đường thông thiên, huynh ấy đã tỏa sáng ở Côn Luân, huynh ấy còn chưa từng nhìn thấy vùng đại thế kia, còn rất nhiều việc phải làm. Phía trên nhà lao, một sân vườn trăm hoa đua nở. Thiên Càn và Huyền Long giới tử nhìn thấy giới tử thần u mặt mày rạng rỡ đầy ý cười bước ra. Xem ra trong lòng ngươi đã có kế hoạch, giới tử Thiên Càn khẽ cười. Giới tử thần u nói bằng giọng hờ hững, loại phụ nữ này chưa biết mùi đời nhiều, mặc kệ nàng ta có lai lịch bất phàm ra sao. Chỉ cần tìm được điểm yếu là có cách để khiến nàng ta phải thần phục, đợi đến sau khi Lâm Nhất chết, có không thiếu các thủ đoạn để khiến nàng ta quên đi người này, dù gì cũng chỉ là một kẻ ti tiện dưới hạ giới. Chúng ta vừa nhận được tin tức khá thú vị, giới tử Huyền Long nói, có người trong thành tứ tượng, giúp Lâm Nhất mua đan huyết diễm và chân long thánh dịch, số lượng còn không ít. Giới tử thần U chẳng quan tâm, lạnh lùng cười nói, để cho hắn tự giày vò đi, nếu như loại kiến hôi này quá yếu đuối, trò chơi cũng quá là vô vị. Ta muốn để cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng thực sự, trên con đường thông thiên mà đấu với ta, thì sẽ chẳng có con đường sống. Cách đại hội giết yêu chỉ còn lại 10 ngày, Lâm Nhất đang bế quan, trong thành tứ tượng lại nổi lên sóng gió. Rất nhiều người thậm chí đã đi đến thành Phong Lăng trước, không nghi ngờ gì, đây sẽ là một trận sóng gió cực lớn. Trước cuộc chiến cuối cùng trên con đường thông thiên, trò chơi quy mô lớn này sẽ được diễn ra trong thành Phong Lăng, không có ai muốn bỏ lỡ màn kịch này. Một người là Hắc Mã Nghịch Thiên mới nổi trên con đường thông thiên, kiếm đạo kỳ tài Lâm Nhất. Còn một bên là ba giới tử bắt tay nhau bày ra sát trận chờ người kia nhảy vào. Bất luận nhìn thế nào thì đây cũng là một trận chiến không cân sức, khả năng giành chiến thắng của Lâm Nhất vô cùng nhỏ. Rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối cho hắn, người bình thường đều nhìn ra được, âm mưu của ba giới tử này. Lâm Nhất mà đi thì chỉ có con đường chết, nhưng nếu không đi thì sẽ sinh ra ma chướng, hóa thành tâm kiếp, trên con đường võ đạo sẽ dừng bước tại đây, đối với một thiên tài như Lâm Nhất mà nói còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhưng bọn họ vẫn muốn đi thành Phong Lăng, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến sự suy tàn của một truyền kỳ. Chẳng qua cũng có rất nhiều người không có hứng, dù gì nếu Lâm Nhất mà đi thành Phong Lăng chắc chắn chỉ có chết, không đi mặc dù cũng sẽ khó chịu, nhưng chưa chắc đã không có con đường sống. Trốn trong thành tứ tượng này, đám giới tử cũng chẳng làm gì được Lâm Nhất. Bọn họ đoán Lâm Nhất sẽ có khả năng trốn luôn ở đây, đợi đến khi nào con đường thông thiên kết thúc, đối mặt với sinh tử, không phải là việc mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thẳng vào bổn tâm của mình. Đây là lựa chọn vô cùng bình thường, thay đổi lập trường mà nghĩ, chẳng có ai sẽ vì vậy mà đi cười nhạo Lâm Nhất. Ở một sân viện bên trong thành, Lâm Nhất đang bế quan, không hề biết gì về chuyện này. Hắn cũng lười đi quan tâm đến những chuyện như vậy. Hắn đang luyện hóa chân long thánh dịch, loại thánh dịch này lấy máu chân long làm thuốc chính, lại thêm có thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, đối với việc tu luyện thương long thánh thiên quyết có tác dụng thúc đẩy rất lớn. La Trấn giúp hắn mua được 17 giọt chân long thánh dịch, Lâm Nhất một lèo nuốt hết 10 giọt. Hắn không hề sơ ý, mà là trước khi luyện hóa đan huyết diễm, trong quá trình tu luyện nhật nguyệt thần quyền, cùng đồng thời có hiệu quả chui rèn nhục thân. Mặc dù nói chỉ là tôi luyện huyết khí, nhưng huyết khí bản thân nó chính là một phần quan trọng của nhục thân, huyết khí mạnh, nhục thân chắc chắn sẽ không yếu. Long khí giạt rào vô tận vấn vít quanh người Lâm Nhất, cuồng phong sấm rền khiến đất trời mất đi màu sắc, phương pháp tu luyện của Thương Long Thánh Thiên Quyết dùng tốc độ không thể tưởng tượng được mà tăng tiến. Một giọt chân long thánh dịch đã đủ để giúp cho Lâm Nhất tiết kiệm được 2 tháng thời gian. Luyện hóa 10 giọt chân long thánh dịch này có thể giảm bớt cho Lâm Nhất gần 2 năm tu luyện, đây là tiến độ cực kỳ khoa trương. Rắc, rắc, rắc. Dường như mỗi giây mỗi phút, xương cốt bên trong cơ thể Lâm Nhất đều phát ra tiếng nổ, liên miên không dứt, tựa như tiếng sấm trên trời. Đây là nhục thân của hắn đang thoái biến, dưới sức ảnh hưởng của chân long thánh dịch, từ trong ra ngoài đều đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, Lâm Nhất phát hiện ra một số bí mật của bảo cốt Thương Long. Theo đà tăng tiến của Thương Long Thánh Thiên Quyết, thần văn in trên bảo cốt Thương Long cũng phóng thích ra một chút ánh sáng. Ánh sáng của thần văn bao bọc lấy bảo cốt Thương Long, giống như một bức màn, phong ấn bảo cốt Thương Long.
Khi ánh sáng thần văn dần tiêu tan đi, chân thân của bảo cốt thương long dần dần hiện ra, Lâm Nhất có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sức sống và sức mạnh của thương long bên trong bảo cốt nhiều đến mức khoa trương. Sức mạnh của bảo cốt thương long quá mạnh, nếu thực sự phóng thích ra toàn bộ trong một lúc, với tu vi hiện tại của hắn sợ là sẽ phát nổ mất. Đồng thời đây cũng là một loại bảo vệ, nếu như có người muốn lấy đi bảo cốt thương long của hắn, cũng sẽ bị thần văn nguyên vẹn kia gây thương tích. Lúc ban đầu Vũ Hạo Thiên bị ma linh thao túng, cũng là vì muốn ăn trộm bảo cốt thương long của Lâm Nhất, nên mới bị thiệt như vậy. Hắn nhìn kỹ lại, ánh sáng thần văn xung quanh bảo cốt thương long tổng cộng có 10 tầng, tương đương với 10 tầng phong ấn. Mỗi tầng phong ấn là một tầng mạnh hơn so với tầng trước. Sau khi gỡ bỏ một tầng phong ấn, thì sẽ thu hoạch được một số sức mạnh của bảo cốt thương long, sau khi mở đến tầng thứ 10 thì sẽ thu hoạch được sức mạnh cốt lõi của nó. Chủ của thương long đã sắp xếp như vậy, là để hắn từ từ mở theo thứ tự, từng bước một chống chế được bảo cốt thương long. Thương long thánh thiên quyết vừa hay có 10 tầng, cũng tức là mỗi khi đột phá được một tầng, thì sẽ mở ra được phong ấn, đạt được một phần sức mạnh của bảo cốt thương long. Thương long thánh thiên quyết của ta bây giờ chỉ là tầng thứ nhất, cũng tức là nói phải thăng cấp lên tầng thứ hai, mới có thể mở được sức mạnh bị phong ấn của tầng thứ nhất. Chỉ là không biết, 10 giọt chân long thánh dịch này có đủ dùng không? Lòng Lâm Nhất thầm giác ngộ. Nửa canh giờ sau, một giọt chân long thánh dịch đã hoàn toàn được luyện hóa, phong ấn của tầng thứ hai đã bị nới lỏng ra rất nhiều. Hai canh giờ sau, ba giọt chân long thánh dịch đã được luyện hóa, phong ấn lại lần nữa vỡ nát, trong bảo cốt thương long có tiếng rồng ngâm vang lên. Sau đó tốc độ luyện hóa đã dần chậm lại, Lâm Nhất cũng không vội, chân long thánh dịch có bao hàm sức mạnh rất dũng mãnh, chỉ hơi lơ là thôi là sẽ bị phản phệ. Một lần luyện hóa 10 giọt, đã là giới hạn, không cần phải vì vội mà đi mạo hiểm. Lại trôi qua nửa ngày nữa, 10 giọt chân long thánh dịch mới hoàn toàn bị Lâm Nhất luyện hóa hết, vào lúc khi luyện hóa hoàn toàn, Lâm Nhất rõ ràng cảm nhận được thương long thánh thiên quyết đã phá được một nút thắt nào đó. Khí lực vô tận trào lên trong cơ thể, long văn tím vàng trên cơ thể đã nhiều thêm 6 hàng, đạt đến tổng số 15 hàng. Long văn màu tím vàng đã có 15 hàng rồi, vậy ngưng tụ thánh giáp thương long, còn cả thương long bí thuật nữa, uy lực chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Lâm Nhất hai mắt khép hờ, có lòng muốn thử. Thần giáp thương long, tâm niệm vừa hiện lên, thánh giáp thương long được tế ra trước, 15 hàng long văn tím vàng bắt đầu chuyển động. Chớp mắt đã hóa thành một thánh giáp bao bọc xung quanh cơ thể Lâm Nhất. So với lúc trước, thánh giáp thương long này rõ ràng đã chắc chắn hơn rất nhiều, bề mặt của thánh giáp có 15 luồng ánh sáng chuyển động, giống như từng tầng long ảnh đang vây quanh hắn. Bây giờ muốn làm tổn thương Lâm Nhất, thì phải đánh vỡ hết 15 luồng long ảnh này, sau đó đâm xuyên qua thánh giáp mới có thể làm được. Có bản lĩnh này, năng lực bảo vệ của Lâm Nhất đã tăng lên rất nhiều. Lâm Nhất cũng ngạc nhiên mà phát hiện ra, khi long ảnh dịch chuyển sẽ sinh ra một luồng khí lưu, nếu như đối phương không thể đánh vỡ được 15 luồng long ảnh, thì sức mạnh sẽ bị phản phệ bật trở lại người tấn công. Vậy cũng là một đòn sát thủ rồi, có thể công cũng có thể thủ. Lâm Nhất lộ vẻ hài lòng, sau khi tán đi thánh giáp thương long, hắn liền thúc giục 15 sợi long văn tím vàng hội tụ ở lòng bàn tay phải. Móng vuốt thương long. Hắn quát nhẹ một tiếng. Theo đó, 15 sợi long văn lập tức chuyển động trong lòng bàn tay hắn, thoáng chốc đã hóa thành một vòng xoáy phong lôi khủng bố. Bành! Lâm Nhất đánh ra một chảo, một tòa lầu cao ở cách đó hơn ngàn mét đột ngột bị nhấc khỏi mặt đất, rơi vào lòng bàn tay hắn. Thời điểm bị nhấc lên, tòa lầu kia liền sụp đổ và không ngừng tan rã, cho đến khi nằm trọn trong lòng bàn tay Lâm Nhất, cả một tòa lầu đã biến mất một cách vô cùng quái dị. Cũng như một kiếm mà trước đó Lâm Nhất đâm ra. Dường như bị thương long chi chủ chộp lấy, vô cùng quái dị, mạnh đến mức cực kỳ khoa trương. Vù vù, Lâm Nhất mở bàn tay ra, vô số hạt cát tuôn xuống, rồi nhanh chóng bị cuồng phong thổi đi. Nhìn cát vàng bị gió thổi tan, Lâm Nhất thầm nghĩ, cuối cùng cũng có một chút phong thái của thương long chi chủ rồi. Thăng cấp đến thương long thánh thiên quyết tầng 2, thánh giáp thương long cùng móng vuốt thương long cũng tiến bộ như trong dự liệu. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh một cách lạ kỳ. Trong lúc đó, bảo cốt trước ngực hắn lại run lên từng hồi. Đến rồi. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia sắc bén, lực lượng cuối cùng phong ấn trên bảo cốt thương long tầng 1 đang từ từ biến mất. Tầng 1 đối tầng 1, khi Lâm Nhất đánh vỡ gông cùm của thương long thánh thiên quyết tầng 1, thì
thì phong ấn tầng 1 trên bảo cốt thương long cũng theo đó mà tán đi. Oanh! Khi phong ấn hoàn toàn bị nghiền nát, một luồng long nguyên cổ xưa từ trong bảo cốt ào ào tuôn ra. Đó chính là long nguyên cô đọng khi thương long còn sống, tương đồng với chân nguyên của võ giả, chỉ có điều, nơi mà chân nguyên thương long cô đọng bao la hơn nhiều. Lực lượng hùng hậu lan tràn toàn thân, cơ thể Lâm Nhất bắt đầu mất khống chế, tóc dài điên cuồng nhảy múa, hai tay giang ra. Bình chướng thiên phách tầng 3 dễ dàng nổ nát dưới sự tác động của long nguyên. Tu vi của Lâm Nhất trực tiếng thăng cấp lên thiên phách tầng 4, một khí hải mới nhanh chóng mở ra tại khiếu huyệt tiên thiên trong cơ thể. Quả thật bá đạo, hoàn toàn không cho Lâm Nhất có thời gian phản ứng. Ầm ầm, sấm chớp hội tụ trên đỉnh đầu hắn, giữa tầng mây nặng nề thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp chói mắt. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia kiêng kỵ, đó chính là hoa tinh ma, vật ấy gần như trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn, cảm giác sợ hãi đối với nó đã khắc vào xương tủy rồi. Cũng tốt, có phần long nguyên này chống đỡ, có lẽ ta sẽ không chết ở trong đó. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, hắn muốn vượt qua nỗi sợ này, nói không chừng lần này có thể thử gieo một đóa hoa tinh ma trong khí hải. Ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng chưa hẳn là không thể. Lần độ kiếp hôm nay so với khi ở trong điện thương long, hắn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ riêng võ học thánh linh cũng đã khiến hắn thoát thai hoán cốt, chớ đừng nói đến kiếm ý thông thiên hiện cũng đã đến đại thành. Tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, thiên nhân hợp nhất. Oanh! Ngay tại khoảnh khắc đó, hơn trăm đóa hoa tinh ma từ trên trời rơi xuống, mỗi một đóa đều cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mức làm sao động lòng người. Nhưng mỗi một đóa đều mang theo nguy hiểm chí mạng, dù hiện tại thực lực của Lâm Nhất tăng mạnh, nhưng hắn cũng không dám mạnh mẽ đối kháng với chúng. Hắn phải dùng đủ loại thủ đoạn để làm suy yếu lực lượng của hoa tinh ma, rồi mới cắn nuốt và luyện hóa chúng. Mỗi một bước đều phải cẩn thận từng chút một. Muốn gieo nó vào khí hải càng là hung hiểm vạn phần, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ khiến khí hải bị nổ nát, khiến tu vi của Lâm Nhất trực tiếp bị giáng cấp. Đến đây đi! Lâm Nhất nghiêm mặt, Thánh Linh Kim Ô và Thánh Linh Ngân Hoàng đồng thời bay ra khỏi cơ thể hắn, vọt về phía hoa tinh ma từ vòm trời rơi xuống. Ở nơi sâu trong mắt, duệ khí bùng lên, kiếm ý thông thiên sẵn sàng chờ phát động. 15 sợi long văn tím vàng cũng bắt đầu chuyển động, thánh giáp thương long xuất hiện, hào quang bùng lên, long ảnh xếp chồng lên nhau. Hắn như lâm phải đại địch, ngoại trừ võ hồn, tất cả thủ đoạn còn lại đều được thi triển. Thời điểm Lâm Nhất đang độ kiếp với tâm thái hoang mang hồi hộp, thì ngựa huyết long cũng khẩn trương độ kiếp. Thiên tài địa bảo giấu trong túi chữ vật bị nó ăn sạch, số đan dược mà Lâm Nhất không dùng đến cũng bị nó nuốt trọn. Nó đang tu luyện Thái Cổ Long Nguyên Quyết mà Nguyệt Phi Vi ban cho, đây là môn công pháp chí thánh của yêu tộc có lai lịch cực kỳ bất phàm. Nó đã tu luyện đến giai đoạn mấu chốt, một khi vượt qua ải này, sẽ có sự biến đổi về chất, có thể thi triển ra Thái Cổ Long Viên biến. Một người một mèo đều đang cố gắng, đều đối mặt với nguy hiểm cực lớn để giành lấy một chút thành tựu ở khoảng thời gian cuối cùng. Chỉ vì lời hứa hẹn dưới trăng, huynh đệ đồng lòng. 3 ngày sau, tại Linh Hồ ở quảng trường trung tâm thành Tứ Tượng, bảo kính thông thiên thoáng xuất hiện một cái tên mới. Trận chung kết sắp đến gần, trong thành Tứ Tượng hội tụ các lộ anh hào, yêu nghiệt khắp nơi, tầng tầng lớp lớp. Danh tự trên bảng thông thiên gần như mỗi ngày một thay đổi, thêm một cái tên cũng tựa như một hạt cát rơi xuống biển, không thể gợi lên một cơn sóng, thậm chí còn không tạo nổi một chút bọt nước. Nhưng cái tên này, có chút khác biệt. Lâm Nhất, hạng 10 tử bảng. Đây là một thành tích khá chói mắt, lần đầu xông vào bảng mà đã thăng đến vị trí thứ 10 trên tử bảng, dù là phóng mắt khắp thiên lộ thì cũng là một vinh dự lớn lao, khiến người người chú mục. Nhưng người này lại là Lâm Nhất thì, có chút quái dị. Ai cũng biết trước đó Lâm Nhất đã đánh bại Hạ Thiên Phàm, cho đến bây giờ, hắn ta vẫn đang quỳ ở quảng trường, không ai dám động đến. Hẳn là xếp hạng của Lâm Nhất phải rất cao mới đúng, thậm chí có xông vào kim bảng cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Nên biết, trước đó Hạ Thiên Phàm đã xếp hạng thứ 9 trên tử bảng, tuy nói bảng thông thiên biến đổi mỗi ngày, từng giây từng phút đều có yêu nghiệt mới ra đời, đẩy thứ hạng của người trước xuống, khiến cho sức nặng của thứ hạng trên bảng thông thiên không ngừng tăng lên. Nhưng xếp hạng gần thứ 9 vẫn khiến người ta khó mà chấp nhận nổi, thứ hạng này thật sự có hơi thấp. Sau đại hội sát yêu, thành Tứ Tượng ắt sẽ phong vân biến ảo, thậm chí, có nhiều người sáng tạo ra thần thoại, một bước lên mây. Trực tiếp tiến vào kim bảng. Cảnh tượng đó vô cùng rúng động,
nhưng cũng không quá mức kỳ quái. Trận chung kết đang đến gần, chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu nghiệt ra đời, bọn họ tích xúc lâu dày, một thoáng bộc phát, ngang trời xuất thế, chắc chắn nơi cuối thiên lộ sẽ là một hồi quần hùng tranh phong. Có người suy đoán có thể lâm nhất độ kiếp quá sớm và vội vàng, không cách nào tích xúc đủ dày để bộc phát. Việc này rất có khả năng, tam đại giới tử chỉ cho hắn có nửa tháng, muốn đột phá trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên sẽ khiến tích lũy của bản thân giảm xuống nghiêm trọng. Yêu nghiệt càng có nội tình thâm hậu thì khi đột phá thiên thách tầng 3 sẽ càng thận trọng. Cũng có người suy đoán, có thể lâm nhất chỉ đến đó, chỉ có bấy nhiêu thiên phú mà thôi. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn rất mạnh, có 102 trên thiên lộ, nhưng chỉ thế, kiếm đạo cũng không phải toàn bộ thực lực võ đạo. Thậm chí có người đoán, rất có thể lâm nhất quá nóng vội nên nhập ma, độ kiếp thất bại, mới dẫn đến cảnh giới thấp như vậy. Bất kể thế nào, cái tên Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện trên tử bảng cũng khiến nhiều người kinh ngạc không thôi. Bọn họ cảm khái thủ đoạn của tam đại giới tử, quả thật, giới tử có đủ bản lĩnh để dễ dàng phá hủy một yêu nghiệt có cơ hội tiến vào kim bảng. Đấy là còn chưa gặp mặt, đợi đến khi chính thức giao đấu, e rằng đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nhưng cũng có rất nhiều yêu nghiệt kim bảng không phục, tên họ được đề trên bảng vàng, là xếp hạng sánh ngang với giới tử, vốn nên được mọi người chú ý, vạn chúng kính ngưỡng. Vậy mà giờ trong thành tứ tượng lại chỉ bàn về Lâm Nhất, trái lại, chẳng ai để tâm đến bọn họ. Một tên yêu nghiệt quá sốc nổi mà thôi, vậy mà danh tiếng lại có thể áp đảo chúng ta. Hừ, chém giết chiến tướng thôi mà, với thực lực của chúng ta, có ai mà không nghiền áp chiến tướng dễ dàng được đâu chứ. Chẳng qua chúng ta không muốn kết thù với chiến giới mà thôi, đấy là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức. Hạng 10 tử bảng chính là thực lực chân chính của hắn. Chẳng qua là hắn đã làm một vài việc ngu xuẩn, đắc tội với giới tử, có gì đâu mà được tán thưởng lớn như vậy chứ. Bọn họ tề tụ cùng một chỗ, tất cả đều lộ vẻ khó coi. Hai ngày sau, trong thành Phong Lăng lan truyền một tin tức vô cùng dọa người. Đại hội sát yêu sẽ cử hành trước 3 ngày, đồng thời, giới tử cũng nói rằng, nếu ai có thể bắt được Lâm Nhất, bọn họ sẽ cho kẻ đó vị trí chiến tướng kèm một lời hứa hẹn. Một hứa hẹn sau khi giáng xuống Côn Luân. Chỉ cần thế gia thánh giả có thể làm được, bất kể là hứa hẹn gì cũng được đáp ứng. Tin này vừa truyền ra, toàn bộ thiên lộ đều rúng động. Quả thật đáng kinh ngạc, lời hứa hẹn từ thế gia thánh giả thật sự khiến vô số người động lòng. Trên thiên lộ, mọi người đã phải trải qua cửu tử nhất sinh chỉ để giáng xuống Côn Luân, nhưng đại thế Côn Luân rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn đến nhường nào cơ chứ, nếu không có chỗ dựa, thì dù có là tông phái siêu cấp, cùng lắm chỉ là một đệ tử ở tầng dưới chót mà thôi. Nhưng nếu có thể giao hảo với thế gia thánh giả, trở thành chiến tướng của giới tử, tất cả liền trở nên khác biệt. Nói không chừng ở đại thế Côn Luân vẫn có thể đứng trên cao như cũ, không cần phải vùng dậy từ tầng dưới chót. Hấp dẫn này quá lớn, cái giá mà tam đại giới tử ra đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Còn có tin đồn rằng, nhóm giới tử vô cùng tức giận đối với Lâm Nhất. Đặc biệt là việc hắn khiến Hạ Thiên Phàm quỳ giữa quảng trường đã hoàn toàn chọc giận tam đại giới tử. Tam đại giới tử dự đoán rằng hắn nhất định sẽ đến thành Phong Lăng, nhưng bọn họ không muốn để hắn thuận lợi vào thành, mà muốn hắn phải nhận hết mọi sự lăng nhục khi tiến vào thành. Bọn họ muốn hắn bò mà vào. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra việc đại hội sát yêu cử hành sớm 2 ngày chính là vì trêu tức Lâm Nhất, muốn khiến hắn tự loạn trận cước. Đây cũng là một dương mưu. Biết chắc đối phương không có ý tốt, muốn quấy rầy tiết tấu của mình, nhưng lại khó có thể ứng phó được. Thủ đoạn của nhóm giới tử tầng tầng lớp lớp khiến nhiều người cảm thấy rất vô lực. Quá âm hiểm, vốn là không cách nào đấu với nhóm giới tử được. Sớm 2 ngày đã đủ quá đáng rồi, nếu Lâm Nhất đang bế quan mà biết được tin này, nói không chừng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Đó còn chưa phải điểm chết người, gần đây trong thành tứ tượng phong vân biến ảo. Có không ít yêu nghiệt tích xúc lâu dày bộc phát, xuất thế ngang trời. Mỗi ngày thứ hạng trên bảng thông thiên đều biến đổi, thậm chí liên tục có người phá vỡ thần thoại, một bước lên mây, tiến thẳng vào kim bảng. Kim bảng, nhưng người này chưa hẳn không động lòng trước hứa hẹn của giới tử. E rằng những việc này đều đã nằm trong dự liệu của giới tử, bọn họ khống chế toàn cục, còn chưa đối mặt mà đã có thể đùa bỡn Lâm Nhất trong lòng bàn tay chỉ với vài câu nói. Sợ là Lâm Nhất sẽ chết rất khó coi. Mạch nước ngầm trong thành tứ tượng sôi trào, tất cả mọi người đều chú tâm vào vở tuồng đại hội sát yêu và Lâm Nhất,
cũng như thủ đoạn của tam đại giới tử, khắp nơi đều đang bàn tán xôn xao. Đối mặt với đủ loại thủ đoạn, không ai cho rằng Lâm Nhất có khả năng chiến thắng giới tử, thậm chí ngay cả việc đi đến thành Phong Lăng, e rằng cũng khó mà thực hiện được. Việc này không phải không thể, vì nhóm giới tử đã đánh tiếng rồi, bọn họ muốn hắn bỏ vào thành như một con chó. Bày ra dáng vẻ thê thảm như chó ở trước mặt nữ nhân mà mình để tâm nhất, việc này quả thật là nỗi nhục nhã lớn nhất thế gian. Nghe đồn rằng loại suy nghĩ ác độc bực này là do chính giới tử thần U nói ra. Không ai dám nói thêm gì nữa, bởi lẽ ở trên thiên lộ, giới tử vốn là cấm kỵ và là thần thoại. Nếu không có Lâm Nhất xuất hiện, có lẽ những chiến tướng kia sẽ không chút kiêng nể gì mà nhục nhã hết thảy quần hùng trên thiên lộ. Dù ngươi có năng lực phản kháng thì cũng phải nuốt hận mà chịu đựng. Trên thiên lộ chỉ có Lâm Nhất là dám phá vỡ thần thoại về mười phương chiến giới. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Dường như mọi người đều tưởng tượng ra được cảnh tượng Lâm Nhất vô cùng chật vật trước cửa thành Phong Lăng, dưới ánh nhìn của nhân tài kiệt xuất vạn giới, hắn sẽ nhận hết mọi sự lăng nhục. Giờ phút này, Lâm Nhất vừa độ kiếp thành công không bao lâu, hắn còn đang luyện kiếm. Dựa vào một phần long nguyên trong bảo cốt thương long, còn có rất nhiều thủ đoạn từ võ học thánh linh, hắn đã hữu kinh vô hiểm vượt qua kiếp nạn lần này. Ở mỗi khí hải trong tứ đại khí hải cũng gieo xuống hai hạt giống hoa tinh ma. Trải qua quá trình luyện hóa của long nguyên, chân nguyên trong khí hải vốn đã mạnh hơn thường nhân rất nhiều, giờ có thêm hai đóa hoa tinh ma trấn áp, lại càng mạnh đến mức khó tưởng. Tu vi của hắn tuy không cao, nhưng chân nguyên lại có chất lượng, thuộc hàng có 102 trong cùng thế hệ. Với những người khác, phải sau thiên phách tầng 6 mới dám luyện hóa và hàng phục hoa tinh ma, ngay cả nhóm giới tử cũng không ngoại lệ. Nhưng Lâm Nhất chỉ mới đến thiên phách tầng 4 đã gieo xuống 8 đóa hoa tinh ma, đây là cảnh giới mà thường nhân không cách nào tưởng tượng nổi. Vẫn chưa đủ. Cách đại hội sát yêu chỉ còn 5 ngày, Lâm Nhất không dám ngơi nghỉ dù chỉ là một khắc, hắn cầm kiếm táng hoa trong tay, không ngừng diễn luyện Trảm Thiên Tam Kiếm. Đây cũng không phải Trảm Thiên Tam Kiếm đơn thuần, mà đã được hắn dung nhập uy lực của hai đại thánh linh, vận dụng áo nghĩa của Nhật Nguyệt Thần Quyền vào đó. Mỗi một thức trong Trảm Thiên Tam Kiếm đều cực kỳ đáng sợ, nhưng đều được Lâm Nhất tu luyện đến hóa cảnh trong truyền thuyết, đạt đến cảnh giới khó tưởng, sau đó còn được gia trì thêm kiếm ý thông thiên. Phóng mắt trên khắp thiên lộ, hiện tại không có ai vượt trội hơn hắn về tạo nghệ kiếm pháp. Giờ lại dung nhập thêm uy lực của thánh linh, hiển nhiên uy lực của kiếm pháp sẽ có bước nhảy vọt. Đặc biệt là kiếm thứ ba, Nhật Nguyệt, đây là đòn sát thủ chưa từng trải qua thực chiến. Đồng thời của là kiếm mạnh nhất trong Trảm Thiên Tam Kiếm. Kiếm này vốn có chỗ thiếu hụt, bởi lẽ trước kia Lâm Nhất chỉ hiểu được tạo nghệ kim ô, không cách nào khiến cho Nhật Huyệt chính thức đồng huy. Nhưng bây giờ, đó không còn là vấn đề nữa, dưới sự bổ sung của Nhật Nguyệt Song Linh, kiếm này không chỉ vô cấu, không hề có bất kỳ một khuyết điểm nào, mà trái lại còn đạt đến cảnh giới càng thêm cao thâm. Sau khi độ kiếp, Lâm Nhất liên tục luyện kiếm, hắn đang tập quen với uy năng của một kiếm này. B-O-A-N-G. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, hướng mắt về phía cửa. Có người đến. Là ba người La Trấn, sau khi được Lâm Nhất cho phép, bọn họ đã có thể tự do ra vào nơi đây. Ba người lo lắng đi vào, sắc mặt bọn họ hết sức khó coi, khi phát hiện Lâm Nhất đang nhìn mình, cả ba vốn muốn nở một nụ cười, nhưng quả thật rất khó, bọn họ đã thử nhiều lần nhưng vẫn không được. Ba người họ thật sự cười không nổi. Lâm Nhất, việc lớn không tốt rồi. La Trấn cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Lâm Nhất nhướng mày, hắn có cảm giác bất an nên cũng nhanh đáp lời, cứ nói đi. La Trấn vốn nghĩ đi thẳng vào vấn đề, nhưng lời đến bên miệng lại khó mà nói ra được. Mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới nói, đại hội sát yêu sẽ tổ chức sớm 2 ngày. Sắc mặt Lâm Nhất kịch biến, vậy thì hắn chỉ còn 3 ngày mà thôi, muốn từ thành tứ tượng chạy đến thành Phong Lăng quả thật rất gấp gáp. E rằng không chỉ có thế, sắc mặt Lâm Nhất âm u khó đoán, hắn nghiến răng nói. La Trấn nói ra việc giới tử treo thưởng cho Lâm Nhất nghe, cùng với đó là hứa hẹn của thế gia thánh giả. Thủ bút quả thật không phải lớn bình thường. Nhưng hắn ta vẫn còn ngập ngừng, dường như còn điều gì đó. Mặt Lâm Nhất tối sầm, đám người này đúng là lắm thủ đoạn, hắn trầm giọng nói, còn gì nữa. La Trấn hít sâu một hơi, rồi nhìn về phía Lâm Nhất và nói. Đây là tin mới nhất. Nhưng có thể đó chỉ là lời đồn mà thôi, giới tử thần U đích thân nói rằng,
nếu huynh đến muộn một ngày, hắn ta sẽ cởi một món đồ trên người Nguyệt Vi Vi xuống. Nếu huynh không xuất hiện, hắn ta sẽ cởi sạch quần áo của nàng ấy. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng chốc thay đổi, mặt hắn đen kịt, ánh mắt như có điện, sát ý sôi trào. Dù hắn biết đây chỉ là thủ đoạn của giới tử, hòng quấy nhiễu tâm tư hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào không chế được lửa giận bùng lên trong lòng. Quá đáng, thật sự quá đáng. Vô sỉ. Lâm Nhất vô cùng tức giận, nghiến răng nói. Muốn ta chết sớm như vậy sao? Bọn chúng cứ thế chắc chắn ta sẽ chết à? Ép ta xuất hiện, được, ta sẽ như các ngươi mong muốn. Mặt trời ngày càng lên cao, nắng nóng như thiêu đốt. Trên đường phố của thành Tứ Tượng, Lâm Nhất chạy như điên, hắn đang chạy ra ngoài thành, tóc dài bị gió tốc ngược lên, thân như lợi kiếm đâm thủng trời cao. Lâm Nhất ra rồi. Rất nhiều người đang để mắt đến Lâm Nhất, nên khi hắn và ngựa huyết long vừa ra khỏi sân, mọi người lập tức bị hấp dẫn. Xem ra hắn đã biết được thủ đoạn của tam đại giới tử, đại hội sát yêu tiến hành sớm 2 ngày khiến lòng hắn rối loạn. Không biết hắn có đến thành Phong Lăng kịp không nữa. Tin tức đột ngột truyền đến chắc chắn sẽ quấy rầy tiến độ của Lâm Nhất, đặc biệt là một vài lời đồn cực kỳ khó nghe có thể khiến tâm trí một người bị nhiễu loạn. Mọi người đều đang lo lắng cho Lâm Nhất, sợ rằng hắn sẽ không đến được thành Phong Lăng. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, có rất nhiều bóng người âm thầm truy đuổi hắn, bọn họ theo sát phía sau, ánh mắt có hơi bất thiện. Trong số đó, có thám tử chiến giới, cũng có yêu nghiệt vừa quật khởi, những người này đều không phục Lâm Nhất. Oanh! Vừa ra khỏi cửa thành, một quyền mang bỗng hóa thành mưa lửa vô biên vô tận, từ trên trời giáng xuống. Quyền ảnh đầy trời, ánh lửa rực sáng, chúng mang theo uy lực cực kỳ đáng sợ tựa như sao băng rạch nát chân trời, mỗi một quyền đều có uy năng long trời lở đất, đánh úp về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất vung tay lên, mưa lửa đầy trời bị kiếm khí sắc bén cắt nát một cách dễ dàng, những thứ này không hề tạo thành trở ngại đối với hắn. Công tử Táng Hoa, có gì mà phải gấp gáp thế? Một tiếng cười nhạo vang lên, đó là một thanh niên mặc đồ tím, hắn ta đã ra tay cản đường Lâm Nhất. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, đại hội sát yêu sẽ tổ chức sớm 2 ngày, đồng thời, giới tử thần U còn nói rằng nếu hắn đến muộn, hắn ta sẽ làm nhục Nguyệt Vi Vi ngay trước mặt mọi người, đây là chuyện cả thiên hạ đều biết, vậy mà tên này còn cố hỏi, đúng là lòng dạ hiểm độc, đáng chết. Cút! Lâm Nhất phát ra một chữ ngắn gọn, giọng hắn lạnh lùng và tràn đầy sát ý. Thanh niên áo tím cười híp mắt, nói, Lâm Nhất, sát ý của ngươi quá nặng. Bổn công tử chỉ nghe đại danh nên muốn đến kết bạn với ngươi mà thôi. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn ta kết ấn, đỉnh đầu xuất hiện một khối cầu lửa màu tím. Đó là một hạt châu cực kỳ cổ xưa, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, dưới sự thôi thúc của thanh niên áo tím, lửa từ tử châu bùng lên dữ dội, thoáng chốc đã có kích cỡ có thể sánh ngang ngôi sao. Uy lực khủng bố từ ngọn lửa kia tựa như một bức tường ánh sáng đánh ập đến, ngăn cản đường đi của Lâm Nhất. Ở vị trí trung tâm của ngọn lửa, hạt châu màu tím càng lộ vẻ khó lường, nó phát ra khí tức đại đạo. Hạt châu này chắc chắn có lai lịch bất phàm, hẳn là được lấy ra từ một di tích cổ xưa nào đó trên thiên lộ. Giờ phút này, lòng Lâm Nhất nóng như lửa đốt, hắn biết rõ giới tử thần U chỉ nói lời ngoan độc, hòng nhiễu loạn tâm tư của hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào giữ tỉnh táo được. Hắn thật sự lo sợ đối phương sẽ làm thật, khiến Nguyệt Phi Vi bị tổn thương đến mức không cách nào đền bù được. Dù có cứu được nàng ấy thì e rằng trong lòng nàng ấy vẫn sinh ra ma chướng. Ngoại trừ những yêu nữ trời sinh phong lưu thì đối với nữ tử bình thường, trinh tiết và thanh danh còn quan trọng hơn so với tánh mạng. Hắn nhất định phải đến thành Phong Lăng, dù biết rõ đó chính là một cái bẫy. Nhưng vừa ra khỏi cổng thành đã bị người cản đường khiến sát ý trong lòng Lâm Nhất không cách nào khống chế được. Trên gương mặt tuấn tú tựa như yêu tinh vốn mang khí chất tiên nhân, nhưng giờ phút này lại vô cùng âm u và rét lạnh, cứ như chỉ trong một ý niệm liền hóa thành sát thần từ địa ngục đến. Sát ý của ngươi đúng là không nặng bình thường đâu, ba chiến giới lớn nói ngươi là tên ma đầu quả nhiên không sai. Hôm nay coi như ta thay trời hành đạo, chảm một thân ma niệm của ngươi, để ngươi quay lại con đường chính đạo, thanh niên áo tím nói, ánh mắt hắn ta lóe sáng như tia lửa điện, nhanh chóng kết ấn, lúc này, tử viêm châu trên đỉnh đầu hắn ta càng lộ rõ sự bất phàm. Trong lời nói của người này, thậm chí có ý muốn phế đi tu vi của hắn. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, giọng hắn rét lạnh, người cống hiến cho chiến giới nào trong ba chiến giới. Thần U, thiên
thiên càn hay huyền long. Được rồi, người vẫn nên chết đi. Bang. Hắn rất quyết đoán, còn chưa dứt lời đã trực tiếp ra tay. Một tiếng kiếm ngân kinh thiên, hai ngón tay Lâm Nhất khép lại làm kiếm, đâm ra ngoài. Kiếm khí hùng hậu phóng thẳng lên trời, phát ra hào quang tím xanh vô cùng rực rỡ. Đây chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn, kiếm ý thông thiên. Hở! Sắc mặt thanh niên áo tím thoáng thay đổi, kỳ ngộ của hắn ta vốn không tầm thường, trên thiên lộ, hắn ta thu hoạch được một cái cổ mộ, không chỉ lấy được truyền thừa võ đạo trong đó, mà còn thu được một viên châu thần bí, sau khi thúc dục, có thể liên kết với một loại đại đạo nào đó, vô cùng bất phàm. Nhưng một kiếm này lại khiến hắn ta có cảm giác linh hồn bị nhắm vào, trên trời dưới đất không có chỗ để hắn ta dung thân. Thanh niên áo tím vội vàng kết ấn, bảo châu màu tím bắt đầu chuyển động. Ngọn lửa hung tợn trên đỉnh đầu hắn ta thoáng hiện lên từng sợi linh văn. Khi linh văn đã răng khắp, thoáng cái, chúng kết thành từng pháp trận, vô số pháp trận dung hợp tạo thành một trận pháp lập thể vô cùng phức tạp. Trận pháp nghênh đón một kiếm của Lâm Nhất. Khanh, Bang. Kiếm ý vù vù, Lâm Nhất tiện tay đâm ra một kiếm, chém vỡ tầng tầng trận pháp. Nhưng bảo châu màu tím lại không chút tầm thường, trong lúc nó chuyển động, có hàng hà trận pháp được cấu thành, vô cùng vô tận, không cách nào tiêu diệt hết. Oanh! Cuối cùng, một kiếm do Lâm Nhất đâm ra bị tiêu hao hết. Thanh niên áo tím đứng lơ lửng giữa trời, mi tâm bắn ra ánh sáng tím, hắn ta lạnh lùng nói, kiếm ý thông thiên cũng chỉ đến thế. Hắn ta đã lấy lại khí thế. Thái độ cũng bắt đầu trở nên hống hách, thậm chí trong mắt còn lóe lên tia khinh thường. Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Lâm Nhất, thấy uy lực của Bảo Châu có thể áp chế Lâm Nhất, thanh niên áo tím cười khoái chí, Lâm Nhất, người nên ngoan ngoãn ở lại đây, muốn đi Thành Phong Lăng à. Hề hề, không có cửa đâu, nghe đồn Nguyệt Vi Vi là mỹ nữ đệ nhất trên thiên lộ đúng không? Phong hoa tuyệt đại, nhiều giới tử đều động lòng, ta nghĩ... Rất nhiều người đều muốn được nhìn thấy một nữ tử như vậy bị lột không còn một mảnh trước mắt mọi người đấy, ha ha ha. Ngăn được kiếm ý thông thiên của Lâm Nhất nên thanh niên áo tím cũng không thèm che giấu nữa, thẳng thừng nói rõ mục đích của mình. Là Thiệu Phong, vừa thăng lên vị trí số 1 tử bảng. Nghe đồn hắn ta có kỳ ngộ phi phàm, thu được một viên hỏa linh bảo châu, không những khiến ý chí hỏa của bản thân trở nên lớn mạnh mà còn có diệu dụng khôn cùng. Xem ra hắn ta động lòng trước hứa hẹn của giới tử, muốn hàng phục Lâm Nhất để đổi lấy lời hứa của thế gia thánh giả. Gần đó có rất nhiều người vây xem, bọn họ nhanh chóng nhận ra thanh niên áo tím. Mọi người cũng đoán ra được những yêu nghiệt vừa quật khởi gần đâu đều tỏ ra bất mãn đối với Lâm Nhất. Nhưng có hơi bất ngờ là hắn vừa ra khỏi thành liền đụng phải rắc rối. Sức nặng của tử bảng ngày càng đáng sợ, vô số nhân tài kiệt xuất xuất thế ngang trời, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể vọt lên đầu bảng, nói rõ thực lực của Thiệu Phong chắc chắc rất mạnh, huống chi hắn ta còn có một viên bảo châu thượng cổ. Viên bảo châu kia đã từng được thánh nhân luyện hóa, nên có hằng hà linh văn được phong ấn bên trong. Hiện tại, ngay cả kiếm ý thông thiên mà cũng bị nó chặn lại, việc này khiến cho rất nhiều người cảm thấy lo lắng thay Lâm Nhất. Muốn ngăn cản Lâm Nhất, trước hết qua được ải của chúng ta đã, ba người La Chấn, Tần Lâm lao đến. Bọn họ đến là để trợ giúp, không muốn Lâm Nhất vì bị ngăn trở mà chậm trễ thời gian. Ông, La Chấn ra tay trước, hắn đạt được truyền thừa mạnh nhất của Thương Long, hiện tại đã luyện được 7, 8 phần, thực lực xưa đâu bằng nay. Một cái vung tay đã đánh ra một luồng phong lôi, ngưng tụ thành long ảnh. Đầu của long ảnh kia vô cùng chân thật, phát ra tiếng gào thét như sấm rền gió rít. Long ảnh sắp đến gần thì bị trận pháp hùng hậu do ngọn lửa tím từ Bảo Châu diễn hóa thành cắt nát. Sau đó trực tiếp đem luyện hóa. Mạnh thật. Tần Lâm và Quân Mộng Trần sững sờ, hai người lập tức xông lên, thi triển truyền thừa của Thương Long chi chủ. Oanh! Hai cái long chảo xé rách hư không, hướng thẳng về phía pháp trận tựa như núi cao kia, dường như muốn trực tiếp xé vụn nó. Không thể không nói, truyền thừa của Bảo Điện Thương Long quả thật rất cao cường, dù chỉ là tạo hóa cấp đế giả thì khi bộc phát uy danh cũng khiến lòng người run sợ. Nhưng đáng tiếc, tu vi của Tần Lâm và Quân Mộng Trần quá thấp, không cách nào phát huy uy năng của truyền thừa võ học được. Thanh niên áo tím đánh ra một chưởng, ngọn lửa hừng hực trên đỉnh đầu hắn bỗng duỗi ra một bàn tay lửa khổng lồ, mang theo thánh huy, cứ thế bóp nát hai cái long chảo kia. Phốc thử! Tần Lâm và Quân Mộng Trần lập tức hộc máu, từ không trung rơi xuống.
Cảnh tượng như thế làm những người ngoài thành thấy mà hãi hùng khiếp vía. Viên bảo châu kia thật đáng sợ, nó còn khủng bố hơn so với trong tưởng tượng, chỉ một cái phất tay đã có thể dễ dàng đẩy lui ba người quân Mộng Trần. Đúng là có hơi quá. Chư vị đã giúp ta nhiều rồi, việc này cứ để ta. Ở sâu trong uy áp của đại trận, Lâm Nhất thản nhiên nói. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh niên áo tím, hắn không hề xem nhẹ, vừa ra tay đã thi triển kiếm ý thông thiên. Dù chưa động đến kiếm nhưng uy lực có thể nói là bất phàm, không ngờ lại không làm gì được tên này. Gần đây phong vân biến áo, yêu nghiệt quật khởi đúng là có hơi nhiều. Hừ, Lâm Nhất, ngươi cùng lắm chỉ là một kẻ xếp thứ 9 tử bảng mà thôi, lại dám đối nghịch với ta. Kiếm ý thông thiên, át chủ bài mạnh nhất của ngươi, còn không chịu nổi một kích của ta, vậy thì. Ngươi lấy gì đấu với ta, thanh niên áo tím bộc phát thần uy, đánh bại ba người La Trấn nên càng thêm hống hách. Trong lúc nói chuyện, từng trận pháp chất chồng lên nhau, không ngừng trấn áp Lâm Nhất ở phía dưới. Lửa giống như thực chất, thân ở trong đó, Lâm Nhất cảm nhận được áp lực lớn lao, viên bảo châu kia quả thực rất bất phàm. Nếu không có viên bảo châu này, có lẽ thanh niên áo tím cũng không dám đến ngăn cản hắn. Táng hoa. Lâm Nhất vẫy tay, táng hoa từ trong hộp đựng kiếm bay vọt ra, khoảnh khắc năm ngón tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, cả người hắn bộc phát hào quang chói mắt. Tóc dài bay múa, rực sáng long lanh. Quần áo hắn cũng phấp phới, toát lên tia sáng chói mắt, mỗi một tấc da thịt hắn đều chảy xuôi hào quang của kiếm khí. Hắn đứng thẳng dậy, lỗ chân lông toàn thân mở ra, quang huy từ kiếm ý dâng trào. Khi kiếm quang bắn ra, thiên uy minh mông dường như dung hợp làm một với Lâm Nhất, vòng trời bao la cũng rung chuyển, khoảnh khắc đó, có hàng hàng ngôi sao lóe sáng, bộc phát hào quang rực rỡ, dị tượng khổng lồ nhẹ nhàng phủ xuống. Đây là cảnh giới huyền bí mà chỉ khi đạt đến kiếm ý thông thiên đại thành mới có thể nắm giữ được, thiên nhân hợp nhất. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều sững sờ trước dị tượng vừa phát sinh. Lúc này, kiếm trong tay Lâm Nhất từ từ rút ra. Tiếng kiếm ngân âm vang, thân hình Lâm Nhất chợt lóe, nhanh chóng phá vỡ vô số linh văn trận pháp, xông về phía thanh niên áo tím kia. Lúc này, sắc mặt Thiệu Phong kịch biến. Hắn ta cảm giác mình không thể điều khiển được bảo châu trên đỉnh đầu nữa, ngay cả chân nguyên cũng thúc giục, không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi, cả giận nói, chết. Ngay lập tức, có vô số huyền diệu từ hỏa linh bảo châu bay thẳng đến, oanh kích Lâm Nhất, tựa như một ngôi sao phá không mà tới. Ánh lửa ngập trời, ánh sao chói sáng, không gian nổ tung dưới sự chân áp của bảo châu. Lâm Nhất đang lao đến cảm nhận được lực cản vô cùng rõ rệt, tốc độ của hắn không khỏi chậm lại. Bảo châu thật đáng sợ. Nghe đồn hỏa linh bảo châu rất khó luyện chế, dù là ở thượng cổ thì cũng hiếm gặp. Viên bảo châu này dù chỉ còn sót lại 1% lực lượng thì cũng có thể dễ dàng nghiền ép Lâm Nhất. Sắc mặt mọi người kịch liệt thay đổi vì sợ hãi. Nhưng bỗng chốc, tất cả kinh ngạc khi phát hiện tuy bị bảo châu trấn áp, tốc độ của Lâm Nhất có giảm nhưng hắn vẫn đang tiến về phía trước chứ không hề dừng lại. Việc này quả thật khiến người ta khó mà tin được. Hỏa linh bảo châu thượng cổ mà vẫn không cách nào ngăn cản được Lâm Nhất. BOANG. Trước mắt bao người, khoảnh khắc bảo châu sắp rơi xuống, táng hoa đã hoàn toàn ra khỏi vỏ, Lâm Nhất xuất thế ngang trời chém ra một kiếm. Phốc thử. Tia máu bắn tung tóe, đầu của thanh niên áo tím bỗng chốc văng ra xa, một cái xác không đầu nặng nề rơi xuống. Đầu người lăn lông lốc, thanh niên vừa bước lên vị trí số 1 tử bảng cứ thế mà chết. Ầm ầm. Nhưng trời đất vẫn không ngừng rung chuyển, bảo châu vẫn liên tục rơi xuống như cũ, dường như nó ẩn chứa chấp niệm của Thiệu Phong, cố sức xông về phía Lâm Nhất. Không tốt! Ba người La Trấn kinh hô, một khi viên bảo châu kia rơi trúng, dù Lâm Nhất không chết thì cũng bị trọng thương. Như vậy sao được, vừa ra khỏi cửa thành, còn chưa đến thành Phong Lăng mà đã bị thương, thật không ổn chút nào. Xíu, yêu yêu! Nhưng không đợi Lâm Nhất ra tay, một bóng đen chợt xuất hiện. Há miệng nuốt lấy viên bảo châu kia. Bóng đen chợt lóe, kế đó rơi xuống vai Lâm Nhất. Mọi người nhìn mà trợn mắt má hốc mồm. Đó chính là ma sủng bên người Lâm Nhất, con long miêu màu đen có hơi mập kia. Lâm Nhất quay đầu nhìn, hắn biết trong bóng tối còn rất nhiều người mang theo địch ý đến, vì thế lạnh lùng nói, kẻ nào dám ngăn ta, chết. Kẻ nào ngăn ta, chết. Lâm Nhất quay đầu nhìn một lượt rồi xoay người rời đi. Những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn sẽ không vì câu nói của hắn mà dừng tay. Bởi dù thế nào thì trong mắt rất nhiều người,
một khi đã đắc tội với tam đại giới tử thì Lâm Nhất chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, cái chết của thanh niên áo tím cũng đã uy hiếp một số ít tặc tử. Nếu cứ để chó mèo nhảy ra, Lâm Nhất sẽ cảm thấy rất phiền, dù sao thì hắn cũng không phải người hiếu sát. Nhưng nếu bọn này cứ cố chấp cản đường hắn, vậy thì đừng trách kiếm của hắn vô tình. Trong thành tứ tượng có rất nhiều người đang dõi theo bóng lưng Lâm Nhất, bọn họ biết, sau lần từ biệt này, có lẽ bọn họ sẽ không còn gặp vị hắc mã tuyệt thế này trên thiên lộ nữa rồi. Đoạn đường tiến về thành Phong Thăng cũng không hề yên ổn. Trên đường, Lâm Nhất bị chặn đánh 5 lần, một số là chiến tướng mới của ba chiến giới lớn, ngoài ra còn có những yêu nghiệt vừa quật khởi. Mỗi một người đều có bí bảo hùng mạnh, không biết là do giới tử ban tặng hay do chính bọn họ tìm được. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều sững sờ trước dị tượng vừa phát sinh. Lúc này, kiếm trong tay Lâm Nhất từ từ rút ra. Tiếng kiếm ngân âm vang, thân hình Lâm Nhất chợt lóe, nhanh chóng phá vỡ vô số linh văn trận pháp, xông về phía thanh niên áo tím kia. Lúc này, sắc mặt Thiệu Phong kịch biến, hắn ta cảm giác mình không thể điều khiển được bảo châu trên đỉnh đầu nữa, ngay cả chân nguyên cũng thúc giục, không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi, cả giận nói, chết. Ngay lập tức, có vô số huyền diệu từ hỏa linh bảo châu bay thẳng đến, oanh kích Lâm Nhất, tựa như một ngôi sao phá không mà tới. Ánh lửa ngập trời, ánh sao chói sáng, không gian nổ tung dưới sự chấn áp của bảo châu. Lâm Nhất đang lao đến cảm nhận được lực cản vô cùng rõ rệt, tốc độ của hắn không khỏi chậm lại. Bảo châu thật đáng sợ. Nghe đồn hỏa linh bảo châu rất khó luyện chế, dù là ở thượng cổ thì cũng hiếm gặp. Viên bảo châu này dù chỉ còn sót lại 1% lực lượng thì cũng có thể dễ dàng nghiền ép Lâm Nhất. Sắc mặt mọi người kịch liệt thay đổi vì sợ hãi. Nhưng bỗng chốc, tất cả kinh ngạc khi phát hiện tuy bị bảo châu trấn áp, tốc độ của Lâm Nhất có giảm nhưng hắn vẫn đang tiến về phía trước chứ không hề dừng lại. Việc này quả thật khiến người ta khó mà tin được, hỏa linh bảo châu thượng cổ mà vẫn không cách nào ngăn cản được Lâm Nhất. BOANG. Trước mắt bao người, khoảnh khắc bảo châu sắp rơi xuống, táng hoa đã hoàn toàn ra khỏi vỏ, Lâm Nhất xuất thế ngang trời chém ra một kiếm. Phốc thử. Tia máu bắn tung tóe, đầu của thanh niên áo tím bỗng chốc văng ra xa, một cái xác không đầu nặng nề rơi xuống. Đầu người lăn lông lốc, thanh niên vừa bước lên vị trí số một tử bảng cứ thế mà chết. Ầm ầm. Nhưng trời đất vẫn không ngừng rung chuyển, bảo châu vẫn liên tục rơi xuống như cũ, dường như nó ẩn chứa chấp niệm của Thiệu Phong, cố sức xông về phía Lâm Nhất. Không tốt. Ba người la chấn kinh hô, một khi viên bảo châu kia rơi trúng, dù Lâm Nhất không chết thì cũng bị trọng thương. Như vậy sao được, vừa ra khỏi cửa thành, còn chưa đến thành Phong Lăng mà đã bị thương, thật không ổn chút nào. Xíu, yêu yêu. Nhưng không đợi Lâm Nhất ra tay, một bóng đen chợt xuất hiện, há miệng nuốt lấy viên bảo châu kia. Bóng đen chợt lóe, kế đó rơi xuống vai Lâm Nhất. Mọi người nhìn mà trợn mắt má hốc mồm, đó chính là ma sủng bên người Lâm Nhất, con long miêu màu đen có hơi mập kia. Lâm Nhất quay đầu nhìn, hắn biết trong bóng tối còn rất nhiều người mang theo địch ý đến, vì thế lạnh lùng nói, kẻ nào dám ngăn ta, chết. Kẻ nào ngăn ta, chết. Lâm Nhất quay đầu nhìn một lượt rồi xoay người rời đi. Những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối chắc chắn sẽ không vì câu nói của hắn mà dừng tay. Bởi dù thế nào thì trong mắt rất nhiều người, một khi đã đắc tội với tam đại giới tử thì Lâm Nhất chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên, cái chết của thanh niên áo tím cũng đã uy hiếp một số ít tặc tử. Nếu cứ để chó mèo nhảy ra, Lâm Nhất sẽ cảm thấy rất phiền, dù sao thì hắn cũng không phải người hiếu sát. Nhưng nếu bọn này cứ cố chấp cản đường hắn, vậy thì đừng trách kiếm của hắn vô tình. Trong thành tứ tượng có rất nhiều người đang dõi theo bóng lưng Lâm Nhất, bọn họ biết, sau lần từ biệt này, có lẽ bọn họ sẽ không còn gặp vị hắc mã tuyệt thế này trên thiên lộ nữa rồi. Đoạn đường tiến về thành Phong Thăng cũng không hề yên ổn. Trên đường, Lâm Nhất bị chặn đánh 5 lần, một số là chiến tướng mới của ba chiến giới lớn, ngoài ra còn có những yêu nghiệt vừa quật khởi. Mỗi một người đều có bí bảo hùng mạnh, không biết là do giới tử ban tặng hay do chính bọn họ tìm được. Cảnh tượng như thế khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên. Bắt ba ba trong giỏ. Đột nhiên, có người than thở một tiếng, dường như đã hiểu ra. Chắc chắn tam đại giới tử đã lệnh cho bọn họ để Lâm Nhất tiến vào. Chỉ cần hắn tiến vào thành Phong Lăng thì chỉ có một con đường chết. Tường thành nguy nga, bao la mà hùng vĩ. Lâm Nhất bước vào trong thành,
kiến trúc trong thành đã trải qua một lần tu chỉnh. Khí thế hùng hậu, vàng son lộng lẫy, dường như giới tử thần U đã biến tòa thành cổ này thành cung điện của chính mình, cũng không biết hắn ta đã dùng bao nhiêu thủ đoạn nữa. Cạch, cạch, bước trên con phố cổ, tiếng bước chân Lâm Nhất có vẻ trống trải mà cô tịch. Trong tầm mắt hắn là một khoảng không vắng vẻ, xa một chút là những kiến trúc nối liền nhau, cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào quảng trường trung tâm thành Phong Lăng. Ở đó, hắn cảm nhận được ba luồng khí tức quen thuộc, thậm chí hào quang của bọn họ đã sộc thẳng lên trời. Dù cách thật xa vẫn có thể nhìn được rõ ràng, đó là quang huy thuộc về giới tử. Sắc mặt Lâm Nhất âm u, hắn khóa chặt mục tiêu, nhanh chân tiến về phía đó. Hắn không che giấu tung tích của mình, cứ thế bước từng bước một, ở ngã tư đường vắng vẻ, tiếng bước chân hắn có một loại cô độc mà xinh đẹp. Nhìn lên kiến trúc xung quanh, hắn thấy được rất nhiều bóng người đang ẩn mình ở đó, lẳng lặng theo dõi hắn. Lâm Nhất thoáng cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề đang dần dần áp xuống người mình. Áp lực cực nặng. Đó chính là sát ý của vô số người đang ẩn mình trong bóng tối, chăm chú dõi theo hắn. Mỗi một bước đi, áp lực sẽ lớn hơn một phần. Yêu nghiệt kim bảng trên thiên lộ, chiến tướng mới của tam đại giới tử, có thể nói là đều tụ tập tại đây. Cùng với bước tiến của hắn, phía sau có đủ loại hào quang lóe lên, đó là chấn động từ trận pháp, hằng hà sa số linh văn dung hợp với nhau, kết thành từng đại trận. Hiển nhiên, có vài tên đại sư trận pháp đang âm thầm bố trí, hòng chặn đường lui của hắn. Vô số người nhảy lên tường thành, khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều giật mình khiếp sợ. Lâm Nhất không cần quay đầu cũng biết đường lui đã bị chặn kín, nhưng hôm nay hắn đến đây vốn ôm tâm thái liều chết. Chẳng qua là giết một trận long trời lở đất, khiến thành Phong Lăng máu chảy thành sông, đầu người chất chồng, bởi ở đây. Không một ai là vô tội. Lâm Nhất, đứng lại. Chiến tướng áo xám trước đó ngăn cản Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện, bên cạnh hắn ta có rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Bọn họ đều mang trên người bí bảo, cả đám nhếch mép cười khẩy, trong mắt ánh lên vẻ trêu cợt. Ngoài ra, ở trong kiến trúc hai bên đường còn có một đám võ giả khiến Lâm Nhất kiêng kỵ đang ẩn mình. Đó hẳn là yêu nghiệt kim bảng. Tránh ra. Lâm Nhất không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào chiến tướng áo xám, lạnh giọng quát. Nơi này là thành Phong Lăng, Lâm Nhất, tốt nhất ngươi nên cung kính một chút, chiến tướng áo xám híp mắt nhìn, hắn ta đang âm thầm tích tụ sát ý. Lâm Nhất tiến thẳng về phía trước, không hề dừng lại. Ông! Nhưng khi sắp đến gần, không khí bỗng dao động từng hồi, vách ngăn vô hình hiện ra. Chiến tướng áo xám cười khẩy. Nói, muốn gặp Nguyệt Phi Vi à? Giới tử thần U đã cho ngươi thiệp mời, nhưng ngươi lại không biết xấu hổ. Chẳng phải ngày đó ngươi uy phong lắm sao? Giới tử đã lên tiếng, trước đó, ngươi đối xử với Hạ Thiên Phàm như thế nào thì hôm nay phải trả giá gấp 10 lần như vậy. Quỳ xuống, bò vào đi, nếu không, giết chết ngay tại chỗ. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mắt, trầm giọng nói, một tháng trước, trên cao nguyên Hoàng Sa. 12 chiến tướng đều chết dưới kiếm của ta. Nếu ngươi không muốn chết thì tránh sang một bên, nếu không, chớ trách kiếm trong tay ta vô tình. Công tử Táng Hoa thật uy phong, ngươi nên nhớ, nơi này là thành Phong Lăng, là bản doanh của chiến giới thần U trên thiên lộ. Một kẻ chắc chắn sẽ chết như ngươi, vốn không có ai sợ đâu, chiến tướng áo xám nhếch mép cười mỉa. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, ánh mắt hắn rơi vào đám nhân tài kiệt xuất, âm u nói. Các ngươi cũng không phải người của chiến giới, nếu hiện tại rời đi, ta sẽ làm như không nhìn thấy các ngươi. Ha ha ha! Đám người theo sau chiến tướng cười phá lên, không chút kiêng nể gì cả. Lâm Nhất, ngươi cũng coi như một nhân vật trên thiên lộ. Nhưng so với giới tử thì ngươi là cái thá gì chứ? Nếu đến Côn Luân, ngươi có sách giày cho giới tử cũng không xứng. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp chúng ta. Lâm Nhất, ngươi có hơi đề cao bản thân rồi đấy. Đừng nói là đại thế Côn Luân, dù cho ngươi đã sớm nổi danh thì ở thành tứ thượng, phong vân biến ảo, không biết có bao nhiêu yêu nghiệt kim bảng xuất hiện. So với bọn họ, truyền kỳ về ngươi vốn không đáng nhắc đến. Ha ha ha, Lâm Nhất, nếu ngươi chịu quỳ xuống mà bò vào thì cũng được đấy, chúng ta cũng ước mình bị vây ở đây, đến lúc đó, giới tử thần U sẽ cởi sạch hả tình nhân của ngươi ở trước mặt mọi người, nghe nói nàng ta là mỹ nữ số 1 trên thiên lộ đúng không? Dường như hắn giận rồi. Hề hề, thì đã sao, hiện tại hắn còn không phá vỡ được vách chắn này nữa mà. Một đám cười cười nói nói, chẳng chút kiêng nể,
Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Nhất tràn đầy vẻ trêu cợt, thậm chí còn có một chút gì đó tự cho là cao quý hơn. Dù sao bọn họ đi theo giới tử thì tương lai kiểu gì cũng sẽ là nhân vật lớn trên thiên lộ. Chiến tướng áo xám mỉa mai, Lâm Nhất, mặt ngươi đúng là không phải dày bình thường. Bọn họ đã theo giới tử, sao lại có thể khách sáo với ngươi cho được, vậy mà ngươi cũng dám ảo tưởng có thể dùng 2-3 câu đuổi họ đi, đây chẳng phải đưa mặt cho người ta tát à. Ha ha, giờ mặt sưng phù rồi đúng không, khi ngươi đắc tội với ba chiến giới lớn, cũng có nghĩa ngươi đã là người chết, sẽ không ai để ý đến một bầu nhiệt huyết chó má gì của ngươi đâu. Lâm Nhất lần lượt nhìn vô số gương mặt trước mặt, sắc mặt hắn lạnh lùng, vẫn không có một chút dao động cảm xúc. Không lui, vậy thì chết đi. Hắn quát khẽ một tiếng, rồi duỗi ngón tay ra, nhanh như chớp điểm lên vách ngăn kia. Răng rắc, chỉ một điểm nhẹ nhàng đã khiến vách ngăn chia năm xẻ bảy, tựa như thủy tinh vỡ vụn ra. Sắc mặt chiến tướng áo xám kịch biến, trong mắt hắn ta lóe lên tia sợ hãi, tuy nhiên, hắn ta cũng không lui về sau, mà cười dữ tợn, kế đó xuất ra một cái luân đài màu vàng, đánh úp về phía Lâm Nhất. Luân đài kia tựa như núi cao, hào quang tuôn ra, uy áp ngập trời. Kim Luân Pháp Liên. Đằng xa, trên tường thành, đám người vây xem quá đỗi sợ hãi, đây là một món pháp khí mô phỏng một món thánh khí của chiến giới thần U, có lai lịch phi phàm. Cùng lúc đó, những nhân tài kiệt xuất kia cũng lộ vẻ dữ tợn, từng người xuất ra bí bảo do giới tử ban cho. Thoáng cái, dị tượng chất chồng lên nhau, tạo thành chấn động khủng bố, khiến người xem hãi hùng khiếp vía. Thảo nào bọn họ có thể hiệu triệu được nhiều người như vậy, đúng là giới tử rất hào phóng. Tiểu Hồng. Lâm Nhất quát khẽ một tiếng. Ngựa huyết long trên vai nheo hai mắt lại, miệng phồng lên, kế đó phun mạnh ra. Oanh! Lửa cháy ngập trời, hỏa linh Bảo Châu trước đó bị nó nuốt vào cứ thế bắn ra ngoài. Phút chốc, Bảo Châu tỏa sáng chói lọi, hào quang bao phủ cả một vùng trời, tất cả bí bảo đều bị uy áp của nó chế trụ. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Lâm Nhất rảo bước tiến lên phía trước. Trên người hắn bắt đầu phát ra kiếm quang sáng chói, không có bí bảo kiếm chế, hào quang kiếm ý của hắn đã không cách nào che giấu được. Đây chính là kiếm ý thông thiên đại thành, là kiếm ý thông thiên đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ngay cả cường giả tinh quân cũng chưa chắc nắm được. Đây chính là kiếm ý có 102, trên thiên lộ không một ai có thể chống cự được. Kiếm ý thông thiên, có ta vô địch. Lâm Nhất bộc phát kiếm ý đến tình trạng trước nay chưa từng có, tóc hắn bay múa. Chiếu sáng rực rỡ, kiếm ý ngân vang, bộ thanh sam trên người hắn dưới ánh sáng của kiếm quang mang đến cảm giác như được thánh huy bao phủ. Không, không được qua đây. Kim Luân Pháp Liên bị Hỏa Linh Bảo Châu trấn áp, chiến tướng áo xám rơi vào nỗi sợ trước nay chưa từng có. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng, hắn không để ý hắn ta nói gì, mà lắc mình xông lên. Tay trái như tia chớp vỗ một cái, dễ dàng đánh nát đủ loại sát chiêu do chiến tướng áo xám thi triển. Thoáng chốc trưởng mạnh lên ngực hắn ta. Muốn ta quỳ xuống mà bò vào à? Chết! Khoảnh khắc tay trái của hắn ấn lên ngực đối phương, tay phải Lâm Nhất tựa như kiếm cắt tới, máu tươi từ cổ chiến tướng áo xám ào ào phun ra, một cái đầu người lăn lông lốc trên nền đất. Một khắc sau, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tại đây, dưới kiếm ý của Lâm Nhất, trời đất dường như mất đi ánh sáng, chỉ còn máu tươi che kín tầm mắt. Mặc cho đám người này có dãy giụa như thế nào, phản kháng ra sao, hay trốn tránh, thi triển bí bảo kiểu gì thì với uy lực của kiếm ý thông thiên, Lâm Nhất đã quét ngang tất cả. Toàn bộ bí bảo, tất cả sát chiêu, đủ loại phản kháng đều bị đánh nát chỉ trong một chưởng. Núi thây biển máu, tiếng kêu rên không ngớt. Cảnh tượng đáng sợ hệt như địa ngục, vô số thi thể chia năm xẻ bảy, đầu người liên tục rơi xuống đất, từng luồng kiếm quang vụt qua. Lâm Nhất đã cho bọn họ cơ hội, nhưng đám người này lại xem hắn như chó. Còn bày ra thái độ cao ngạo, trêu cợt hắn. Vậy thì đừng trách hắn đại khai sát giới. Sắc mặt Lâm Nhất lạnh lùng hơn bao giờ hết, kiếm quang bùng nổ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn quá mạnh, mất đi bí bảo chống đỡ, đám người này hoàn toàn không có năng lực phản kháng. A, công tử Táng Hoa, ta sai rồi, đừng giết ta bị giới tử ép buộc nên mới. Có người gào khóc, hai chân quỳ sụp xuống. Muốn cầu xin tha thứ. Bịch. Nhưng chân vừa quỳ xuống thì đầu đã bay mất, chỉ còn lại một cái xác không đầu vô lực ngã sấp xuống nền đất. Mặt Lâm Nhất không chút cảm xúc, hắn không để tâm đến lời cầu xin tha thứ của bất kỳ kẻ nào,
dám ngăn trước hắn, một tên rồi lại một tên cứ thế chết đi. Đây là một hồi giết chóc, đám người này vừa nãy còn khoa tay múa chân, không chút kiêng nể kêu gào muốn làm nhục Nguyệt Vi Vi, mỉa mai Lâm Nhất chỉ là thiên tài hết thời, tất cả đều chết, không còn một mống. Máu tươi văng tung tóe, giết chóc không ngừng. Trên người Lâm Nhất bộc phát kiếm quang, máu bắn ra không hề dính trên người hắn dù chỉ là một giọt. Hắn vẫn một bộ thanh sam, tóc dài bay lượn, gương mặt tuấn tú không có chút khuyết điểm, xinh đẹp tuyệt luân, mi tâm có một dấu ấn tím, tựa như trích tiên, rồi lại như yêu tinh biến ảo khôn lường. Hắn cứ thế, không nhiễm bụi trần, lưng đeo hộp đựng kiếm, đạp lên núi thây biển máu, không quay đầu đi thẳng về phía trước. Sau lưng đầu người lăn lông lốc, máu chảy không ngừng. Đây là một cuộc tàn sát. Một cuộc tàn sát mà chẳng ai ngờ đến, tất cả chiến tướng và anh tài của tam đại giới tử đều đầu mình hai nơi, chết không toàn thây. Cảnh tượng ấy thảm thiết y như địa ngục trần gian. Nhưng thiếu niên ấy vẫn không quay đầu lại bước tiếp trên núi thây biển máu, trường bào màu xanh bay phấp phới trong gió. Chẳng ai có thể ngờ được vở kịch lần này tại thành Phong Lăng lại bắt đầu bằng một cuộc tàn sát thảm thiết như vậy. Đa số những anh tài đã bỏ mình đều là yêu nghiệt trên tử bảng. Trước đó, họ đã hăng hái khí phách như mặt trời ban trưa trong thành tứ tượng. Bọn họ nhận được những kỳ ngộ hiếm có, thậm chí còn được ban tặng những phần thưởng từ các giới tử, nhưng giờ họ đều đã chết. Lâm Nhất rảo bước giữa vùng trời bao la. Hắn đi đến cuối con phố cổ, băng qua trạm kiểm soát, nhìn ra xa có thể thấy được toàn bộ quảng trường Phong Lăng. Thậm chí, Lâm Nhất còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào tại thành Phong Lăng hay cảm giác được khí tức khủng bố trên người tam đại giới tử. Một đám kiêu căng ngạo mạn, hài hước đứng ở phương xa xem trò hay, hy vọng thấy được hắn chật vật đi đến. Ở đích đến có rất nhiều cao thủ, có chiến tướng của tam đại giới vực và một số thủ lĩnh đến từ những giới vực cấp cao khác. Bọn họ tạo thành một đội hình khổng lồ chắn trước trạm kiểm soát, ngăn cản đường đi của Lâm Nhất. Mặt mày Lâm Nhất lạnh nhạt, ánh mắt khinh miệt toát ra vẻ sắc bén lạnh lẽo nhìn đám người kia. Trong đội hình khổng lồ ấy cũng có vô số ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào hắn. Ta không muốn người khác bị liên lụy vào ân oán giữa ta và giới tử, ai không liên quan đến chiến giới cảm phiền tránh ra, không thì giết không tha. Lâm Nhất cũng không che giấu sát khí và cơn giận của mình, nhìn đám người kia, dứt khoát mở miệng. Mọi người và ta không thù không oán, giờ rút lui thì ta sẽ bỏ qua. Hôm nay, Lâm Nhất ta sẽ không nương tay và để cho kẻ nào chạy thoát. Lâm Nhất lại mở miệng, giọng nói của hắn ngân vang như tiếng kiếm reo, cuốn theo kiếm ý vang vọng bốn phương, khuấy động tầng gió. Ánh mắt của hắn khinh miệt, tỏa ra sự sắc bén và có một khí thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thịch, thịch, hắn vừa nói xong, trái tim mọi người lập tức đập bình bịch và biến sắc. Lâm Nhất hoàn toàn chẳng giống như một kẻ đi chịu chết, vẻ sắc bén trong mắt hắn khiến người ta không thở nổi, trông cực kỳ đáng sợ. Công tử Táng Hoa lợi hại ghê nhỉ, khinh bỉ tất cả mọi người giống như có thể quyết định sự sống chết của chúng ta cơ đấy, ha ha. Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên trong đám người. Đó là một thanh niên môi mỏng mặc áo trắng, hắn ta rất cẩn thận, không để lộ vị trí mà chỉ lén lút nhìn Lâm Nhất với ánh mắt cực kỳ khó chịu. Một con kiến ở hạ giới mà dám lên giọng, hống hách như thế với bọn họ, quả thật chán sống. Lâm Nhất không đáp, bước lên trước một bước, kiếm ý thông thiên bùng nổ. Thi triển thiên nhân hợp nhất. Cứ mỗi bước đi của hắn đều khiến mây trời cuồn cuộn, tiếng kiếm ngân réo rét không ngừng vang lên bên tai. Keng, keng, keng. Tiếng kiếm ngân réo rắt liên miên không dứt, một uy áp vô hình nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Bất kể là anh tài mọi nơi hay chiến tướng của các giới tử thì đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Bọn họ vâng lệnh canh giữ ở đây, bảo vệ cho trạm kiểm soát cuối cùng của quảng trường Phong Lăng. Ai trong họ cũng nhận chỗ tốt từ tam đại giới tử, trên người có công pháp và bí bảo được họ thưởng cho. Vì vậy, họ tin chắc rằng Lâm Nhất sẽ chết ở trong tay của tam đại giới tử. Song dù họ nghĩ thế nào thì khi đối mặt với Lâm Nhất đang từng bước ép sát, cả đám đều lo sợ không thôi. Lâm Nhất đã gây ra một trận thảm sát, giết chết hết tất cả mọi người chặn đường hắn trước đó. Trong gió tràn ngập mùi máu tươi, đầu người chất chồng như núi. Vốn dĩ hắn đã cực kỳ nổi tiếng, tung hoành trên con đường thông thiên và chưa từng thua. Trước bố cục do tam đại giới tử xếp đặt ở cao nguyên Hoàng Sa mà hắn cũng còn sống, còn đánh bại tất cả các chiến tướng, sự đáng sợ của hắn khiến mọi người không dám xem nhẹ. Lâm Nhất đi về phía trước,
một mình hắn lại ép cho mọi người phải lùi lại, khiến người ta lo sợ, thấp thỏm. Ha ha, oai ghê không, chết đến nơi rồi còn dám hống hách như thế. Lâm Nhất, nơi này là thành Phong Lăng, là địa bàn của giới tử, không phải nơi ngươi có thể huênh hoang. Nếu giờ ngươi quỳ xuống van xin thì có lẽ các giới tử sẽ tha cho ngươi một mạng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh niên môi mỏng thấy Lâm Nhất khí thế hơn người thì trong mắt toát ra vẻ ghen tị, âm u nói. Hắn ta liên tục thay đổi vị trí xen lẫn trong đám đông. Bởi vì lời nói của hắn mà đã khiến mọi người dao động, cả đám ánh mắt lập lòe, lâu lâu lại tham lam ngó Lâm Nhất. Lời hứa của giới tử thật sự cực kỳ cám dỗ, cứ khiến người ta không nỡ bỏ qua. Ai đang nói chuyện đó? Lâm Nhất ngừng lại, lạnh lùng hỏi. Oai ghê không, ai nói thì ngươi quản được chắc, công tử Táng Hoa cho rằng mình vô địch thật hả? Hay cho rằng một mình ngươi có thể dọa được chúng ta, thanh niên môi mỏng kia cả người thoát ẩn thoát hiện, mỉa mai. Nếu không có sự tự tin vô địch ấy, sao ta lại tới đây? Ta không vô địch thì ai dám vô địch, chết đi. Lâm Nhất trừng mắt như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng hư không, vừa nói xong đã giơ tay nhấn một cái. Kiếm quang chói mắt bắn ra từ ngón tay hắn, thanh niên đang xen lẫn trong đám đông hoảng sợ, còn chưa kịp hoàn hồn thì nó đã bắn thẳng vào giữa trán hắn ta. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, một cái xác không đầu chợt ngã xuống. Đó là thủ lĩnh của một giới vực cấp cao, hiển nhiên, thực lực của hắn ta rất mạnh và từ sâu trong lòng hắn ta vẫn luôn khinh thường giới vực cấp thấp. Hắn ta âm thầm mỉa mai, khiêu khích, trộn lẫn trong đám đông, nhiễu loạn lòng người, thái độ cực kỳ hống hách, ngang tàng, nhưng thoáng cái, kẻ này đã bị Lâm Nhất vô tình chém chết. Đây là một luồng duệ khí được thể hiện và phát huy vô cùng tinh tế khi Lâm Nhất đối mặt với sự bá đạo của nhân tài kiệt xuất từ khắp các nơi. Đây chính là cửa ải cuối cùng, nơi tụ tập rất nhiều chiến tướng, còn có một lượng lớn nhân tài kiệt xuất. Tất cả đều nắm giữ bí bảo, và mỗi một người đều có kỳ ngộ phi phàm. Nhưng Lâm Nhất không chút nào e ngại, hắn bước nhanh về phía trước, một người trấn nhiếp tất cả. Tránh ra! Lâm Nhất lạnh lùng nói. Hắn đã hết kiên nhẫn. Sát ý trong mắt dần dần lan ra ngoài. Ngoại trừ đám chiến tướng đang cản phía trước, những nhân tài kiệt xuất còn lại đều lộ vẻ khó coi, hiển nhiên bọn họ đã bị thủ đoạn lôi đình của thiếu niên trước mặt dọa sợ. Lâm Nhất đứng nguyên tại chỗ, trong mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng cùng bi ai. Đám người này thật đáng thương, có thể làm chó cho giới tử thì ít nhất cũng là nhân tài kiệt xuất trên tử bảng, ở trên thiên lộ cũng xứng với cái danh nhân tài kiệt xuất. Nhưng giờ cả đám tuy đã sợ đến mức suýt ngất đi, nhưng vẫn không nỡ buông bỏ khối thịt mỡ là hắn. Đám người này không đáng được đồng tình, bọn họ biết rõ hắn đến là vì điều gì mà vẫn muốn cản đường. Những kẻ này lòng dạ độc ác, tất cả đều đáng chết. Công tử Táng Hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Một luồng ánh sáng vàng rơi xuống, đó là một thanh niên từ phương xa vọt đến, hai tay hắn ta nắm chặt một thanh kiếm, trên người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trông cực kỳ đáng sợ. Kim Bảng, Dương Sóc, ánh mắt thanh niên như tia chớp, hắn ta lạnh lùng nhìn Lâm Nhất. Mọi người vô cùng mừng rỡ. Dương Sóc chính là yêu nghiệt tuyệt đỉnh đứng hàng thứ 18 trên kim bảng, tuy không vô địch như giới tử, nhưng cũng không kém quá xa, người này có thực lực cực cao. Oanh! Lại một luồng sáng vàng rơi xuống, người đến mặc một thân bạch y, lưng đeo một cây trường kích. Đó là một món đạo khí siêu phẩm có niên đại cực kỳ cổ xưa, xung quanh có khí lạnh mang theo mùi máu tanh lượn lờ. Kim Bảng, Âu Dương Vũ. Ánh mắt của hắn bế nghế, lạnh lùng báo ra danh hào của mình. Mỗi một chữ đều dừng lại một thoáng, ẩn trong đó là uy danh hùng hậu, chấn cho màng tai người nghe run lên, cứ như có tiếng sấm rền nổ mạnh bên tai. Vèo, vèo, vèo. Giữa không trung, từng âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, ánh vàng lập lòe, bóng người vụt qua vòng trời. Kim Bảng, Nhiếp Phong. Kim Bảng, Triệu Thế Kỳ. Kim Bảng, Từ Tử Lâm. Kim Bảng, Liễu Phi Vũ. Những bóng người kia hoặc lơ lửng giữa không trung, hoặc đứng ở trên mái hiên, trên đầu tường. Mỗi một người đều tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, cả đám triển lộ tài năng, tóc đen tung bay, áo choàng phấp phới, ánh mắt lóe sáng, một thân tao nhã tuyệt thế, trông cực kỳ bất phàm. Khí thế của bọn họ khiến đám đông sợ hãi, khí phách hiên ngang, phong thần tuấn lãng, âm thanh như sấm rền vang vọng khắp thành. Đằng xa, trên tường thành, mọi người quá sợ hãi, sắc mặt kịch liệt thay đổi.
6 vị yêu nghiệt đứng đầu kim bảng đều đã hiện thân. Gần đây, danh tiếng của bọn họ cực thịnh, trên thiên lộ đều có kỳ ngộ của riêng mình, có đại khí vận trên thân. Cả đám ẩn nhẫn không phát, mà đợi đến trận chung kết mới triển lộ, tích xúc lâu dài, một lần bộc phát, một bước lên mây, độ liên tục hai tầng thiên phách kiếp, trực tiếp xông vào kim bảng, làm chấn động thiên lộ. Phong vân biến ảo trong thành tứ tượng đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của những người này, có thể nói, chính bọn họ đã gây nên một hồi phong ba bão táp. Trước đó, đám người kia mỉa mai Lâm Nhất chỉ là thiên tài hết thời cũng bởi vì sự xuất hiện quá mức chói mắt của những người này, khiến cho hào quang của Lâm Nhất bị che lấp. Bọn họ vốn có phê bình kín đáo với Lâm Nhất, rõ ràng hắn chỉ là một nhân tài kiệt xuất trên tử bảng, nhưng lại khiến thiên hạ chú ý, cướp đi danh tiếng của bọn họ. Thế nên việc bọn họ xuất hiện ở đây để ngăn cản Lâm Nhất cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Có điều, thế trận đúng thật có hơi lớn. 6 vị yêu nghiệt kim bảng, hơn 10 chiến tướng, còn có vài chục nhân tài kiệt xuất tử bảng một lần nữa giấy lên sát ý, sợ là giới tử cũng phải tạm lánh đi duệ khí bực này. Quỳ xuống Lâm Nhất, giới tử có lệnh, người phải bò vào quảng trường Lăng Phong. Tuy nhiên, chúng ta kính người bất phàm, không muốn ra tay với ngươi, nên tự ngươi hãy bò vào đi. Có yêu nghiệt kim bảng cụp mắt, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn Lâm Nhất. Âu Dương Vũ đeo trường kích trên lưng thản nhiên nói, người dám đơn độc đến đây cũng đủ để chứng minh lòng can đảm rồi. Quỳ xuống đi, thiên hạ sẽ không có ai dám chế nhạo ngươi. Quỳ trước giới tử cũng không phải chuyện nhục nhã gì, ngươi chỉ trêu chọc người không nên trêu chọc mà thôi. Lâm Nhất, đừng ép chúng ta ra tay với ngươi, kết cục của ngươi sẽ càng thảm bại hơn đấy. Lại có yêu nghiệt kim bảng lộ vẻ kiêu ngạo. Nói một cách vô cùng hống hách. Đám người trước đó còn sợ hãi, rụt rè, giờ thấy có yêu nghiệt kim bảng hiện thân thì lộ vẻ mừng rỡ không thôi, trong mắt bắt đầu lóe lên tia hưng phấn cùng sát ý âm u. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt rồi bật cười ha hả, cười xong, sắc mặt hắn đột nhiên sầm xuống, lạnh lùng nói, Lâm Mỗ đã nói từ sớm, hôm nay sẽ không có kẻ nào sống sót. Ta đã đến, quyết một lòng vô địch, bất kể ngươi có là yêu nghiệt kim bảng gì đó, cản ta ắt phải chết. Hắn bay vọt lên trời, trực tiếp ra tay, kiếm quang như ánh mặt trời chói mắt, chiếu sáng cả vòng trời. Hôm nay, hắn muốn huyết tẩy kim bảng. Tại đây, cửa ải cuối cùng tiến vào quảng trường Phong Lăng, Lâm Nhất đối mặt với 6 tên yêu nghiệt kim bảng, còn có rất nhiều chiến tướng và nhân tài kiệt xuất khắp các nơi, vậy mà hắn vẫn trực tiếp xông đến, không có một chút do dự. Nói thế là đủ rồi, hắn đã sớm mất đi kiên nhẫn, bất kể là ai cản trước mặt hắn lúc này cũng đừng mong giữ được mạng. Cỏ. Lâm Nhất vọt lên trời, ở giữa không trung, hắn đạp không bước đi, mỗi một bước, giữa hư không sẽ có một đóa hoa tử diên cực kỳ chói mắt nở rộ. Từng đóa hoa tử diên óng ánh, sáng long lanh, toát lên quang huy thần thánh, đồng thời phía sau hắn còn có thần thụ thanh tiêu vùn vụt mọc lên. Hắn thôi thúc hai đại kiếm quyết đến cực hạn, toàn thân tỏa ra kiếm quang chói mắt, khiến lòng người run sợ. Những đóa tử diên nở rộ trên không kia dường như trường tồn từ cổ chí kim. Vĩnh hằng bất hủ. Dù hắn đã đi khỏi thì chúng vẫn nở rộ giữa không trung, bắn ra kiếm quang chói lọi. Tạo nghệ kiếm đạo bực này khiến người xem trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc, trên thiên lộ chưa từng thấy ai có thể có được thủ đoạn kiếm đạo mạnh hơn người này. Ầm ầm, thoáng chốc, thần thụ thanh tiêu điên cuồng sinh trưởng, có kiếm ý rót vào đó, chống đỡ cả bầu trời. Vô số đóa hoa nở rộ trên trạc cây tựa như những ngôi sao điểm xuyết trên đó. Không ổn rồi. Mọi người lộ vẻ kinh hãi, trong mắt 6 tên yêu nghiệt kim bảng cũng lộ vẻ khác thường. Bọn họ cảm giác được một luồng kiếm ý ngập trời đang đánh úp đến nên vội vàng lui về sau, không muốn cứng đối cứng với kiếm ý vô cùng sắc bén và ác liệt kia. Kiếm đạo được xưng là đại đạo công phạt mạnh nhất trong số rất nhiều đại đạo, cùng cảnh giới không có mấy ai là đối thủ với kiếm khách. Yêu nghiệt kim bảng rút lui rất nhanh, nhưng đám chiến tướng thì không có may mắn như vậy, Lâm Nhất xẹt đến, vung tay lên. Một gã chiến tướng đã bị hắn cách không đánh trúng. Ký TTT. Vài luồng kiếm khí giao nhau, chiến tướng kia cùng với bảo giáp trên người hắn ta bị kiếm quang xoắn nát, thân thể vỡ ra thành mấy đoạn. Máu tươi văng tung tóe, theo đó là một tiếng hét thảm, đầu người nọ lộc cộc rơi xuống, mắt trợn ngược, chết không nhắm mắt. Lực càn quét quá mạnh. Thực lực của Lâm Nhất đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Gần như dù đối mặt với 6 yêu nghiệt kim bảng thì hắn vẫn có thể dễ dàng giết chết một gã chiến tướng. Trời đất trao nghiêng, trong hư không có vô số dị tượng phát sinh,
đám yêu nghiệt kim bảng đồng loạt ra tay. Thanh niên tên Âu Dương Vũ ra tay trước, sắc mặt hắn ta âm u, xuất ra trường kích vẫn luôn vác trên người. Đó là một món đạo khí siêu phẩm, có lai lịch bất phàm, tia sáng lạnh ào ào tuôn ra, khiến người vây xem lấy làm sợ hãi. Trường kích xé gió lao đến, hóa thành một con rồng băng dương nanh múa vuốt, bông tuyết rơi lả tả, khí lạnh vô cùng vô tận xâm nhập bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, một gã yêu nghiệt kim bảng cũng ra tay. Đôi tay khép trước ngực hắn ta đột nhiên nổ tung, ánh vàng chói lọi, trong vòng tay đột ngột xuất hiện một vầng thái dương rực rỡ. Vầng thái dương kia tựa như núi cao, vô cùng hùng vĩ, lại nặng kinh người, nhưng cứ thế bị hắn giơ lên cao. Oanh! Khoảnh khắc vầng thái dương bị giơ lên, vòm trời rung chuyển, đám người vây xem đang đứng ở tường thành phía xa đều bị chấn cho hộc máu. Ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay Lâm Nhất, một vầng trăng tròn từ từ bay lên, kế đó nhanh chóng biến to ra, rồi phóng thẳng lên vòm trời. Trăng tròn vành vạnh, hương hoa lan tỏa, năm tháng tươi đẹp chính là như thế. Sau khi thi triển dị tượng nguyệt mãn hoa hương của Nguyệt Diệu Thần Quyền, Lâm Nhất nhẹ phất tay một cái đã có thể ngăn lại con rồng băng đang xé gió lao đến. Ký tê tê tê, ánh trăng chiếu xuống, rồng băng lập tức vỡ ra, hiện ra nguyên hình của trường kích. Duy ngã độc tôn, hắn hóa thành kim ô, xoay người một cái trên không, đến khi xoay lại, cả người sáng chói tựa như mặt trời treo trên cao. Kế đó, hắn dùng Nhật Diệu Thần Quyền đánh mạnh ra, nghênh đón mặt trời tựa như núi của tên yêu nghiệt kim bảng kia. Bành! Hai mặt trời va vào nhau, mái tóc dài của Lâm Nhất tung bay, hắn cứ thế chui tọt qua vầng mặt trời tựa như núi kia. Thoạt nhìn thì rất quái dị, chính là Lâm Nhất dùng một quyền đánh thẳng vào mặt trời do yêu nghiệt kim bảng thi triển, dùng uy danh khủng bố giết đến trước mặt hắn ta, quyền mang tựa như mặt trời của hắn đã nện thẳng vào ngực đối phương. Phốc thử! Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay lên, ngực suýt nữa đã bị Lâm Nhất chọc xuyên qua. Ầm ầm! Dư âm khủng bố vẫn còn tiếp tục lan ra ngoài, kiếm quang sáng chói, vài tên nhân tài kiệt xuất bị chấn nát ngay tại chỗ, máu tươi vẩy ra. Trời đất một mảnh cô tịch, sắc mặt mọi người kịch biến, bọn họ đã bị phong thái của Lâm Nhất chấn nhiếp hoàn toàn. Hắn quá mạnh, phong thái gần như vô địch, khiến người ta chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Bất kể là kiếm ý thông thiên bắn ra khắp toàn thân, hay là sự hoán đổi điêu luyện giữa Nhật Diệu Thần Quyền và Nguyệt Diệu Thần Quyền thì cũng đều đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Một kích này khiến cho Triệu Thế Kỳ, yêu nghiệt kim bảng vừa ra tay, cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Lâm Nhất cũng không giữ lại thực lực, hắn không chỉ thi triển kiếm ý thông thiên, mà trong quyền mang còn vận dụng một ít ý cảnh của võ học thánh linh, vượt xa tạo hóa. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Đồng thời cũng muốn bày ra phong thái vô địch của bản thân, đẩy khí thế của mình lên đến đỉnh cao trước khi giao đấu với Tam Đại Giới Tử. Tam Đại Giới Tử muốn hắn quỳ mà bò vào quảng trường Phong Lăng Hà. Mơ tưởng! Hôm nay, bất kể là kẻ nào dám cản trước mặt hắn, toàn bộ đều phải chết. Mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Lâm Nhất mạnh đến mức khiến bọn họ gần như sụp đổ, có cảm giác tuyệt vọng vì không cách nào đấu được. Con sâu cái kiến hạ giới. Chứ có liều lĩnh. Dương Sóc, yêu nghiệt trên kim bảng, ra tay. Hắn ta là người có thực lực mạnh nhất trong 6 tên yêu nghiệt kim bảng, cũng là người trước tiên đứng ra ngăn cản Lâm Nhất. Giờ phút này, hắn ta lại lần nữa đứng ra, hòng ngăn cản phong thái vô địch của Lâm Nhất. Bóng hắn ta như ảo mộng, sương mù như điện, người này ra tay thình lình, không hề có dấu hiệu báo trước, một cái vuốt phượng rực lửa xé toạc hư không, chộp về phía Lâm Nhất. Đây là một bí thuật cực kỳ mạnh mẽ. Đã đạt đến giới hạn cuối cùng mà võ học tạo hóa có thể đạt được, thậm chí có thể thoáng nhìn ra được một chút bóng dáng võ học thánh linh trong đó. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, bí thuật này quả thật có chút mạnh mẽ, nếu hắn không tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyền thì sợ là không ngăn nổi một chảo này. Tuy nói yêu nghiệt trên kim bảng quả thật mỗi một người đều bất phàm, nhưng ít nhất thì Dương Sóc đáng để người ta lau mắt mà nhìn. Oanh! Lâm Nhất trở tay. Xuất ra cổ ấn thần dương, đây chính là võ học tạo hóa cấp đế giả. Nhưng trong cổ ấn ngưng kết kim ô lại là thánh linh hàng thật giá thật. Thánh linh hơn xa so với bí thuật chỉ nắm giữ được một phần da lông của thánh linh. Mặt trời khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lâm Nhất thong thả dạo bước giống như một vị thần đi ra từ mặt trời, mỗi một bước đều nở rộ thành từng đóa diễn vĩ bay lên không. Dương Sóc biến sắc,
Lâm Nhất kia thế mà vẫn thong dong và chẳng hề hần gì dưới sự bao phủ của Vuốt Phượng. Đợi đến khi Lâm Nhất trở tay đỡ lấy Vuốt Phượng kia, ánh sáng rực rỡ thoáng chốc đánh nó dập nát. Sau khi Vuốt Phượng bị đánh nát, Lâm Nhất bèn vươn ngón tay bắn ra vài luồng kiếm quang phát ra tiếng rồng ngâm, cuốn theo sức mạnh phong lôi xông thẳng về phía hắn ta. Ánh mắt Dương Sóc toát ra vẻ hoảng sợ, vội vàng lùi về sau. Keng, keng, keng. Những yêu nghiệt còn lại trên kim bảng thừa dịp đó cùng nhau xông lên tấn công Lâm Nhất. Vô số dị tượng không ngừng bổ đến, Lâm Nhất đứng giữa liên tục biến ảo, lúc thành kim ô lấp lánh, lúc lại thành ngân hoàng lóa mắt di chuyển chớp nhoáng, thong dong tự nhiên. Vô vàn đóa hoa diên vĩ theo từng bước chân của Lâm Nhất không ngừng ngưng tụ rồi bay lên cao. Tên này khó nhằn ghê. Cả đám yêu nghiệt trên kim bảng đều mặt mày trắng bệch, cảm thấy cực kỳ đuối. Chân hoàng hạ phàm, phượng khởi hót vang. Dương Sóc bị đánh bay quát, sau đó lại tiếp tục ra tay. Một con chân hoàng thời viễn cổ lập tức bay ra từ trong biển lửa, hót vang một tiếng khiến cho biển lửa dậy sóng. Con chân hoàng kia đã có hình dáng ban đầu của thánh linh, vượt qua tạo hóa đạt tới một khí tức khủng bố. Tên này có thể nhảy vọt vào kim bảng thì quả thật cũng có chút lợi hại. Tuy vẫn kém hơn tam đại giới tử, nhưng cũng là một cao thủ hiếm có. Lâm Nhất còn phải đối phó với những yêu nghiệt khác trên kim bảng nên không kịp đề phòng bị chân hoàng đánh lùi lại mấy bước. Lâm Nhất với khí thế vô địch lần đầu bị đánh bay, lập tức khiến các yêu nghiệt khác trên kim bảng sáng mắt. Trong mắt cả đám thoáng chốc hừng hực sát khí, vẻ mặt tràn ngập sự phấn khích. Hắn cũng không phải là vô địch, vẫn có điểm yếu. Mọi người cùng nhau xông lên đi, sử dụng chiêu thức trên tạo hóa đè bẹp hắn. Tên đó chắc chắn không cản nổi đâu. Đúng vậy, một kích ban nãy của Dương Sóc chính là chiêu thức trên tạo hóa. Hắn rõ ràng rất e ngại nó. Cuối cùng tên kia cũng sắp bị đánh bại rồi ư. Lúc này, các chiến tướng và anh tài khác đều kinh ngạc ra mặt, trong mắt lại toát ra sát khí. Đám người kia được cổ vũ bắt đầu phấn khích, đặc biệt là đám yêu nghiệt trên kim bảng. Bọn họ không cho Lâm Nhất có cơ hội lấy lại sức, đồng loạt xông lên và điên cuồng thi triển ra đòn sát thủ của mình. Chỉ mình Dương Sóc là ánh mắt lập lòe, có hơi nghi ngờ. Đối phương rõ ràng có chiêu thức trên tạo hóa, nhưng hắn ta cũng không nói gì. Để những yêu nghiệt khác trên kim bảng thi triển ra đòn sát thủ cũng tốt. Đám người kia có chết sạch cũng chẳng sao, chỉ cần đánh cho Lâm Nhất bị thương để hắn ta nhặt của hời là được. Thoáng chốc, bầu trời lập tức lóe lên đủ mọi dị tượng lóa mắt. Những yêu nghiệt trên kim bảng đều thi triển chiêu thức trên tạo hóa. Thực lực của họ đều cực kỳ mạnh, cũng không yếu hơn Lâm Nhất khi còn ở trên cao nguyên Hoàng Sa. Quả nhiên đều có con bài chưa lật. Lâm Nhất lẩm bẩm. Vung tay lên đấm ra một quyền chống lại những đòn sát thủ kia. Trong một quyền ấy của hắn có kim ô và ngân hoàng quấn quanh, ngăn cản mọi dị tượng đánh tới. Có điều, Lâm Nhất vẫn chưa sử dụng nhật nguyệt thần quyền. Năng lượng khổng lồ như thế ập tới khiến hắn phải lùi lại vài bước. Đôi môi mọi người trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, trông khá chầy chật. Sau khi họ thấy Lâm Nhất bị đánh bay thì đều cong môi, tên tuổi vô địch của hắn quả nhiên đã bị lật đổ. Cứ đánh hội đồng tiếp thì hắn chắc chắn sẽ bị họ làm cho hao hết chân nguyên, quỳ xuống van nài chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Công tử Táng Hoa cũng chỉ thế mà thôi, có yêu nghiệt trên kim bảng khinh bỉ ra mặt, lạnh lùng nói. Chút mánh khóe ấy mà cũng muốn so với giới tử, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, ngây thơ quá rồi đấy. Lâm Nhất, còn không quỳ xuống van xin đi, ngày chết của ngươi đến rồi. Yêu nghiệt trên kim bảng bị Lâm Nhất đánh cho bị thương nặng trước đó mặt mày dữ tợn, lạnh lùng quát. Lâm Nhất nhẹ nhàng hạ xuống trên mái hiên ven đường, lạnh lùng liếc đám yêu nghiệt, gằn giọng nói, sắp chết đến nơi rồi còn không biết. Dương Sóc bỗng cảm nhận được một khí tức cực kỳ nguy hiểm, ngẩng đầu lên thì phát hiện không biết khi nào thần thụ thanh tiêu đằng sau lưng Lâm Nhất đã lớn lên như phổng, sắp bao trùm cả bầu trời. Mà những đóa hoa diên vĩ xuất hiện sau mỗi bước chân hắn lại điểm xuyết trên những nhánh cây như vô vàn ngôi sao. Dị tượng khủng bố chấn động cả bầu trời ấy khiến người ta sợ hãi. Kia quả thật là một cảnh tượng khủng khiếp. Ngay khi nó xuất hiện, mọi người hoảng sợ nhận ra cơ thể của mình đã bị đóng đinh không thể nhúc nhích. Cả đám biến sắc, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, những yêu nghiệt trên kim bảng ấy thế mà lại mặt mày trắng bệch. Không, không, không. Bọn họ mặt đầy hoảng sợ rên rỉ xin tha. Dưới dị tượng ấy, Lâm Nhất mặc áo xanh,
đeo hộp kiếm trên lưng đứng trên mái hiên lại trông giống như một vị thần. Tóc dài tung bay, khuôn mặt anh tuấn. Hắn vươn tay phải, ngẩng đầu dậm chân, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, các ngón tay khép lại vạch một cái trên không. Lâm Nhất và những yêu nghiệt trên kim bảng kia cách cả mấy trăm mét, nhưng đám người kia lại như ở trong một bức tranh hiện ra trước mặt hắn. Phụt! Máu tươi bắn ra trên không, khi ngón tay hắn vạch xuống, cả đám yêu nghiệt, chiến tướng và anh tài kia đều bị chặt làm đôi. Đây là kiếm thứ hai trong Trảm Thiên Tam kiếm, dung hợp áo nghĩa của võ học thánh linh, hoàn toàn lột xác. Khoảnh khắc thần thụ thanh tiêu bao phủ trời, điểm xuyết từng đóa diễn vĩ thì kết cục của đám người kia cũng đã được xác định. Lâm Nhất vạch một cái trên không, thuận tay phẩy phẩy. Ầm! Những yêu nghiệt và chiến tướng bị chém làm đôi lập tức nổ tung, giống như một bức tranh bị người ta xé nát. Đến tận đây thì sáu yêu nghiệt trên kim bảng đều đã chết hết. Lâm Nhất ngoảnh mặt làm ngơ những ánh mắt run sợ kia, đi thẳng về phía quảng trường Phong Lăng. Tại quảng trường Phong Lăng của thành Phong Lăng, nơi này vô cùng nhộn nhịp, tụ tập những anh tài từ các giới đến để xem đại hội sát yêu. Đến cả những giới tử của các chiến giới khác cũng đến đây. Bùi Tuyết mặt mày lo lắng ngồi bên cạnh giới tử chiến giới Hoàng Đồ, lâu lâu lại ngó phía cửa thành. Lâm Nhất đã đến, còn gây ra một cuộc thảm sát, giết sạch những kẻ dám cản đường mình không chừa một ai. Nhưng trong lòng nàng ta vẫn lo lắng không thôi, vì giới tử thần ư đã cử 6 gã yêu nghiệt trên kim bảng, hơn 10 chiến tướng và anh tài ở các giới vực cấp cao đi. Ai trong họ cũng cực kỳ lợi hại, còn có bí bảo do giới tử ban tặng. Dù không có yêu nghiệt trên kim bảng thì với bí bảo trong tay họ và những đòn sát thủ của mỗi người cũng đủ để giết chết Lâm Nhất rồi. Nếu có thêm 6 gã yêu nghiệt trên kim bảng thì đội hình ấy quả thật có thể đè bẹp Lâm Nhất một cách dễ dàng, khiến hắn quỳ xuống xin tha và bỏ đến thành Phong Lăng. Trên đài giữa quảng trường dựng một cây cột đá cao mấy trăm mét, dưới chân cột trói một nữ tử áo đỏ. Nàng ta tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, xiềng xích trên người có cấm chế khủng bố, chỉ cần nhúc nhích sẽ bắn ra tia lửa điện. Xích Lôi Đình. Con người Bùi Tuyết co rút, kiêng kỵ khi nhìn về phía xiềng xích trên người Nguyệt Vi Vi. Cơ thể cũng khẽ run. Trên xích sắt ẩn chứa sức mạnh lôi đình và khắc cả thánh văn lên trên. Một khi giãy giụa sẽ phát ra sức mạnh khủng khiếp. Sức mạnh lôi đình ấy giống như một con rắn độc chui vào trong cơ thể người bị trói, nó len lỏi trong người gây nên một sự tra tấn cực kỳ đau đớn. Càng giãy giụa thì sức mạnh lôi đình càng khủng bố, tra tấn đến chết mới thôi. Sự tra tấn của nó cực kỳ đáng sợ, một khi không chịu nổi sẽ khiến bản thân phát điên. Từ đó nó sẽ gieo rắc nỗi ám ảnh vào lòng người. Thủ đoạn của tên giới tử thần U kia quả thật là bỉ ổi, độc ác. Bùi Tuyết đoán có lẽ gã cũng không muốn giết chết Nguyệt Vi Vi. Tam đại giới tử thần U, Thiên Càn, Huyền Long ngồi chễm chệ trên ghế, vẻ mặt thong dong thuận miệng nói chuyện với các vị khách trên quảng trường. Trong ngoài quảng trường đều tụ tập rất đông người, có người được mời sẽ được sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng người đến để xem lễ lại nhiều hơn. Họ tùy ý đứng và hầu như đều đang nhìn Nguyệt Vi Vi. Kia là Nguyệt Vi Vi ư. Quả là đệ nhất mỹ nhân trên con đường thông thiên, rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn có khí chất như thế. Hèn chi Lâm Nhất bằng lòng chịu chết vì nàng ta. Nguyệt Vi Vi đúng là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ tiếc. Thủ đoạn của tam đại giới tử đáng sợ thật, họ cố tình nhử Lâm Nhất tới. Không biết đợi đến khi hắn quỳ xuống trước mặt Nguyệt Vi Vi thì sẽ nhục nhã thế nào. Nếu là ta. Ta sẽ không đến. Đành vậy thôi, giới tử thần U đã nói rồi, nếu hắn không đến thì sẽ lột sạch Nguyệt Vi Vi trước mặt bàn dân thiên hạ. Điều này thì ai mà chịu cho nổi. Ác ghê. Mọi người trên quảng trường xì xầm bàn tán, họ sợ tên tuổi của tam đại giới tử nên không dám nói lớn tiếng. Giữa những câu chữ đều tràn ngập vẻ thổn thức. Dù sao Lâm Nhất cũng là một con ngựa ô trên con đường thông thiên, nếu trải qua được thử thách thánh tuyển linh trì. Rất có thể sẽ đe dọa được thứ tự xếp hạng của 10 phương giới tử trong trận chiến cuối cùng. Nhưng nay lại trực tiếp bị tam đại giới tử dùng mưu kế này hủy hoại. Là một thiếu niên nên Lâm Nhất vẫn còn quá trẻ, các giới tử đặt bẫy, hắn lại cứ thế đâm đầu nhảy vào. Mọi người trên quảng trường biết Lâm Nhất đã đến, còn gây ra một vụ thảm sát, nhưng lại chẳng có ai cảm thấy hắn sẽ có cơ hội đến được quảng trường Phong Lăng. Ngay vừa rồi, 6 yêu nghiệt trên kim bảng đã đồng loạt đạp không rời đi. Trên người ai cũng tỏa ra một khí thế cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, những người trên kim bảng đều mạnh hơn họ rất nhiều. Và hiển nhiên, ai cũng đã nhận được chỗ tốt từ các giới tử.
Của cải của 10 phương chiến giới khiến họ mở rộng tầm mắt, nghe đồn họ đã chiếm hết đa số những truyền thừa trên con đường thông thiên. Một số người có khí vận trên người, chỉ cần thể hiện ra sẽ lập tức bị họ lén lút theo dõi. Chẳng hạn như Lâm Nhất, trên người có bảo cốt thương long nên đã bị ba chiến giới để ý. Của cải của họ rất khủng bố, ngoài lời hứa của thế gia thánh giả ra thì còn phải kể đến sẽ có rất nhiều tài nguyên cũng là một trong số những lý do tại sao những yêu nghiệt trên kim bảng kia lại đến nhờ cậy. Tam đại giới tử ngồi cùng nhau, mặt mày lạnh lùng, khó đoán được sâu cạn. Giới tử Huyền Long liếc Nguyệt Phi Phi giữa quảng trường một cái, nhỏ giọng nói, dùng cả xích lôi đình thì có phải tàn nhẫn quá không? Xích lôi đình rất đáng sợ, đến cả giới tử bị trói cũng không chịu nổi, vậy mà lại dùng để trói Nguyệt Phi Phi thì gã ta cảm thấy khá khó hiểu. Gã ta không phải thương xót cho Nguyệt Phi Phi, mà chủ yếu là giới tử thần U rõ ràng muốn chinh phục nàng ta, nhưng lại dùng cách độc ác như thế. Không sợ đối phương hận hắn ta à? Giới tử Thiên Càn cười nhạt, người không hiểu, thần U đã rất tốt với nàng ta, cuối cùng nàng ta vẫn không chịu, vậy cũng chẳng thể trách hắn ta được. Xích lôi đình kia sẽ khiến cơ thể nàng ta cảm nhận được nỗi sợ hãi, từ đó có một sự kính nể với thần U. Tiếp theo, khi Lâm Nhất bò vào quảng trường Phong Lăng, ý chí của nàng ta sẽ bị nghiền nát. Vậy thì, mới có thể thật sự chinh phục nàng ta. Với cách bình thường như tặng đồ không thôi thì vẫn chưa đủ để khiến nàng ta siêu lòng đâu. Trò hay giờ mới bắt đầu thôi, giới tử thần U bình tĩnh cong môi nở một nụ cười hài hước, lạnh nhạt nói, đây là một con ngựa ô khó thuần, nhưng suy cho cùng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta thôi. Cách của ta đa dạng hơn sức tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Mọi người xung quanh lặng thinh. Xem ra đại hội sát yêu này chỉ là một lớp ngụy trang, cũng chỉ có mỗi mình Lâm Nhất sẽ tin và ngoan ngoãn nhảy vào. Non ghê. Người như vậy sao có thể thắng nổi tam đại giới tử, ở trước mặt chiến giới, chỉ dựa vào lòng nhiệt huyết thì quả thật là một thằng ngu, dễ bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, không thể chạy thoát. Dù có là ngựa ô cũng sẽ trở thành một con ngựa chết mà thôi. Biết ngay mà. Giới tử Hoàng Đồ bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cong môi cười đầy quả thế. Hắn ta nhìn về phía Bùi Tuyết bên cạnh, đặt ly rượu xuống nói, y như những gì ta đoán. Đây là một cái bẫy. Giới tử thần U hoàn toàn không muốn giết Nguyệt Phi Phi, cũng chỉ mình Lâm Nhất sẽ tin. Nếu là bất cứ ai trong chúng ta thì sẽ nhận ra ngay thôi. Những người khác mà hắn ta nhắc đến chính là các giới tử khác. Bùi Tuyết ngẩn ngơ, nhỏ giọng nói, trước giờ hắn rất thông minh, chỉ là lo lắng Nguyệt Phi Phi chịu khổ, chứ cũng không có nghĩ sâu xa như vậy. Ha ha, thế hả? Vậy chỉ có mỗi lòng nhiệt huyết thì làm ăn được gì? Lát nữa cũng phải bỏ vào thôi. Giới tử Hoàng Đồ không quan tâm cho lắm, ánh mắt lập lòe quan sát những giới tử khác. Giới tử bọn họ đến đây không chỉ là để xem trò hay, ai cũng có mục đích của riêng mình. Dù là quả thần huyết trên người Nguyệt Phi Phi hay bảo cốt thương long trên người Lâm Nhất thì đều khiến người ta đỏ mắt. Nếu có cơ hội thì cũng có thể thử tranh giành một chút. Nhưng hình như thời gian 6 yêu nghiệt trên kim bảng kia rời đi có hơi lâu thì phải. Họ mà ra tay thì Lâm Nhất chắc hẳn phải bị đè bẹp ngay lập tức mới đúng. Yêu nghiệt trên kim bảng có tài nguyên do giới tử ban tặng, Lâm Nhất còn lâu mới đấu lại bọn họ. Hắn mà dám đến thì không khác gì đi chịu chết. Trên ghế chủ tọa, giới tử thần U lơ đễnh nhìn thoáng qua, vừa hay thấy Nguyệt Phi Phi đang bị trói trên cột đá ghét bỏ, lạnh lùng trừng mắt nhìn mình. Hắn ta khẽ cau mày, đến giờ mà vẫn còn cứng đầu. Đợi đến khi ta bắt Lâm Nhất quỳ xuống đất. Để xem ngươi có phục hay không. Một nữ tử mà thôi, ta còn không xử được ngươi sao? Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ lóe lên vẻ khác thường, sáu yêu nghiệt trên kim bảng quả thật đã đi hơi lâu. Ong! Trong lúc mọi người ở đây đang nghi thần nghi quỷ thì bầu trời chợt xảy ra một điều kỳ lạ, vùng trời đằng xa bị một cây thần thụ thanh tiêu bao phủ. Trên nhánh cây điểm xuyết vô số đóa diễn vĩ lấp lánh như sao. Dị tượng khủng bố ấy khiến người ta nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Dị tượng ấy khiến hào quang của kiếm ý thông thiên tỏa sáng chói lóa, trong lòng mọi người trên quảng trường đều chấn động không thôi. Bọn họ cách khu vực ấy khá xa, ít nhất cũng phải cách hơn 5 cây số, nhưng vẫn cảm giác được kiếm ý khủng bố kia. Ong, ong, kiếm trong tay một số người không ngừng reo lên, có thể rơi ra bất cứ lúc nào dưới kiếm ý ấy. Kiếm ý mạnh thật. Rốt cuộc tu luyện sao mà được vậy? Kia là sức mạnh của kiếm ý thông thiên trong truyền thuyết ư? Thật đáng sợ,
cách hơn 5 cây số mà kiếm vẫn bị ảnh hưởng. Luồng kiếm ý kia cực kỳ bá đạo, cả dị tượng cũng khiến người ta chấn động không thôi, mọi người trên quảng trường Phong Lăng lập tức bị nó thu hút. Trước mắt bao người, luồng kiếm ý kia xẹt qua không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Ánh sáng chói lóa ấy khiến người ta không mở mắt ra nổi. Đây là một kiếm vô cùng đáng sợ, tỏa ra ánh hào quang khiến đất trời phút chốc như phai màu. Sức mạnh kiếm ý bàng bạc quét ngang làm cho quảng trường Phong Lăng bắt đầu rung lắc. Cùng lúc đó, 6 luồng khí tức mạnh mẽ trong đất trời cũng biến mất. Kia chính là phong mang của 6 yêu nghiệt trên kim bảng, thực lực họ rất mạnh nên dù cách xa vẫn cảm giác được khí tức ấy. Nhưng giờ, phong mang ấy lại biến mất sau luồng kiếm quang kia, bị người nào đó trực tiếp xóa sổ. Trong đầu mọi người chợt xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ khiến họ không khỏi hoảng sợ ra tiếng. Không phải là 6 yêu nghiệt trên kim bảng đã bị giết bởi một kiếm kia rồi chứ? Trong khi mọi người đang hết sức kinh ngạc thì một luồng kiếm ý sắc bén khiến ai nấy đều run sợ chợt ập tới trước mặt. Nó xẹt qua không trung, nhanh chóng phóng đến từ xa. Lúc này, ly rượu trên bàn và mặt đất ngày càng rung lắc dữ dội hơn. Bỗng dưng có một chùm sáng chợt xuất hiện bên ngoài quảng trường Phong Lăng. Một người thiếu niên đeo kiếm chậm rãi bước ra từ trong quầng sáng ấy. Trên người hắn tỏa ra một khí thế dập trời, rõ ràng phải đối mặt với quần hùng, nhưng lại sánh ngang với đất trời. Sức ép khủng bố lập tức bao trùm lấy mọi người khiến trái tim họ chịu nặng, không thở nổi. Toàn bộ quảng trường Phong Lăng đều bị kiếm quang rực rỡ ấy bao phủ. Kiếm ngân ong ong, réo rắt quanh quẩn bên tai mọi người. Mặt mày Lâm Nhất lạnh lùng, cả người tỏa ra vầng hào quang, rũ mắt nhìn xuống, khí thế vô địch khiến người ta không thở nổi. Đây là khí thế mà hắn đã tích góp được khi nghiền nát những anh tài kiệt xuất trên con đường mình đã đi. Khí thế kia thoáng chốc tăng vọt, áp đảo quần hùng. Hắn thấy Nguyệt Phi Vi bị trói trên cột đá thì ánh mắt lập tức lóe lên sát khí ngập trời, con người sắc bén liếc giới tử thần U, lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn, ta đến rồi đây. Hôm nay hắn vừa muốn cứu người, vừa muốn giết người. Không quậy tung ba chiến giới kia thì hắn thật sự không nguôi nổi. Lâm Nhất giết chết 6 yêu nghiệt trên kim bảng bằng một chỉ, sau đó kiêu ngạo xuất hiện ở quảng trường Phong Lăng khiến mọi người hoảng sợ. Khí thế ngạo mạn không địch thủ của hắn khiến người ta kinh ngạc, song sự khủng bố của hắn cũng làm người ta khó hiểu không thôi. Đây hoàn toàn không giống như người đến chịu chết. Trước đó, giới tử thần U khẳng định chắc nịch rằng Lâm Nhất chắc chắn sẽ bỏ vào. Nhưng giờ, có vẻ hơi khác so với những gì gã nói. Kiếm ý mạnh ghê. Song điều khiến người ta kinh ngạc hơn hết là kiếm ý trên người Lâm Nhất. Ban nãy họ đã cảm nhận được nó từ xa, nhưng khi đứng gần thì mới hãi hùng kiêng kỵ không thôi. Sức mạnh của kiếm ý thông thiên hơn xa sức tưởng tượng của họ, dẫn đến ánh mắt họ nhìn về phía Lâm Nhất đều hơi nhút nhát. Đây tuyệt đối là một thiên tài kiếm đạo ngàn năm có một. Nếu không có Lâm Nhất thì việc hiểu được kiếm ý thông linh trên con đường thông thiên đã là cực giỏi, có thể tu luyện đến viên mãn càng được cho rằng là yêu nghiệt kiếm đạo. Nhưng Lâm Nhất lại hiểu được kiếm ý thông thiên viên mãn khiến những kiếm khách khác đều lu mờ trước mặt hắn. Kiếm ý khủng khiếp ấy khiến cho không ai dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu, khí thế đó quả thật có một không hai. Nó chính là phong mang của kiếm ý thông thiên viên mãn, làm người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Trong lòng mọi người đều đang đoán, nếu hôm nay Lâm Nhất có thể sống sót và ngâm thánh tuyển linh trì, chưa biết chừng hắn còn có thể tiến vào bảng xếp hạng của các giới tử. Có người lén ngó tam đại giới tử, thấy sắc mặt của họ đều rất khó coi, đặc biệt là giới tử thần U, cau mày cực kỳ khó chịu. Giới tử thần U mấp máy môi, mặt mày khó coi, cười lạnh nói, đến chịu chết còn kiêu ngạo như vậy, người cũng có chút bản lĩnh đấy, ngăn hắn lại cho ta. Xoẹt! Giữa không trung lập tức xuất hiện vô số bóng người, họ là những chiến tướng và yêu nghiệt trên kim bảng khác dưới trướng các giới tử. Tất cả mọi người đều đứng chắn trước mặt Lâm Nhất. Vậy mà lại dám đến thật. Có chiến tướng vẻ mặt âm u, lạnh lùng quát. Lâm Nhất, tên ma đầu nhà ngươi, dám giết chết nhiều chiến tướng của ba chiến giới lớn như thế, quả thật tội ác tày trời. Thấy giới tử còn không quỳ xuống xin tha, có yêu nghiệt trên kim bảng quát, tiếng quát như tiếng sấm vang vọng khắp không trung. Có tam đại giới tử ở đây nên họ cũng không sợ Lâm Nhất, cả đám thay nhau quát mắng. Lâm Nhất nhìn thoáng qua, phát hiện đội hình còn khá lớn. Không ngờ trong số những người chặn đường hắn giữa không trung lại có rất nhiều yêu nghiệt trên kim bảng.
có vẻ như ngoài giới tử khác thì toàn bộ yêu nghiệt trên kim bảng đều tụ tập ở đây, không muốn bỏ qua sự kiện hôm nay. Ta không muốn ân oán giữa mình và ba chiến giới liên lụy đến những người khác. Rời rời đi, ta có thể thả cho các ngươi một con đường sống, giọng nói của Lâm Nhất không lớn, nhưng lại tràn đầy khí thế, ánh mắt sắc bén, cả người rực rỡ lấp lánh kiếm quang. Hừ, cùng nhau xông lên nghiền nát hắn. Có chiến tướng điên cuồng hét lên, mọi người đồng loạt lấy bí bảo ra và chúng đều là những đạo khí có nguồn gốc phi phàm. Bọn họ cũng không kiêng kỵ hay sợ hãi trước khí thế vô địch mạnh mẽ trên người Lâm Nhất, vì bất cứ một ai trong tam đại giới tử đều có thể giết chết hắn. Tam đại giới tử đồng loạt ra tay thì chẳng ai trên con đường thông thiên có thể ngăn cản nổi, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Nếu không, sau hôm nay trên đời này chắc chắn sẽ không có ai tên Lâm Nhất nữa. Trận chiến diễn ra hết sức căng thẳng, không hề có chút nương tay nào. Vô số bí bảo bùng nổ phát ra ánh sáng khủng bố khiến cả quảng trường Phong Lăng bị bao phủ bởi đủ mọi màu sắc, xuất hiện dị tượng. Ánh sáng rực rỡ làm cho cả không gian dập dờn hình thành những gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, mỗi một vòng đều tỏa ra sức mạnh khủng khiến người ta run rẩy. Những người khác trên quảng trường biến sắc, không ngờ chiến đấu lại diễn ra nhanh như vậy, vội vàng chạy ra xa. Bọn họ không dám xen vào trận chiến ấy, nhiều đạo khí bùng nổ như vậy, dù là dư chấn của nó thôi cũng đủ để họ bị thương nặng. Lâm Nhất đứng lơ lửng trên không, mặc kệ những bí bảo kia cuốn theo vô vàn dị tượng đánh tới, kiếm ý trong mắt bùng nổ, mái tóc đen bay múa theo gió, trên người chợt phát ra một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc. Ngưu rồng bão táp bỗng dưng kéo đến giữa đất trời. Kiếm của ta như thương long, chém ra bão táp chấn động. Thương long bất diệt, bất diệt thương long. Trên người Lâm Nhất chợt phát ra long uy cuồn cuộn, kia chính là long uy thuần túy nhất, và hoàn toàn dung hợp với kiếm ý thông thiên. Một con thương long như thật chợt xuất hiện, ngẩng đầu lên trời gầm lên, sấm sét quay cuồng. Thoáng chốc, đất trời lập tức tiêu điều. Rõ ràng là long uy cực kỳ bá đạo và ngang ngược, nhưng lại khiến người ta cảm giác không gian chợt trở nên rộng mở. Kiếm uy thương long bất diệt trực tiếp chống khung trời lên, khiến không gian trở nên rộng mở thênh thang. Vô số bí bảo tới lập tức trở nên nhỏ bé trước kiếm uy vô cùng vô tận ấy. Giờ phút này, trong không gian chỉ còn lại tiếng kiếm ngân, tiếng rồng ngâm và rông tố quay cuồng. Riêng kiếm quang trên người Lâm Nhất là chiếu sáng khắp đất trời, ngoài ra mọi màu sắc khác đều ảm đạm phai màu. Lâm Nhất thầm gầm lên một tiếng, trên người bắn thẳng lên vô số luồng kiếm quang. Chúng như những dòng điện xẹt qua không trung, nhìn từ xa trông như những con thương long nhỏ dài đang gầm thét. Không xong. Giới tử thần u biến sắc, không khỏi hét lên thất thanh. Kiếm ý thông thiên viên mãn đã đủ khiến người ta sợ hãi, giờ đây lại kết hợp với long uy đã đạt tới một trình độ khủng bố có 102. Tuy bí bảo mà những chiến tướng và anh tài kiệt xuất trên kim bảng sở hữu cực kỳ phi phàm, nhưng tu vi của họ lại không thể phát huy hết sức mạnh của chúng. Trước kiếm ý kia, mọi vầng hào quang của chúng đều sẽ bị nghiền nát. Gã muốn lên tiếng bảo họ lùi lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Lâm Nhất lẳng lặng đứng giữa không trung, ánh mắt kiêu ngạo, mỗi bước lại nở rộ ra một đóa hoa, dị tượng động trời, kiếm ý bùng nổ. Thương long gầm thét, quét ngang xung quanh. Rắc, chỉ mới gặp thôi mà những bí bảo kia đã bị kiếm quang có dòng điện vần quanh đánh cho bay tứ tung. Kiếm quang quét qua, thoáng chốc không gì cản nổi. Giết! Lâm Nhất dùng kiếm uy thương long bất diệt đánh tan những bí bảo kia, sau đó lập tức ra tay, thi triển trục nhiệt thần quyết. Nó hóa thành một luồng kim quang bắn ra phong mang sắc bén, nhanh chóng chớp lóe. Ngoài những yêu nghiệt trên kim bảng ra thì không ai có thể ngăn cản hắn. Phụt! Hắn chợt ngừng lại, lập tức có hoa diên vĩ bay múa đầy trời. Khoảnh khắc chúng nở rộ đều có máu tươi bắn ra cùng với tiếng hét thảm thiết. Hết anh tài này đến anh tài và chiến tướng khác ngã xuống, trông cực kỳ khủng bố. Nhanh quá! Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lâm Nhất lại bắt đầu một cuộc tàn sát trên quảng trường Phong Lăng, ngay trước mặt tam đại giới tử. Giờ chỉ mới bắt đầu mà đã có hơn 10 người ngoài những yêu nghiệt trên kim bảng chết. Vô số thi thể không đầu ngã xuống trên quảng trường khiến người ta không khỏi thẳng thốt, chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn. Trước đó, nơi đây vốn tràn đầy không khí vui tươi, bọn họ đến là để xem đại hội sát yêu, nhìn coi Lâm Nhất sẽ phải chết như thế nào. Nhưng khi Lâm Vân chính thức xuất hiện thì lại là máu chảy thành sông, chiến tướng và nhân tài kiệt xuất hết đợt này đến đợt khác ngã xuống, máu tươi chói mắt, nhuộm đỏ cả một vùng.
cút ngay. Có hai tên yêu nghiệt kim bảng chạy đến ngăn cản Lâm Nhất, bị hắn vung tay một cái, tựa như thương long vẫy đuôi, thoáng chốc đánh bay hai tên này. Phốc thử. Bọn họ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cứ thế bị đánh văng ra vài trăm mét. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyệt Vi Vi. Nàng ta bị trói trên cột đá, chịu nhục nhã vô cùng trước ánh mắt bao người. Vèo. Lâm Nhất không chút do dự, liều chết xông đến. Lâm ca ca, không được qua đây. Ánh mắt Nguyệt Vi Vi đầy lo lắng, nàng ta giãy giụa, nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút thì xiềng xích đã bùng lên tia lửa điện cực kỳ chói mắt. Dưới sự kích thích của đủ loại tia lửa điện, thoáng cái sắc mặt Nguyệt Vi Vi trở nên vặn vẹo, trông vô cùng đau đớn, thậm chí nàng ta không nói được lời nào. Đáng giận. Lâm Nhất chợt cảm thấy đau lòng, nhìn vào mắt Nguyệt Vi Vi, hắn có thể đoán ra được ở đó có bẫy, nên lập tức lùi về sau. Hừ, giờ mới lui thì đã muộn rồi. Giới tử Huyền Long cười khẩy, trong tay hắn ta chợt xuất hiện một cái vòng tay có xích nối với chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa trên tay hắn ta. Dây xích lóe lên tia sáng bạc, trong lúc dao động, nó phát ra âm thanh tựa như chuông gió. Bành! Khoảnh sân rộng phút chốc nứt ra, chín sợi xích thô to từ dưới đất chui lên, cuốn về phía Lâm Nhất với tốc độ tia chớp. Mỗi một sợi xích đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ hùng hậu, tựa như chín con mãng xà cấp bá chủ dùng tốc độ sét đánh bao vây Lâm Nhất. Tỏa Long Liệm! Mọi người thét lên đầy kinh hãi, Tỏa Long Liệm chính là chí bảo của giới vực Huyền Long. Tuy đây chỉ là đồ mô phỏng nhưng uy lực cũng rất bất phàm. 9 sợi xích, mỗi một sợi đều là đạo khí siêu phẩm, khi 9 sợi xích cùng phát huy thì uy lực tương đương với 9 món siêu phẩm. Dưới tinh quân không một ai có thể phản kháng được. Quan trọng nhất chính là Tỏa Long Liệm đang được điều khiển bởi giới tử Huyền Long, vì lẽ đó, món bí bảo này ít nhất có thể phát huy được 7 phần uy năng. Mái tóc dài của Lâm Nhất điên cuồng bay múa, mắt hắn như điện, đối mặt với bí bảo bực này. Hắn nào dám khinh thường. Hắn đồng thời thúc giục Thương Long Thánh Kiếm Quyết và Tử Diên Kiếm Quyết, còn có Thanh Tiêu Kiếm Quyết, thoáng cái, oanh ra 9 quyền mang kinh thiên động địa, mỗi một quyền đều mang theo uy năng của Nhật Diệu Thần Quyền và Nguyệt Diệu Thần Quyền, phát huy đến tình trạng siêu việt tạo hóa. Hào quang màu vàng cùng màu bạc liên tục bắn ra từ trên người hắn, tựa như ánh mặt trời và ánh trăng thời kỳ đỉnh cao, không ngừng biến ảo. Phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa chấn cho quảng trường Lăng Phong rung chuyển từng hồi, Lâm Nhất thét lên, đồng thời đánh ngược 9 sợi xích kia về. Tỏa Long Liệm trong tay giới tử Huyền Long xuất hiện một vết rạn, hắn không tự chủ được phát ra một tiếng hừ nhẹ, nương theo kiếm uy của Thương Long bất hủ, hắn dùng chân nguyên và khí lực của bản thân để chống đỡ lực chấn áp của Tỏa Long Liệm. Phi Thiên Ấn. Nhưng Lâm Nhất còn chưa kịp thở dốc thì một cái bóng vụt đến, thoáng chốc, kẻ đó đã giết đến trước mặt hắn. Là giới tử Thiên Càn. Rốt cuộc cũng có đối thủ cấp giới tử ra tay, phía sau hắn ta xuất hiện một bảo ấn, hào quang ngũ sắc từ đó tuôn ra, hóa thành một ngọn núi thánh nguy nga, vọt về phía Lâm Nhất. Đây chính là một bí thuật của chiến giới Thiên Càn, uy chấn bát phương, dù là ở đại thế Côn Luân cũng có thanh danh cực kỳ hiển hách. Hắn ta ra tay quá nhanh, gần như là khi Lâm Nhất vừa đánh bay Tỏa Long Liệp, giới tử Thiên Càn đã giết đến, khiến hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Tia sáng trong mắt Lâm Nhất chợt lóe, hắn không chút sợ hãi, cũng không lùi bước, mà dùng hai tay kết ấn, thôi thúc lực lượng của bảo cốt Thương Long. Thánh giáp Thương Long. Long văn tím vàng trên người bắt đầu nhúc nhích, thoáng cái đã tụ lại một chỗ trên chiến giáp có 18 long ảnh tím vàng du động. Long ảnh tầng tầng lớp lớp, hào quang dày đặc mà huyền ảo, trong lúc di động, quang ảnh không ngừng sáng lên. Bành! Giới tử Thiên Càn đến nhanh, đi cũng nhanh. Hắn ta vừa ấn một chưởng vào ngực Lâm Nhất thì lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, giới tử Huyền Long lại lần nữa giết đến, trên người hắn ta cũng có long ảnh tương tự, chí cương chí dương, vô cùng bá đạo. Long uy phát ra từ trên người giới tử Huyền Long khiến không khí cũng dao động, hắn ta tựa như một vầng thái dương vàng chóe, trực tiếp va vào Lâm Nhất. Răng rắc, thánh giáp Thương Long cùng tầng tầng lớp lớp long ảnh chịu hai lần trọng kích, cứ thế bị đánh chia năm xẻ bảy. Nhưng thế công của Lâm Nhất cũng lập tức vọt đến, cùng là năm ngón tay bấu chặt vào nhau, giữa khe hở bắn ra những luồng sáng màu vàng. Trong quyền mang của hắn ngưng kết cổ ấn thần dương, trong cổ ấn lại có kim ô hiển thánh. Phốc thử. Một quyền này đánh vào người giới tử Huyền Long khiến con rồng trên người hắn ta thoáng cái tan vỡ,
khóe miệng hắn ta rỉ ra máu tươi. Giới tử Huyền Long nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ đắng chát, trong mắt lóe lên tia không phục. Hắn ta dùng hết toàn lực ngăn cản kiếm uy trên người Lâm Nhất, tiếng rồng ngâm quanh quẩn, lại một quyền đánh tới. Khoảnh khắc đó, có long ảnh vần quanh hai người, kiếm quang lập lòe, quyền mang không ngớt, chỉ vài hơi thở đã trải qua mấy chục quyền. Phanh, phanh, phanh. Vô số long ảnh nổ tung, trời đất u ám, chân nguyên sôi trào, lúc này có vài tên nhân tài kiệt xuất đã bị ảnh hưởng, thân thể thoáng chốc trở thành bột phấn, khiến cho lòng người sợ hãi, quá đỗi kinh hoàng. Thật mạnh, cao thủ giao đấu bực này có thể nói là trước nay chưa từng gặp, quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Mỗi một quyền của hai người đều ẩn chứa uy lực thánh linh, vượt trên tạo hóa, mạnh đến mức khiến người ta sôi gan. Phốc thử. Cuối cùng, giới tử Huyền Long phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh văng ngược ra ngàn mét, kế đó rơi xuống đất, khiến mặt đất trực tiếp sụp xuống. Đây là cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đáng giận. Giới tử Huyền Long siết chặt nắm đấm. Khiến năm ngón tay cắt vào da thịt, máu tươi tuôn ra, sắc mặt hắn ta trở nên hung ác và đầy phẫn nộ hơn bao giờ hết. Hắn ta vậy mà lại bị người ta dùng một quyền đánh bay. Thánh giáp thương long trên người Lâm Nhất đã rách nát, khóe miệng hắn rỉ ra máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt, tình trạng của hắn lúc này không quá khả quan. Nhưng hắn vẫn quyết không lùi bước, tóc dài bay loạn trong gió, phong thái vô địch trên người không hề suy giảm mảy may. Nếu như trước đó, khi Lâm Nhất nghiền ép yêu nghiệt kim bảng, vẫn chưa có ai đánh đồng hắn cùng giới tử, nhưng giờ phút này, trời đất cô tịch, ánh mắt mọi người khi nhìn hắn đều lộ vẻ khó có thể tin được. Trong một khoảnh khắc với tốc độ ánh sáng, hắn giao đấu cùng hai yêu nghiệt lớn của kim bảng, nhưng hào quang vẫn sáng rọi như trước, không hề có dấu hiệu rơi xuống hạ phong, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Đột nhiên, trời đất rung chuyển, một con khổng tước bảy màu khổng lồ xuất hiện sau lưng giới tử thần u. Ánh mắt hắn ta tối sầm, lộ vẻ bế nghệ thiên hạ, uy áp không cách nào tưởng tượng được quét ngang mặt đất, khiến tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh từng hồi, khiếp sợ không thôi. Thánh linh. Khi nhìn thấy con khổng tước bảy màu kia, đồng tử mọi người nhanh chóng co rút lại, vô cùng hoảng sợ. Là võ học thánh linh. Đây là võ học thánh linh hàng thật giá thật, chứ không phải chỉ là gia lông. Uy lực thánh linh hùng mạnh gần như khiến mọi người muốn quỳ rạp xuống. Không biết sống chết. Sắc mặt giới tử thần u rét lạnh, ngạo khí bộc phát, thân thể hắn ta lơ lửng giữa trời, từ trên cao nhìn xuống Lâm Nhất với ánh mắt lạnh lùng mang theo sự khinh thường. Hào quang bảy màu chiếu rọi vòng trời, con khổng tước kia giang rộng cánh, diễn hóa thành dị tượng khổng tước xòe đuôi. Ầm ầm. Vô số hào quang bảy màu thoáng cái phủ lên nền trời, dưới hào quang bực này, giới tử thần u tựa như thần linh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bịch. Rốt cuộc có người không chịu nổi, quỳ sụp xuống, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Phanh, phanh, phanh. Kế đó là một chuỗi âm thanh quỳ xuống không ngừng vang lên, rất nhiều người vây quanh quảng trường không cách nào khống chế được mà quỳ sụp xuống. Uy lực thánh linh. Vẫn còn người kiên trì, cắn chặt răng chống đỡ. Sắc mặt bọn họ trông rất đau đớn, phải nói, uy áp bực này quả thực quá đáng sợ. Ha ha ha. Giới tử thần u cười khoái chí. Giọng hắn ta rét lạnh, Lâm Nhất, đến đây được rồi. Uy áp của hắn ta vô cùng đáng sợ, giờ phút này, không ai cho rằng Lâm Nhất là đối thủ của giới tử thần U, bởi lẽ, hắn ta đã bày ra hoàn toàn nội tình khủng bố của một giới tử. Dừng ở đây, giới tử thần U, người quỳ xuống chịu chết cho ta. Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng xé rách bầu trời, một luồng sáng bạc phá vỡ hư không, một tiếng gầm vang vọng chín tầng trời. Giới tử thần U, quỳ xuống chịu chết. Tiếng gầm của Lâm Nhất khiến tim mọi người nảy lên từng hồi. Hai luồng sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra, màu vàng là thánh linh kim ô, màu bạc là thánh linh ngân hoàng. Hai thánh linh đồng thời phá thể mà ra, thoáng cái, xé nát toàn bộ hào quang bảy màu bao quanh Lâm Nhất. Sao có thể chứ? Võ học thánh linh, Lâm Nhất cũng có võ học thánh linh, mà còn là song linh đồng tu, việc này. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Trời ạ! Dị tượng đột ngột xuất hiện đã ngăn cản uy lực thánh linh của giới tử thần U, khiến áp lực mà mọi người đang chịu được giảm đi rất nhiều. Cả đám đều lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên, ánh mắt khi nhìn Lâm Nhất đã gần như khó có thể tin được. Võ học thánh linh. Lâm Nhất vậy mà lại nắm giữ võ học thánh linh, hơn nữa còn đồng thời khống chế hai đại thánh linh, một là Kim Ô, một là Ngân Hoàng,
bất kể là loại nào thì cũng mạnh hơn nhiều so với thánh linh mà giới tử thần U gọi ra. Song linh đồng tu. Sắc mặt giới tử thần U thay đổi, trong mắt lóe lên tia khác thường. Thân là giới tử, hắn có được sự tự tin vô địch, nhưng khi nhìn thấy hai thánh linh đồng thời rạch phá nền trời, từ sâu trong lòng hắn ta không khỏi chấn động, khiếp sợ không thôi. Thật đáng sợ, người này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn ta, e rằng đánh phục bảo cốt thương long vốn không có bất kỳ may mắn nào. Lòng vô địch của hắn ta đã xuất hiện một vết rạn, hiện tại chỉ uy áp của hai đại thánh linh đã chấn cho xương cốt hắn ta kêu rên từng hồi, chân nguyên sôi trào không ngớt. Lại nói, đồng tu hai loại thánh linh tuy uy lực cực mạnh, nhưng chưa chắc có thể khống chế thuần thục. Ầm ầm, trời đất bắt đầu chao đảo, võ đạo thánh linh của hai bên điên cuồng giao đấu. Hào quang bảy màu cùng tia sáng vàng và bạc lan ra khắp bốn phía, mỗi người điều khiển thánh linh của mình, không ngừng đối kháng. Với trận chiến khốc liệt bực này, e rằng hào quang lan ra thôi cũng đủ tạo thành chấn động trên nền trời. Trên quảng trường Phong Lăng, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía dị tượng trên nền trời, bọn họ có thể cảm nhận rất rõ ẩn chứa trong đủ loại hào quang là uy lực ngập trời. Võ học thánh linh giao thủ cũng chỉ là thánh linh giao tranh, vậy mà lại khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Hô! Lâm Nhất thở hắt ra một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng. Giới tử thần U đang muốn kéo dài thời gian. Điều động võ học thánh linh đòi hỏi tiêu hao khí huyết cực lớn, không thể tùy tiện vận dụng. Đồng thời điều khiển hai đại thánh linh chắc chắn sẽ khiến Lâm Nhất tiêu hao gấp nhiều lần so với đối phương. Chỉ cần khí huyết hao hết thì có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng chỉ có thể trở thành thịt cá mặc người chém giết.